Lần trước dây còn cười lớn hắn, bỗng nhiên chóp mũi đau xót, đỏ mặt nói, cũng chỉ có ta chủ nhân xứng với cái này vạn cổ tinh không xuống thứ nhất quan. Diệp thần nhưng là nói nhỏ. Tiền bối hắn không có chết. Một lời ra, mọi người ở đây đều là sửng sốt một chút, khó tin nhìn hắn, Giang Mị Âm lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp thần. Ngày khác như ta nắm trong tay luân hồi, định sẽ để cho tiền bối lại xuất hiện thế gian, cái này tổ quan, chính là thời cơ. Diệp thần chắc chắn nói. Tóc vàng người đàn ông cùng Mỹ phụ đối mặt cười một tiếng, bọn họ ngược lại là quên thằng nhóc này là luân hồi chi chủ. Nắm trong tay luân hồi tồn tại, đúng là có tư cách đoạn sống chết. Nếu không liền để cho Mị Âm cái này nha đầu, đi làm chứng đi. Người Mỹ phụ ném tới ánh mắt tán dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp thần bả vai, nhẹ giọng nói, cái này tổ quan và ngươi luân hồi chi đạo mặc dù có thể làm tịch thần giới lại xuất hiện sức sống, có thể ngươi chắc rõ ràng, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi, nó dẫu sao vô chủ. Diệp thần mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là bị người Mỹ phụ ngăn lại. Tổ quan hoang vô lực cho dù là cách quan tài, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đem nó ở lại tịch thần giới, chỗ tòa này thế giới, sợ rằng sẽ biến mất nhanh hơn. Người Mỹ phụ kéo Giang Mị Âm tay, nhẹ nhàng giao đến Diệp thần trên tay, cái này nha đầu, sau này thì nhờ ngươi, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, vạn nhất ngày nào đó chủ nhân trở về phải biết thằng nhóc ngươi dương thịnh âm suy, cần phải cầm ngươi xương phá hủy nấu canh cho nàng bổ. Chẳng biết tại sao, cái này đùa giỡn, mấy người tại chỗ, nhưng là liền kéo động khóe miệng ý niệm cũng không nhấc nổi, làm sao xem, cũng giống như là ở giao phó hậu sự. Kim Thúc, Thải Di, ta. Giang Mị Âm vậy nghe được hai người ý tứ trong lời nói, ửng đỏ hốc mắt còn không ngừng, liền lại có đoạt hố mắt ra ý. Diệp thần kéo Giang Mị Âm tay, trận lại nói, tiền bối, ta cũng có một phe tiểu thế giới, võ đạo luân hồi đồ thế giới tuy nhỏ, có thể che chở tộc quần vẫn là không hai chọn, ta. Tóc vàng người đàn ông nhưng là giễu cợt nói, thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ là muốn kéo hai chúng ta lão già kia cho ngươi làm miễn phí đả thủ. Diệp thần vội vàng khoát tay một cái, bộ kia cuống quýt hình dáng cũng là dẫn được Mỹ phụ cười một tiếng, tốt lắm, ngươi liền đừng mở tiểu tử này nói giỡn. Mang Mị Âm nha đầu rời đi đi, các ngươi sau khi đi, ta sẽ phong tỏa tịch thần giới, không để cho nó hơi thở trôi qua, thượng năng duy trì trăm năm. Thật làm ngày đó, tịch thần giới vỡ nát. Hai chúng ta người, đem lại đến thế gian, trước tiên tộc ta, tái chiến chư thiên, không không lúc nào không, làm sao sợ hãi. Diệp thần cảm nhận được liền hai người trong lời nói hành gian đoạn tuyệt, đi theo ở tịch thần bên người vạn cổ năm tháng, máu của bọn họ khí lực vậy đã sớm không còn đỉnh cấp, nếu không phải tịch thần giới thiên địa dựng dưỡng, vậy sớm đến liền đại hạn năm. Cho dù là dẫn tộc quần xuống thế, chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất hết cách. Bọn họ lựa chọn cuối cùng coi giữ mảnh thế giới này tôn nghiêm, ở yêu cầu thời khắc, khẳng khái bị chết. Năm xưa tịch thần phong thái, ở thằng nhóc ngươi chưa lớn lên trước, do chúng ta kéo dài, mà các ngươi, lại đi tới trước. Cái này ngươi cầm đi. Tóc vàng người đàn ông cùng Mỹ phụ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười trúng chím, đưa cho hai người họ viên long lanh trong suốt đá. Nhìn như giống như một đá, càng giống như là hai quả hạt giống. Đây là chủ nhân trước lưu lại tố nguyên đá, trong này, phong ấn hai chúng ta tộc, huyết mạch tinh khiết nhất đời sau. Có lẽ cùng bọn họ thời điểm ra đời, ta và Lão Kim đã không có ở đây, như các ngươi khi đó đã đánh lui chư thiên tới địch, ta hy vọng chúng ta đời sau có thể cuộc sống ở một cái tránh chiến loạn tường hòa thịnh thế. Người Mỹ phụ cùng tóc vàng người đàn ông khao khát ánh mắt nhìn về màn trời, thật lâu sau đó, quay đầu lại tới giữa, thiên địa lập tức lạnh lùng mấy phần. Như vậy chiến loạn như cũ, ta hy nhìn bọn hắn có thể đứng ở ngươi cỡ đó, như vậy vạn cổ trước đại thế vậy, giết hắn cái không chừa manh giáp, tộc ta tới thượng truyền thừa cũng không tuyệt, ở đó tố nguyên đá bên trong, bọn họ từ sẽ rõ ràng. Hai người không nói lời nào khoát tay một cái, cửu sắc thần mang giống như là hạ lệnh trục khách, Diệp thần cùng Giang Mị Âm hết thảy trước mắt đổi được mơ hồ, vô luận Diệp thần như thế nào gào thét, đều là không có nửa điểm mà thanh âm truyền ra. Cũng không phải là biệt ly, hai người cái không muốn thương cảm, thật muốn thương cảm, lưu đến lần kế gặp lại đi, lão tử khẳng khái bị chết để gặp, có cái khóc tang tiểu bối, suy nghĩ một chút vậy rất có mặt mũi, ha ha ha. Tóc vàng người đàn ông cười vang nói, tục tăng thanh âm vang vọng ở Diệp thần cùng Giang Mị Âm bên tai, bọn họ hốc mắt đều là đỏ lên, muốn đáp lại, nhưng là không thể lên tiếng, đành phải nghe.
Thi quân sinh vũ dực, một hóa bắc minh cá. Người Mỹ phụ nhìn về Diệp Thần, nhàn nhạt mấy chữ, cuối cùng cười phất tay, hình ảnh vĩnh viễn như ngừng lại ở một chớp mắt kia. Đến khi hai người lần nữa phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã ở tịch thần giới ra. Diệp Thần nhìn về phía Giang Mị Âm, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Giang Mị Âm tựa hồ vẫn là có chút thương cảm, ta còn có chút chuyện cần phải làm, chờ ta xử lý xong, tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần biết Giang Mị Âm cần thời gian tiêu hóa, mà hắn vậy có chuyện trọng yếu hơn phải làm, liền nói, chờ ngươi xử lý xong, có thể tới tinh nguyệt giới tìm ta. Ừ. Giang Mị Âm nói xong, chính là biến dạng hư không rời đi. Diệp Thần nhìn Giang Mị Âm đi xa phương hướng, trầm tư hồi lâu, cuối cùng liền hướng tinh nguyệt giới đi. Hai ngày sau, Diệp Thần đi qua nghỉ ngơi điều dưỡng, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Cái này hai ngày hắn thi triển qua tịch thần sáu thức, nhưng luôn cảm giác kém chút gì. Chẳng lẽ là bởi vì mình không có bước vào thiên huyền cảnh? Bất quá hắn không hề nổi giận, dẫu sao vậy tịch thần tuyệt học nhưng mà từ thiên đấu lớn đổ sát trong kiếm cảm ngộ tới. Bất quá cái này hai ngày, hắn đầu óc bên trong, một mực có một nơi tọa độ quanh quẩn. Đó là lão để lại cho hắn tọa độ. Là thiên hoang sở tại địa tọa độ. Ngày xưa luân hồi hộ đạo giả, thiên hoang lão ở giữa thiên hoang, người ngay tại thần thiên giới bế quan, hơn nữa đã bế quan vạn năm. Thần thiên giới, luân hồi sáu giới một trong, đã từng là thần vũ trụ, là thế gian đệ nhất cao thủ Diêm Hành Thiên. Diệp Thần cùng Diêm Hành Thiên tới giữa, giao tình cũng là 10 phần thâm hậu, từng cùng nhau uống rượu, cũng từ trong tay đối phương, học được một môn kêu trời tranh viêm lợi hại kiếm pháp. Diêm Hành Thiên, cũng là thiên nữ sư phụ, ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người trưởng phu. Trước đây Thái Thượng Công Đức Chiến, Diêm Hành Thiên cũng có tham dự dự lễ. Diệp Thần Thiên Cơ thấy rõ dưới, mơ hồ dòm ngó gặp, Diêm Hành Thiên tựa hồ trở về thần thiên giới. Nếu như hắn đi thần thiên giới, tìm thiên hoang mà nói, có lẽ có thể được trợ giúp. Đợi khi tìm được thiên hoang tiền bối, giải quyết hết mộ cung nhân quả, ta là có thể chính thức vọt vào thiên huyền cảnh. Diệp Thần nắm quyền một cái, nội tâm cũng có quyết định. Diệp Thần. Lúc này, một cái quần đỏ thiếu nữ, nhưng là đi tới trên đỉnh núi. Là Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh, thế nào? Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh tới, hơi có chút kinh nghi. Ngươi muốn đánh vào thiên huyền cảnh, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Kỳ Tư Thanh nói. Tại sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, hỏi. Ngươi xem. Kỳ Tư Thanh đầu ngón tay lộn một cái, linh khí thả ra, hội tụ thành một bức tranh. Hình ảnh bên trong, là một tôn thâm trầm cự nhân, sừng sững ở trong tinh không, cả người tràn ra hoàng hôn suy hủ hơi thở. Ở nơi này cổ suy hủ hơi thở rội rửa, chung quanh tinh không, chư thiên tinh thần, trong thoáng chốc thì trở nên được ảm đạm, thậm chí rơi xuống, hóa thành vẫn thạch bột. Ở cự nhân bên người, một đầu hung thú uy phong lẫm lẫm đứng, ánh mắt như điện, tư thái thần tuấn hung mãnh. Đây là hoàng hôn cự nhân và bát hoang hư thú. Diệp Thần thấy hình ảnh này, hoàn toàn kinh hãi. Vậy một tôn thâm trầm cự nhân, chính là trong truyền thuyết hoàng hôn cự nhân, là tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Ban đầu ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, Diệp Thần thiếu chút nữa bị hoàng hôn cự nhân một chưởng đập chết. Luân hồi mộ địa bên trong, đã từng là thánh quang tiên đế, chính là chết ở hoàng hôn cự nhân trong tay. Cái này hoàng hôn cự nhân, đứng hàng tử thần giáo đoàn trên 6 tiệc, thực lực kinh khủng dị thường cùng mạnh mẽ. Mà đứng ở hoàng hôn cự nhân bên người hung thú, Diệp Thần vậy nhận được, chính là hắn thú cưỡi bát hoang hư thú. Trước đây hắn ở kiếm môn thế giới, vì cứu lão, thả ra bát hoang hư thú, gây ra hỗn loạn. Cuối cùng, bát hoang hư thú mất khống chế, bỏ chạy rời đi. Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bát hoang hư thú lại có thể trở lại không không lúc nào không, thậm chí lần nữa trở lại hoàng hôn cự nhân bên người. Ta và gia gia ngươi, nhâm tiền bối bọn họ, cảm giác được thiên cơ thay đổi, hoàng hôn cự nhân có thể phải hạ xuống, phá hoại ngươi tấn thăng, thậm chí muốn giết ngươi. Kỳ Tư Thanh ngưng trọng nói. Cái gì? Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hắn ở trong tinh nguyệt giới tấn thăng, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Ở tinh nguyệt giới trên địa bàn, vô luận là vũ hoàng cổ đế, vẫn là ma tổ vô thiên, cũng không dám qua tới quấy rầy. Nhưng hoàng hôn cự nhân có thể hạ xuống, nhưng ra Diệp Thần dự liệu.
Lấy hoàng hôn cự nhân thực lực, một khi hắn phủ xuống nói, tuyệt đối có thể ở tinh nguyệt giới bên trong, tạo thành không thể lường được phá hoại. Đến lúc đó, diệp thần cảnh giới đánh vào, vậy sẽ gặp phải quấy dày, tùy thời cũng có thể thất bại. Kỷ Tư Thanh nói, người muốn đánh vào thiên huyền cảnh, có thể còn cần chậm lại nữa mấy ngày, ra ra ngươi và nhâm tiền bối nói, bọn họ còn cần lại chuẩn bị một chút, để phòng hoàng hôn cự nhân hạ xuống. Diệp thần nói, có thể, ta cũng đang chuẩn bị đi thần thiên giới, chậm lại mấy ngày không sao. Kỷ Tư Thanh nói, thần thiên giới sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta thật giống như nghe được vận mạng cảnh kỳ, vậy thần thiên giới tựa hồ có đại biến sắp phát sinh. Diệp thần nói, ta biết, ta sẽ chú ý, giúp ta nói cho ra ra bọn họ, ta đi ra ngoài trước. Hắn bưng Kỷ Tư Thanh gương mặt, hôn nàng một cái, sau đó liền rời đi tinh nguyệt giới, trực tiếp phong tỏa thần thiên giới tọa độ, xé trời đi. Ở chính thức đi đến thần thiên giới trước, Diệp thần trước đem mình ý chí, truyền đưa tới. Bởi vì hắn cảm giác được, Diêm Hành Thiên ngay tại thần thiên giới, trước thời hạn nói cho đối phương biết, mình vậy có thể được tiếp ứng. Quả nhiên, làm Diệp thần hạ xuống thần thiên giới thời điểm, liền thấy một cái cầm hồ lô rượu ông già, mang mấy người đệ tử, vui vẻ cười to trước đi ra. Chính là Diêm Hành Thiên. Tiền bối, thật lâu không gặp. Diệp thần hướng Diêm Hành Thiên chắp tay, kêu lên. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, đứa nhỏ, ngươi làm sao tới? Diệp thần nói, ta muốn tìm một người. Thật ra thì ở hạ xuống trước, Diệp thần cũng đã truyền ra ý chí, nói cho Diêm Hành Thiên, mình muốn giải quyết mộ cung nhân quả, tìm thiên hoang. Diêm Hành Thiên vậy già nua trong tròng mắt, hơi chớp động tinh mang, thần sắc cũng là hiếm có nghiêm túc, nói, người muốn tìm kiếm người kia, sợ rằng không như vậy dễ dàng thấy. Diệp thần nói, xin tiền bối chỉ dẫn. Diêm Hành Thiên yên lặng một hồi, liền ngoắc ngoắc tay, cùng để ta đi. Ở phía trước dẫn đường, Diệp thần gật đầu một cái, liền đi theo Diêm Hành Thiên, bước vào thần thiên giới bên trong. Cái này thần thiên giới, cùng địa ngục giới, chúng sanh giới, quỷ vương giới vân. Vân thế giới cùng nổi danh, nhưng nội bộ khí tượng, nhưng là hỗn loạn mờ tối, thiên địa cũng là không lành lặn, một phiến ngày tận thế phế tích cảnh tượng. Diệp thần liền thấy, toàn bộ thần thiên giới, sụp đổ, văng tung tóe thành ngàn trăm cái cỡ nhỏ địa giới. Các loại núi cao con sông, rừng rậm cổ mộc, thành trì tàn phiến, bể tan tành trôi lơ lửng ở trên trời. Diệp thần ngẩng đầu, không thấy được bầu trời. Hắn cúi đầu, lại không thấy được mặt đất. Cái này thần thiên giới, văng tung tóe được quá nghiêm trọng, cả thiên địa tinh không cũng phai mờ, khắp nơi đều là hỗn loạn thời không chảy loạn, như ngày tận thế phế tích. Nếu như không phải là Diệp thần tu vi cường đại nói, đi ở nơi này phiến không gặp thiên địa địa phương. Rất có thể trong nháy mắt liền bị lạc. Tiền bối, người thần thiên giới, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Diệp thần một hồi ngạc nhiên. Diêm Hành Thiên cười khổ một tí, nói, là bởi vì là một môn tam thập tam thiên thần thuật. Diệp thần trong lòng động một cái, tam thập tam thiên thần thuật. Diêm Hành Thiên nói, đúng vậy, lúc ban đầu thời điểm, ta thần thiên giới là luân hồi sáu giới một trong, lấy chu diệt luân hồi là nhất cao sứ mạng. Mặc dù ở bên trong bộ, cũng không phải là tất cả người, cũng đồng ý cái này sứ mạng, ví dụ như ta liền không đồng ý. Ta thần thiên giới thế lực khắp nơi, lẫn nhau có tranh đấu, nhưng còn chưa tới xé rách ra mặt bước, dẫu sao chân chính thành kính màng bái chí cao ý chí, hoặc là màng bái luân hồi người, vẫn là số ít, phần lớn người, đều có mình lợi ích tính toán, sẽ không dễ dàng vì một cái tín ngưỡng phân tranh, liền hiến ra tất cả. Nhưng ở sau đó... Ngọc Liên Thánh Địa trưởng giáo Ngọc Liên Nữ Đế, không biết từ địa phương nào, mang về một môn tam thập tam thiên thần thuật, tên là Thanh Liên Chú Thánh Pháp. Truyền thuyết, luyện thành cái này Thanh Liên Chú Thánh Pháp, có thể đúc ra Thanh Liên Thánh Thể, Bạch Nhật Phi Thăng, thành là thần linh. Cường hãn như vậy công pháp, tự nhiên đưa tới thần thiên giới các phe thánh địa, môn phái, gia tộc mơ ước. Từ đây, thần thiên giới thế lực khắp nơi, vì cướp đoạt Thanh Liên Chú Thánh Pháp, hoàn toàn xé rách ra mặt. Chém giết lẫn nhau không ngừng, cuối cùng đem toàn bộ thần thiên giới, cũng đánh được văng tung tóe sụp đổ, cái gì chí cao sứ mạng, cái gì chu diệt luân hồi, đều không người nhớ, người người cũng điên rồi như nhau, muốn cướp đoạt vậy Thanh Liên Chú Thánh Pháp. À, đó là ta buông tha thần vũ trụ ngôi, rời đi thần thiên giới sau chuyện, nếu như có ta trấn giữ nói, thần thiên giới cũng sẽ không luân lạc đến đây. Nói xong lời cuối cùng,
Diêm Hành Thiên cũng là uyển chuyển than thở. Diệp Thần hơi lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới thần thiên giới, lại có thể trải qua như vậy biến loạn. Vậy tam thập tam thiên thần thuật sức hấp dẫn, quả nhiên là khủng bố. Vì cướp đoạt tam thập tam thiên thần thuật, toàn bộ thần thiên giới tất cả thế lực, cũng dính vào, cuối cùng đại bại câu tổn thương, không có bên thắng, thần thiên giới vậy vì vậy văng tung tóe, thiên địa tinh không cũng phai mờ. Ta thần thiên giới phần lớn địa phương, đều đã lâm vào là ngày tận thế phế tích, người muốn tìm kiếm vị kia kêu thiên hoang mộ cung cường giả, ngay tại nơi nào đó phế tích bế quan, đã có vạn năm. Hi hi, thua thiệt được hắn có thể tìm được ta thần thiên giới, ở chỗ này bế quan, thật là lại không quá thích hợp, cũng không cần sợ bị người ngoài quấy rầy. Diêm Hành Thiên lại cười lên, nói. Thần thiên giới là luân hồi sáu giới một trong, cùng ngăn cách ngoại giới. Ở chỗ này bế quan, dĩ nhiên là bên tai thanh tịnh. Năm đó thần thiên giới, vì tranh đoạt một môn thanh liên chú thánh pháp, đánh được trời long đất lở, trăng mờ tinh nặng, vậy không ảnh hưởng đến bên ngoài, đủ thấy nơi này khép kín. Diệp Thần nếu như không phải là có lão cho tọa độ, cũng không thể tìm tới nơi này. Cùng để ta đi. Diêm Hành Thiên mang Diệp Thần, một đường qua lại hư không, không biết hoành cướp nhiều ít vạn dặm, cuối cùng hạ xuống một phiến bóng tối trên phế tích. Cái này phiến hắc ám phế tích, đã từng là thần thiên giới nơi nào đó giải đất phồn hoa, nhưng bởi vì chém giết cùng chiến loạn, tất cả phồn vinh đều là vẫn diệt, chỉ còn lại tường đổ tàn viên phế tích, thậm chí trong phế tích tư sinh ra hắc ám, có vặn vẹo ma vật sản sinh ra tới. Ở nơi này phiến hắc ám nơi phế tích, có một cái ông già, hạt bụi nhỏ không dính, ngồi ngay ngắn trong phế tích hương. Hắn cả người tản mát ra thần thánh kim quang, đó là thuộc về duy nhất luân hồi màu vàng sáng bóng. Ở mảnh phế tích này thế giới bên trong, hắn giống như là duy nhất chân thần, làm luân hồi sáng bóng tràn ra đi, chung quanh sinh sản ra hắc ám ma vật, đều rối rít bị nghiền diệt, không có chút nào tàn phá bừa bãi có thể. Vị này chính là Thiên Hoang tiền bối. Diệp Thần nhìn hắc ám nơi phế tích ông già, một hồi lộ vẻ xúc động, muốn nhích tới gần xem, nhưng cảm thấy có một cổ cấm chế bình phong che chở, ngăn cản mình. Cái này cổ cấm chế bình phong che chở là như vậy mạnh mẽ, tựa như mang chí cao vô thượng chân lý đại lộ hơi thở, làm người ta không dám xúc phạm. Diệp Thần thử nghiệm đột phá cấm chế, nhưng bàn tay một chạm được cấm chế bình phong che chở, giống như gặp phải đại đạo cắn trả, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Hi hi, ta nói hết rồi, người muốn gặp người này, tuyệt không dễ dàng. Diêm Hành Thiên gặp Diệp Thần đột phá cấm chế thất bại, cười hắc hắc cười, lại uống một hớp rượu. Diêm Hành Thiên tiền bối, ngươi có thể có biện pháp gì, có thể để cho ta đi vào. Diệp Thần nhìn Diêm Hành Thiên, hơi có chút vội vàng hỏi. Ta không có biện pháp, nhưng ngươi có thể, dùng ngươi luân hồi thiên kiếm thử một chút. Diêm Hành Thiên nói. Luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần theo lời rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm trẻ về phía trước cấm chế. Tầng kia vững chắc cấm chế bình phong che chở, ở luân hồi thiên kiếm mũi nhọn hạ, nhưng là lập tức bị mở bung ra. Luân hồi thiên kiếm cùng tầng này cấm chế, phảng phất có cái gì cộng thông chi sử, khá là kỳ diệu. Diệp Thần trong lòng vui mừng, từ vậy cấm chế trong khe bay xuống, hạ xuống phía dưới hắc ám phế tích bên trong. Trên phế tích, Thiên Hoang mở mắt ra, vậy già nua trong tròng mắt, ném ra một chút sắc bén mũi nhọn, rơi vào Diệp Thần trên mình. Oanh! Rồi sau đó, chung quanh hắc ám khí tức nổ. Vô số đen sẫm năng lượng hội tụ, hóa thành một cái tóc đỏ yêu nữ. Vậy tóc đỏ yêu nữ, con người giống như mặt trăng, sau lưng lại mơ hồ có một vòng huyết nguyệt đang trôi lơ lửng, hiển hiện ra âm u đáng sợ hơi thở. Diệp Thần vừa nhìn thấy cái này tóc đỏ yêu nữ, liền cảm thấy có một cổ vô hình cảm giác quen thuộc, lại có thể cùng tử thần giáo đoàn có liên quan. Là tử thần giáo đoàn ghế thứ 5 hộ pháp, biệt hiệu trăng đỏ sáng. Diệp Thần con người hơi co rúm một cái. Thiên cơ thấy rõ, đã dòm ngó gặp tất cả. Tử thần giáo đoàn ghế thứ 5 hộ pháp, thực lực so với hoàng hôn cự nhân, còn cường hãn hơn 10 lần, cực kỳ lợi hại, biệt hiệu kêu răng đỏ sáng, lại gọi hồng nguyệt yêu nữ. Cái này hồng nguyệt yêu nữ, nhưng thật ra là cần phải Nhâm Phi Phàm mà ra đời, mục tiêu là đánh chết Nhâm Phi Phàm, lấy trăng đỏ chung kết huyết nguyệt. Đây là hồng nguyệt yêu nữ. Lớn mạnh như vậy tồn tại, không thể nào hạ xuống đến thế giới hiện thật. Diệp Thần phát hiện không đúng, thế giới hiện thật quy luật, có rất nhiều hạn chế.
ở không không lúc nào không bên trong, quá mức cường đại tồn tại, không cách nào hạ xuống, nếu quả thật muốn hạ xuống, phải làm xong làm nền. Trước mắt tử thần giáo đoàn làm nền, nhất chống đỡ thêm hoàng hôn cự nhân hạ xuống, cái này vẫn là phải đối phương lần nữa đạt được thú cưỡi điều kiện tiên quyết. Nếu như là hồng nguyệt yêu nữ mà nói, so hoàng hôn cự nhân còn lợi hại hơn 10 lần, không thể nào hạ xuống. Diệp thần tỉnh ngộ lại, trước mắt hắn hồng nguyệt yêu nữ, thật ra thì cũng không phải là chân thực, mà là thiên hoang tạo ra một đạo ảo ảnh, muốn khảo nghiệm tâm tính của hắn. Huyết nguyệt đồ sát trời, phá cho ta. Diệp thần không có động tính, luân hồi thiên kiếm huy động, nháy mắt tức thì, cuồng bạo kiếm đạo liền huyễn hóa ra 9 luân huyết nguyệt, kiếm khí quy nhất, ác liệt như gió, đi về trước biểu chém. Chỉ một kiếm, vậy hồng nguyệt yêu nữ, liền chết ở diệp thần dưới kiếm, hóa thành hư vô nguyên khí tiêu tán, quả nhiên chỉ là một món ảo ảnh. Nếu như là thật hồng nguyệt yêu nữ, diệp thần không thể nào như thế ung dung liền giải quyết hết. Có chút ý tứ. Ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ sao? Thiên hoang thấy Diệp thần như thế ung dung, liền kích phá hắn ảo ảnh, ánh mắt hơi đông lại một cái, cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, nói. Tiểu bối Diệp thần, gặp qua tiền bối. Diệp thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, ta chẳng qua là luân hồi người làm. Thiên hoang thanh âm bình tĩnh nói. Tiền bối, muốn đến người vậy bắt được thiên cơ, biết được ta ý đồ. Ta muốn mời ngươi rời núi, giúp ta đối kháng thiên tâm lão tổ. Diệp thần đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào nói nhảm, nói. Nghe Diệp thần như thế lời trực bạch, thiên hoang trầm mặc xuống, ánh mắt nghĩ lẩn quẩn, chợt lắc đầu một cái, vậy là vô cùng dứt khoát nói, không được. Diệp thần ngạc nhiên, nói tại sao? Thiên hoang nói, ngươi không có nghe hay nói qua sao? Mộ cung sau lưng liên lụy nhân quả, đặc biệt thần bí cùng phức tạp. Ngươi còn chưa tới tiên đế cảnh giới trước, không muốn mưu toan chạm đến mộ cung bí ẩn, hay không thì chỉ có một con đường chết. Diệp thần nói, tại sao? Nhất định phải đến khi tiên đế cảnh giới sao? Vậy phải tới lúc nào? Như ta chứng đạo tiên đế ngày, sợ rằng ta đều đưa không không lúc nào không giết xuyên, còn cần gì mộ cung? Hắn tâm lý có vẻ không nhánh, hắn hiện tại liền muốn lập tức phá giải mộ cung bí mật, đạt được thiên hoang lão trợ giúp, nhưng thiên hoang lão. Nhưng muốn hắn trở đến tiên đế cảnh giới. Điều này sao có thể? Nếu là Diệp thần thật chứng đạo tiên đế, hắn phỏng đoán mình cũng giết xuyên không không thời không. Thiên hoang ha ha cười một tiếng, nói tiên đế liền muốn giết xuyên không không lúc nào không. Ngươi vậy quá cuồng vọng chút, không không thời không thần bí, không phải ngươi có thể hiểu, tiên đế ở bên trong, liền con kiến hôi đều không phải là, thôi, ta biết ngươi hiện tại muốn nhất, chính là cướp lấy thiên bia. Ta có thể cho ngươi một kiểu đồ, đủ để giúp ngươi một tay. Nói xong, thiên hoang bàn tay lộn một cái, thật giống như lật ra thứ gì, nhưng hắn lòng bàn tay phía trên, vẫn là trống trơn như vậy, chỉ có không khí. Vật này cho ngươi. Thiên hoang vung tay lên, thật giống như cầm thứ gì, ném cho Diệp thần, nhưng trong tay hắn rõ ràng chỉ có không khí. Tiền bối, ngươi làm gì, ngươi cấp cho ta thứ gì? Diệp thần ngây ngẩn. Thiên hoang vậy sửng sốt một tí, ngay sau đó tỉnh ngộ, cười khan một tí, nói, xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên rồi, người tu vi còn chưa đủ, không nhìn thấu ảo tưởng bí ẩn. Ta mới vừa cho ngươi, là một cái ảo tưởng khái niệm, một cái truyền thừa từ mộ cung khái niệm, đủ để giúp ngươi đối phó thiên tâm lão tổ. Bất quá, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn không nhìn ra bất kỳ ảo tưởng bí mật, ngươi trước tấn thăng thiên huyền cảnh nói sau. Diệp thần sờ một cái mình thân thể, cái này ảo tưởng khái niệm ở nơi nào? Thiên hoang nói, ngay tại trên mình ngươi, chờ ngươi bước vào thiên huyền cảnh, cảnh giới đến, dĩ nhiên là có thể thấy được. Diệp thần nói, tiền bối, ngươi cho ta khái niệm, rốt cuộc là cái gì? Thiên hoang nói, ngươi tu vi còn chưa tới, cùng ngươi nói cũng là vô ích, chờ ngươi thành thiên quân thượng vị giả, ngươi tự nhiên biết rõ. Cái này ảo tưởng khái niệm, liền vậy vô lượng cảnh cao thủ. Đều không cách nào theo dõi chút nào, nhưng ngươi là luân hồi chi chủ, ta tin tưởng chờ ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, ngươi là có thể nhìn thấu hết thảy. Ở tấn thăng thiên huyền cảnh trước, ngươi vậy đừng vọng tưởng cướp lấy thiên bia, đó là không thể nào sự việc, ngươi thực lực còn chưa tới. Diệp thần gật đầu, nói ta tự nhiên biết, khó mà cướp lấy thiên bia, nhưng phòng ngừa chu đáo, ta muốn mau sớm tổ chức đối kháng thiên tâm lão tổ thế lực, mộ cung chính là mấu chốt.
Bàn về đánh giết sức chiến đấu, thật ra thì ở luân hồi trận doanh bên trong, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc các người, đều không thua Thiên Tâm Lão Tổ. Nhưng, Thiên Tâm Lão Tổ có thể vô hạn sống lại, chân thực quá quỷ dị, nhưng là không ai bằng. Muốn chân tránh tiêu diệt Thiên Tâm Lão Tổ, cực kỳ khó khăn. Diệp Thần có thể nghĩ tới biện pháp, liền là dựa vào Mộ Cung, triệu tập Mộ Cung đi qua các cường giả, lợi dụng thay đổi qua đi thủ đoạn, cưỡng ép sửa đổi Thiên Tâm Lão Tổ đi qua, đem hắn từ căn nguyên trên xóa bỏ. Thiên Tâm Lão Tổ có thể vô hạn sống lại, là bởi vì là hắn tương lai, có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến. Nhưng hắn đi qua, chỉ có một cái thời gian tuyến. Chỉ cần đem điều này thời gian tuyến cắt đứt, hắn sẽ chết. Người bất kỳ đi qua, cũng chỉ có một cái thời gian tuyến, là vĩnh hằng cố định. Sự tình phát sinh, cũng đã xảy ra, không thể nào thay đổi, cưỡng ép thay đổi cũng chỉ là mở ra ra hơn một cái song song thời gian tuyến, sẽ không đối với thực tế có bất kỳ ảnh hưởng, đây là kiên cố nhất đại lộ quy tắc. Năm đó Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, muốn làm, chính là đánh vỡ điều này kiên cố nhất quy luật, nghịch thiên mà đi, phải nắm giữ thay đổi qua đi thủ đoạn, chế tạo luân hồi vãng thế thư. Tuy nói cuối cùng, vậy luân hồi vãng thế thư, vẫn là chế tạo thất bại, hóa thành kiếp bụi. Nhưng, ở đó nhất thế luân hồi chi chủ dưới sự hướng dẫn, Mộ Cung rất nhiều các cường giả, hoặc hơn hoặc thiếu, cũng nắm giữ một ít thay đổi qua đi năng lực, tuy không tới nghịch thiên bước, nhưng muốn xóa bỏ Thiên Tâm Lão Tổ, cũng không chuyện không thể nào. Thiên Hoang thở dài nói, à, ta nói, ngươi tu vi còn chưa tới tiên đế, cũng đừng nghĩ theo dõi Mộ Cung bí ẩn. Ngươi muốn triệu tập Mộ Cung cường giả, càng không thể nào. Mộ Cung là nguyên thiên đế sáng chế, năm đó luân hồi thư hóa thành kiếp bụi, luân hồi chi chủ sau khi chết, Mộ Cung còn sót lại cường giả, chỉ cần không chết, liền toàn bộ trở về nguyên thiên đế bên người, ngươi không thể nào triệu tập đi ra. Cái này thế gian lưu tồn Mộ Cung người, chỉ có ta và lão sư đệ, hơn nữa chúng ta vậy chuẩn bị bế quan ẩn cư, à, đáng tiếc hắn bị ma tổ vô thiên bắt đi. Nếu không, ta hôm nay đem Mộ Cung cái cuối cùng truyền thừa khái niệm, vậy giao cho ngươi, coi như là chấm dứt tất cả nhân quả, hai chúng ta sư huynh đệ, liền có thể thoái ẩn. Diệp Thần có vẻ chấn động, nói tiền bối, các ngươi muốn thoái ẩn sao? Còn nữa, nguyên thiên đế lại là ai? Thiên Hoang nói, ta và lão sư đệ, đã sớm mệt mỏi, cái này địa bàn lớn cờ quá phức tạp, chúng ta cũng không muốn dính vào. Còn như nguyên thiên đế, chính là Mộ Cung sau lưng chủ nhân. Cái này Mộ Cung, là hắn sáng lập, thậm chí hắn cùng chí cao tới vĩ luân hồi mộ địa, cũng có mật thiết nhân quả. Năm đó, nguyên thiên đế và luân hồi chi chủ là bạn, hắn đem Mộ Cung giao cho luân hồi chi chủ trông coi. Nhưng, cuối cùng hai người quan hệ, nháo rất không vui mau. Bởi vì, luân hồi chi chủ muốn tạo luân hồi vãng thế thư, dã tâm chân thực quá lớn, liền nguyên thiên đế đều kinh hãi, khuyên hắn không muốn mộng tưởng hảo huyền. Nhưng, vậy một đời luân hồi chi chủ, không có động tĩnh, vẫn là cố ý như vậy. Diệp Thần thấp giọng líu díu, nguyên thiên đế. Niệm đến cái tên này thời điểm, hắn cảm thấy luân hồi mộ địa, cũng truyền ra một chút chấn động. Quả nhiên, cái này nguyên thiên đế, không chỉ là Mộ Cung sau lưng chủ nhân, thậm chí có thể cùng luân hồi mộ địa có liên quan. Thiên Hoang nói, vị kia nguyên thiên đế, cho tới bây giờ không người gặp qua hắn hình dáng, thậm chí liền nguyên thiên đế ba chữ, cũng là người ngoài cho tôn xưng. Có lời đồn đãi nói, nguyên thiên đế thật ra thì không phải là người, mà là một món trí khôn, lúc ban đầu trí khôn, đại biểu lúc ban đầu chân lý. Cũng có lời đồn đãi nói, người này là chân lý hội hội trưởng, là vạn vật khởi nguyên, chân lý hóa thân. Nhưng chân tướng cụ thể như thế nào, không người có thể biết, ta chỉ biết là không không lúc nào không tất cả người, bỏ mặc là chính là ta, đều phải cho nguyên thiên đế ba phần mặt mũi. Cái này nguyên thiên đế, có thể nói là không không lúc nào không bên trong, uy vọng cao nhất nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì hắn, năm đó luân hồi chi chủ, muốn chế tạo luân hồi vãng thế thư thời điểm, liền bị người vây công giết chết. Dẫu sao cái ý nghĩ này quá điên cuồng, lúc ấy kinh động thế giới hiện thật và không không lúc nào không tất cả cường giả. Diệp Thần nghe xong Thiên Hoang mà nói, trong lòng cũng là chấn động, không nghĩ tới Mộ Cung sau lưng chủ nhân, vị kia nguyên thiên đế, lai lịch lại có thể lớn như vậy, thậm chí là không không lúc nào không uy vọng cao nhất người. Hắn luân hồi mộ địa, nói không chừng cũng là vị kia nguyên thiên đế chế tạo. Thiên Hoang nói, tốt lắm,
Luân hồi chi chủ, ta nên nói, đã toàn bộ nói xong, không nên nói vậy cùng ngươi nói, ngươi muốn đối phó thiên tâm lão tổ, đừng nữa vọng tưởng dựa vào mộ cung, dựa vào ta mới vừa cho ngươi ảo tưởng khái niệm, như vậy là đủ rồi. Diệp thần gật đầu, hướng thiên hoang chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Tuy không có thể triệu tập đến mộ cung cường giả, nhưng có thể hiểu đến mộ cung bí ẩn, còn chiếm được mộ cung vạn cổ truyền thừa xuống một đạo ảo tưởng khái niệm, Diệp thần cũng là 10 phần thỏa mãn. Tuy nói vậy ảo tưởng khái niệm, hiện tại hắn hoàn toàn không thấy được, vậy không sờ được, liền cùng không khí như nhau. Nhưng Diệp thần biết, chỉ cần mình tấn thăng thiên huyền cảnh, liền có thể thành công phá giải vậy ảo tưởng khái niệm, từ đó có đối kháng thiên tâm lão tổ năng lực. Thiên hoang nói, ta giúp ngươi như thế nhiều, ta cũng muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Diệp thần nói, tiền bối mời nói. Thiên hoang nói, lão sư đệ bị kẹt ở kiếm môn thế giới, ta muốn ngươi đi cầm hắn cứu ra. Diệp thần nghe nói như vậy, nhất thời không biết làm sao, nói kiếm môn thế giới có ma tổ vô thiên trấn thủ, chỉ sợ. Hắn đã sớm nghĩ tới đi cứu giả rồi, nhưng tiếc là thất bại, thậm chí thiếu chút nữa đem mình tánh mạng vậy nhập vào. Thiên hoang cười nói, không sao, ta có thể đem ma tổ vô thiên dẫn tới đây, ngươi thừa dịp ma tổ vô thiên không có ở đây, lại đi kiếm môn cứu người là được. Diệp thần nói, tiền bối, ngươi có thể địch nổi ma tổ vô thiên. Thiên hoang nói, nếu như là ở bên ngoài, ta không đánh lại hắn, nhưng ở chỗ này, hắn chưa chắc có thể chiến thắng ta. Tiếng nói rơi xuống, thiên hoang nắm chặt quả đấm, xương cốt nổ tung. Trong tròng mắt bắn ra cùng già nua bên ngoài hoàn toàn không tương xứng mũi nhọn, đằng đằng sát khí. Chung quanh hắc ám khí tức, cũng là bạo động lực, gào thét cuồn cuộn. Hắn ở chỗ này bế quan vạn năm, đã thành lập được thâm hậu địa mạch khí vận, chiếm hết ưu thế. Nếu như ma tổ vô thiên hạ xuống, hắn ít nhất có chắc chắn bảo đảm bất bại. Diệp thần vậy cảm nhận được thiên hoang chiến ý cùng sát khí, trong lòng rét một cái. Hắn vốn còn muốn khuyên gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, trong lòng làm ra quyết đoán, nói, được, tiền bối, ngươi nếu như có thể dẫn đi ma tổ vô thiên, ta giúp ngươi cứu người. Thiên hoang gật đầu một cái, nói, ngươi tới trước bên ngoài ẩn núp, không muốn bại lộ thân hình, cùng ma tổ vô thiên hạ xuống sau đó, ngươi lại đi kiếm môn. Diệp thần lập tức rời đi cái này phiến hắc ám phế tích, lại lần nữa trở lại Diêm Hành Thiên bên người. Diêm Hành Thiên vẫn luôn đang uống rượu. Nhưng xem Diệp thần ánh mắt, thiên cơ thấy rõ dưới, cũng biết rất nhiều bí mật, say lập tức liền tỉnh. Này, các ngươi muốn tính toán ma tổ vô thiên. Lá gan có thể thật là lớn, chớ đem ta thần thiên giới làm hỏng. Diêm Hành Thiên cười nói. Tiền bối, người cái này thần thiên giới, không phải sớm liền phá hủy sao? Diệp thần cũng cười, nhìn chung quanh, toàn bộ thần thiên giới, đã sớm tan tành, sụp đổ, hóa thành ngàn trăm cái thế giới nhỏ. Cũng sớm đã phá hủy, cũng không sợ lại bị phá hoại. Diêm Hành Thiên nhất thời im miệng, lại là nổi gióa. Thôi, tùy các ngươi đi, ta cảnh cáo các ngươi một câu, ma tổ vô thiên tuyệt không phải bình thường, nếu như cầm hắn dẫn tới nơi này, các ngươi đánh không lại, ta cũng không biết xuất thủ trợ giúp. Diêm Hành Thiên nói, Diệp thần không biết làm sao, ừ một tiếng, lập tức liền cùng Diêm Hành Thiên che giấu thân hình, ẩn núp nơi có khí tức, yên tĩnh chờ. Chỉ gặp vậy hắc ám phế tích bên trong, thiên hoang ngồi xếp bằng, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng, đỉnh đầu có một món hắc ám linh khí, thẳng tắp phóng lên cao, xuyên qua hư không sông dài, khí tượng khá là nguy nga. Mà giờ khắc này, kiếm môn thế giới, một nơi cấm địa bên trong. Ma tổ vô thiên, Trương Thanh Vũ, mặt nạ ma thần, hắc dương ma thần 4 người, đang hai tay kết ấn, xếp bằng ngồi dưới đất, mơ hồ kết thành trận pháp. Ở trận pháp trung ương nhất. Là hấp hối lão, bị thương rất nặng. Ma tổ vô thiên 4 người, cả người linh khí phóng thích, quấn quanh trên đất lão thân trên, nhưng không phải muốn là hắn chữa trị. Ma tổ vô thiên tâm tình khá là buồn rầu, dạ mẫu cố ý chỉ hoãn thời gian, nói muốn chờ hắn chữa khỏi lão sau đó, lại làm giao dịch. Lão bị thương nghiêm trọng như vậy, muốn chữa khỏi, không có mấy năm thời gian là không thể nào. Thời khắc này ma tổ vô thiên, là muốn lợi dụng lão. Ngược dòng trên người hắn thiên cơ, từ đó theo dõi sau lưng thiên hoang chỗ. Chỉ cần có thể bắt được thiên hoang, liền có thể thay thế lão, thuận lợi cùng dạ mẫu giao dịch. Nhưng mà, như vậy thiên cơ ngược dòng, liên tiếp kéo dài thật nhiều ngày, cũng là không có chút nào thu hoạch.
Mà Tổ Vô Thiên thậm chí truyền ra ý chí, nói Thiên Hoang lại không hiện thân nói, hắn liền muốn giết chết lão. Nhưng thiên địa minh minh, hắn nhưng không có được Thiên Hoang nửa điểm đáp lại. Ha ha, người muốn bắt tóm ta Thiên Hoang sư đệ, đó là mộng tưởng hảo huyền. Đừng nói ngươi không tìm được hắn, coi như ngươi có thể tìm được, cũng chưa chắc là ta Thiên Hoang sư huynh địch thủ. Ta nếu như không phải là bị luân hồi thư kiếp bụi gây thương tích, cũng sẽ không bị ngươi bắt. Lão đột nhiên mở mắt ra, cười lạnh, lời nói này nói được 10 phần rõ ràng, không có nửa điểm yếu ớt hình dáng, nhưng là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Thương thế hắn quá nặng, đã mau không chịu nổi. Thật ra thì, hắn bị bắt, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là hắn bị thương, bị Ma Tổ Vô Thiên lượm cái tiện nghi. Vạn cổ tới nay, lão vẫn luôn ở truy tìm luân hồi vãng thế thư bí mật. Luân hồi vãng thế thư, năm đó tuy không chân chính chế tạo ra tới, liền hóa thành hư không kiếp bụi. Nhưng cái này chút kiếp bụi, như cũ có vĩ đại lực lượng. Lão muốn tìm kiếm, chính là luân hồi thư kiếp bụi. Hắn đắng tìm vạn cổ năm tháng, rốt cuộc ở chỗ này đời tinh không dưới, tìm được một chút kiếp bụi dấu vết, chỉ có một viên cho tàn. Tuy chỉ là một viên kiếp bụi, nhưng uy lực kinh khủng, xa xa vượt qua lão tưởng tượng. Lão còn không đến gần vậy một viên kiếp bụi, liền gặp phải kinh khủng cắn trả, tại chỗ trọng thương, sau đó lại bị Ma Tổ Vô Thiên bắt, lâm vào là tù nhân. Nếu như không phải là bị luân hồi thư kiếp bụi gây thương tích, lấy hắn đã từng luân hồi hộ đạo giả thực lực, đối mặt Ma Tổ Vô Thiên, chí ít có thể bảo đảm bất bại. Ma Tổ Vô Thiên nghe lão mà nói, hừ một tiếng, đang muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên tới giữa, nhưng là thiên cơ động minh, trong chỗ u minh bắt được một đạo tọa độ. Đó là Thiên Hoang tọa độ. Ở thần thiên giới, lão tổ, Trương Thanh Vũ mở mắt ra, cũng là mơ hồ bắt được cái gì. Đột nhiên bắt được tọa độ, cũng là để cho Ma Tổ Vô Thiên trong lòng đại hỉ. Nhưng chợt, hắn nhướng mày một cái, vậy cảm thấy có điểm không đúng. Vậy thiên cơ tới được đột nhiên, sau lưng có lẽ có gạt. Ma Tổ Vô Thiên trầm ngâm, hắn liên tiếp ngược dòng mấy ngày, vậy không bắt được chút nào thiên cơ dấu vết, hiện tại đột nhiên liền được Thiên Hoang tọa độ. Còn như vậy rõ ràng, để cho hắn cảm thấy sau lưng có lẽ khác có kỳ hoặc. Lão tổ, vậy Thiên Hoang muốn thiết lập vòng bộ hãm hại ngươi sao? Trương Thanh Vũ nói. Ha ha, có thể đi, nhưng, chính là một vòng bộ, làm sao có thể hãm hại được ta? Ta là tương lai tử thần, thái thượng thế giới chỉ có 3 nơi, ta vẫn không thể đi, còn như thần thiên giới, còn không ngăn được ta thiên ma tinh hải uy năng. Ma Tổ Vô Thiên mắt lướt qua một chút ý định giết người, dõi mắt cả thế giới, chỉ có 3 nơi, có thể để cho hắn kiêng kỵ. Cũng phải Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn Vũ Hoàng Thiên giới, 2 là Luân Hồi Trận Doanh Hạch Tâm Tinh Nguyệt giới, 3 là Thiên Nữ chỗ ở Băng Hoàng giới. Trừ cái này 3 nơi bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương, hắn đều không sợ. Hắn nắm trong tay Thiên Ma Tinh Hải bộ phận năng lượng, coi như Thiên Hoang ở thần thiên giới bên trong, bầy thiên la địa võng. Hắn cũng có lòng tin toàn bộ kích phá. Ta đi thần thiên giới một chuyến, các người xem tốt lão đầu này, chú ý chúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Ma Tổ Vô Thiên phân phó nói. Trương Thanh Vũ trong lòng rét một cái, đáp ứng. Ma Tổ Vô Thiên gật đầu một cái, liền lập tức biến dạng hư không, đi thần thiên giới. Trương Thanh Vũ, mặt nạ ma thần, hắc dương ma thần 3 người, thấy Ma Tổ Vô Thiên đi, trong lòng lo lắng bất an. Trực tiếp đem kiếm môn thế giới rất nhiều bảo vệ trận pháp, toàn bộ mở, phòng ngừa địch nhân tập kích. Thần thiên giới, hắc ám phế tích bên trong. Thiên Hoang vẫn là duy trì ngồi xếp bằng tư thế, cả người linh khí tràn ngập. Diệp Thần và Diêm Hành Thiên, thì núp ở bên ngoài, ngưng thần chờ. Tới. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên co rúm một cái, nhưng là thấy phương xa chân trời, ma khí lăn lăn, hào hùng ma uy chấn động hư không. Phát ra như sấm ủng tiếng vang. Lăn lăn mà khí mãnh liệt, hóa thành nghiêng thiên nước, bạo rơi xuống. Đó là một phiến đen nhánh, nồng nặc như mực, tràn đầy vô số tội ác dơ bẩn nước, là thiên ma tinh hải tượng trưng, vô số hôi thối vặn vẹo đồ, không thể danh trạng tạo uế, còn có vô số thi thể cùng xương trắng, hỗn hợp ở nước biển bên trong, chút xuống. Nháy mắt tức thì, nguyên phiến hắc ám phế tích, đều bị thiên ma tinh hải bao trùm bao phủ. Bóng tối nước biển bên trong, một hồi sôi trào, dần dần hiện ra một đạo đen sẫm bóng người, cả người tràn đầy tiên đế uy nghiêm, chính là Ma Tổ Vô Thiên.
Thiên Hoang, người cố ý bại lộ tọa độ, có âm mưu quỷ kế gì, xử hết ra đi. Ma Tổ Vô Thiên hiện thân đi ra, trong tay hắc khí bạo động, hóa ra đen nhánh tinh trường kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Hoang, thanh âm lạnh lùng nói. Ở nơi này phiến bóng tối hải ma trong thế giới, Thiên Hoang thân thể tràn ngập một chút luân hồi kim quang, cũng không có bị ma khí ăn mòn, đàng hoàng trầm ổn như núi cao. Ma Tổ Vô Thiên, người còn thật dám đến, ha ha, ta ngày hôm nay chính là liều mạng lấy mạng đổi mạng, cũng phải đem ngươi ở lại chỗ này. Thiên Hoang thanh âm giống vậy lạnh lùng, già nua bàn tay hư không một chảo, nhất thời quy luật vặn vẹo, ảo tưởng hơi thở nổ. Oanh! Một phiến ảo tưởng thế giới, chậm rãi từ hắc ám hải ma bên trong dâng lên. Thiên võ đi qua, lấy này là tù. Cái này ảo tưởng thế giới, lại là đi qua ảo tưởng, là thiên võ tiên môn thế giới. Mênh mông, khoáng đạt, tiên khí nhô lên thiên võ tiên môn, giống như chân thực vậy, chấn rơi vào hải ma bên trong. Chung quanh ma khí nhanh chóng tán loạn. Ở thiên võ tiên môn bên trong, lại xuất hiện từng đạo bóng người, là Vũ Hoàng Cổ Đế, Huyền Thiên Kiêu, Tiêu Tinh Hà Vân. Vân, 10 đại thiên quân lão tổ bóng người. Thậm chí, cựu Nhật chi chủ võ tuyệt thần bóng người, vậy hiện ra. Ngày xưa Vạn Khư Thần Điện, công phạt thiên võ tiên môn tình cảnh, còn có 10 đại thiên quân lão tổ, cùng võ tuyệt thần quyết chiến tình cảnh, lại có thể vào giờ khắc này nắng phát hiện. Ma Tổ Vô Thiên gương mặt biến sắc, hắn biết rõ những hình ảnh này, toàn bộ là ảo ảnh, nhưng cái này ảo ảnh chân thực quá chân thật, hắn hoảng hốt tới giữa, thật giống như lại trở về ngày xưa. Hắn cả người, cũng lâm vào thiên võ tiên môn ảo ảnh bên trong đi, Vũ Hoàng Cổ Đế, Huyền Thiên Kiêu, Tiêu Tinh Hà cùng thiên quân lão tổ, nổi dậy như ong bạo giết, các loại võ đạo thần thông, pháp bảo binh khí, liền hướng hắn đánh giết tới. Điểm này ảo ảnh, người cũng muốn vây khốn ta. Ma Tổ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Phật giới mất đi, chí tôn Phật Tổ, phá cho ta. Một cổ minh mông Phật môn kim quang, từ Ma Tổ Vô Thiên trên mình nổ lên, mang ích dịch vạn ma, mất đi hết thảy thở mạnh voi, như sóng chiều vậy gào thét ra. Hắn cùng quay về Trần Dung Hợp, Phật ma một thể, hôm nay không chỉ là có ma đạo khí tượng, thậm chí có thể bộc phát ra chí cao tới vĩ Phật môn uy nghiêm, cả người kim quang tràn ngập. Như chí tôn Phật Tổ hạ xuống, thần thánh vô cùng. Một đạo mất đi Phật quang, quét sạch đi ra ngoài, vậy thiên võ tiên môn các loại khí tượng, ngay tức thì liền bị nghiền diệt, tan thành mây khói. Thiên Hoang rên lên một tiếng, ảo ảnh bị nghiền diệt, hắn cũng là được vậy không thiếu đánh vào, gương mặt một hồi trắng bệch. Ở bên ngoài xem cuộc chiến Diệp Thần, cũng là thầm kinh hãi, lại là cảm thấy trong cơ thể tịch diệt thiên thư, vậy mơ hồ cùng Ma Tổ Vô Thiên đồng tình. Thật giống như tùy thời có thể bay ra ngoài, rơi vào người sau trên tay vậy. Phật giáo truyền thuyết bên trong, có 33 thiên giải thích. Trong đó, mất đi thiên là 33 thiên chí cao, đại biểu Phật giáo chí tôn vô thượng sát phạt hơi thở, giết ma diệt tà, đáng địch yêu ác, kim cương bá đạo. Tịch diệt thiên thư, cũng cùng trong truyền thuyết Phật giáo mất đi, chu diệt vạn ma có liên quan. Ma Tổ Vô Thiên trên mình Phật quang khí tượng, lại có thể xúc động tịch diệt thiên thư. Có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Phịch đích một tiếng, vô số kim quang hội tụ, hóa thành một đạo kim sắc Phật môn trưởng ấn, từ Ma Tổ Vô Thiên trong tay tuôn ra, liền hướng Thiên Hoang oanh đi giết. Một trưởng này rất đúng uy mãnh, Thiên Hoang không đỡ được, cũng không cách nào né tránh, rất miễn cưỡng bị đánh trúng. Nhưng, ở bị đánh trúng ngay tức thì, Thiên Hoang thân thể hóa thành hư ảo, bản thể từ phía sau xuất hiện, cũng không có bị tổn thương. Hư thật biến ảo thủ đoạn sao? Ta đây muốn xem, người có thể thi triển mấy lần. Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt lạnh lùng, sải bước ra, hai tay đều xuất hiện, một trưởng Phật quang nổ, một trưởng ma khí mãnh liệt, Phật ma đều xuất hiện, lần nữa hướng Thiên Hoang lướt đi. Thiên Hoang xuất thân mộ cung, tuy còn không phi thăng không, nhưng đã có thể nắm giữ rất nhiều hư thật biến đổi, chân huyễn chuyển hóa thủ đoạn. Nhưng những thủ đoạn này, đều là thuộc về không cách nào thì, ở thế giới hiện thật sử dụng, sẽ phải chịu các loại hạn chế. Cho dù là Thiên Hoang, cũng khó mà thường xuyên sử dụng. Mắt xem Ma Tổ Vô Thiên Phật ma hai tay giết tới, Thiên Hoang thần sắc cũng là đổi được ngưng trọng. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là lo âu, chuẩn bị muốn xuất thủ tương trợ. Luân hồi chi chủ, mời giúp ta giúp một tay. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được Thiên Hoang truyền âm. Hắn sửng sốt một tí,
nhưng cảm thấy trong cơ thể luân hồi mộ địa chấn động. Thần mộ quyết. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng hai tay nặn quyết, cả người linh khí phóng thích, từng tầng một ảo tưởng khí tượng bày, cũng nhanh chóng buộc vòng quanh một cái thần bí lăng mộ thế giới. Cái này lăng mộ thế giới, lại có thể cùng Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa, giống nhau như đúc. Đây là... Diệp Thần thấy cái này lăng mộ thế giới khí tượng, cũng là hết sức kinh ngạc. Luân hồi chi chủ, ta cần ngươi luân hồi mộ địa trợ lực, cho phép ta mượn dùng. Thiên Hoàng truyền âm tới nói. Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể luân hồi mộ địa không ngừng ông minh, mơ hồ cùng Thiên Hoàng phóng thích ra lăng mộ thế giới, lẫn nhau đồng tình. Cảm thấy được cái này cổ đồng tình, Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng rất nhanh quyết định, cũng là điều động luân hồi mộ địa hơi thở, cùng Thiên Hoàng đồng tình, tương trợ đối phương. Rắc rắc, hạ một sát, Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mới mộ bia, truyền ra chấn động. Tân đại năng xuất thế. Diệp Thần cả kinh, liền thấy khối kia trên mộ bia, hiện ra một đạo cuồng bạo uy mãnh bóng người, tựa như chấp trưởng thiên địa quyền hành, sát phạt chúng sanh. Ta là, mộ cung hộ pháp, thiên quyền đại đế. Một đạo lạnh lùng lanh lảnh thanh âm, vang khắp toàn trường. Vị này mới thức tỉnh đại năng, tự xưng là thiên quyền đại đế, lại là mộ cung hộ pháp. Rào, Diệp Thần luân hồi mộ địa, cùng Thiên Hoàng cho gọi ra lăng mộ thế giới, lẫn nhau hô ứng đồng tình. Vậy thiên quyền đại đế bóng người, cũng là một cái lóe lên, liền trực tiếp từ luân hồi mộ địa bên trong biến mất, xuất hiện ở lăng mộ thế giới bên trong, trực diện ma tổ vô thiên. Một màn này, giống như là thiên quyền đại đế, trực tiếp từ vậy lăng mộ trong thế giới ra đời vậy. Diệp Thần hơi thở, như cũ che giấu, cũng không có bại lộ. Thiên quyền đại đế, ngày xưa mộ cung đại hộ pháp, ta còn lấy vì ngươi đã chết. Ma tổ vô thiên thấy thiên quyền đại đế xuất hiện, ánh mắt lướt qua một chút che lấp. Ha ha, ta bị luân hồi che chở, vĩnh sinh không chết. Thiên quyền thần kiếm, cho ta chấn giết. Thiên quyền đại đế cười lạnh một tiếng, bàn tay một chảo, trong hư không bỗng nhiên rơi xuống một chuôi kinh thiên cự kiếm, mang trảm thiên liệt địa uy thế, hung hăng hướng ma tổ vô thiên bổ đi. Ngươi chỉ còn lại một món tàn hồn, cũng dám ở ta trước mặt phách lối. Ma tổ vô thiên nhìn hờ hững, huy động trường kiếm đen nhánh tinh, liền muốn nghênh kích. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng cảm giác quỷ dị bị, mình hơi thở, thật giống như lập tức đổi được yếu ớt, một hơi vận lên không được. Không tốt. Ma tổ vô thiên thần sắc đại biến, vội vàng cầm kiếm lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm nửa bước, bị thiên quyền đại đế một kiếm bổ trúng đầu vai, máu tươi văng tung tóe, thiếu chút nữa ngay cả tay cánh tay cũng bị chém đứt xuống, tại chỗ bị thương. Ngươi thay đổi ta đi qua. Ma tổ vô thiên gương mặt vặn vẹo, thần sắc đặc biệt khó khăn xem. Tại mới vừa trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được, tự đi thời gian tuyến, bị người vặn vẹo, rất nhiều cơ duyên tạo hóa, đều bị xóa đi. Đi qua cơ duyên tạo hóa, đột nhiên bị xóa đi, đưa đến hắn bây giờ thực lực, thật to suy yếu, thiếu chút nữa thì bị thiên quyền đại đế một kiếm đánh chết. Ha ha, ta phải đem ngươi từ căn nguyên phía trên. Hoàn toàn xóa đi, cho ta chết. Thiên quyền đại đế cười lạnh, cự kiếm lần nữa bổ ra, kiếm phong giết phá hư không, lại mang rất nhiều vặn vẹo quy luật chập chờn. Đó là truyền thừa từ mộ cung khủng bố thần thông, là thay đổi người đi qua thần thông. Ta đi qua, không phải ngươi có thể thay đổi, ngươi còn không có cái này tư cách. Ma tổ vô thiên tức giận, lập tức vận chuyển thiên ma tinh hải, bảo vệ được tự đi thời gian tuyến, cũng sẽ bị vặn vẹo thời gian tuyến. Lần nữa sửa đổi trở về. Nếu như là người bình thường nói, đi qua bị thay đổi, vậy thì bó tay, không có chút nào phản kháng biện pháp. Nhưng, ma tổ vô thiên chấp trưởng thiên ma tinh hải bộ phận năng lượng, dựa vào thiên ma tinh hải che chở, hắn đủ để cùng thiên quyền đại đế chống lại. Ngay lập tức, ở thiên ma tinh hải chúc phúc hạ, ma tổ vô thiên suy nhược hơi thở, lại lần nữa khôi phục đỉnh cấp, đen nhánh tinh phản đánh ra, chen một tiếng, liền đem thiên quyền đại đế đánh lui. Thiên quyền đại đế rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ma tổ vô thiên kiếm khí hung mãnh, thật là không thể tưởng tượng nổi, ra hắn dự liệu. Xem ra mình vẫn là xem nhẹ vô thiên, bây giờ vô thiên phá vỡ cựu nhật trói buộc, nội tình chân thực khủng bố. Ngươi lại có thể nắm trong tay thiên ma tinh hải. Thiên quyền đại đế thần sắc biến hóa, cũng là ngưng trọng phòng bị. Ta như không chút thủ đoạn, sao dám một thân một mình hạ xuống.
ngày hôm nay ta muốn các ngươi cũng tống táng ở ta Thiên Ma tinh hải bên trong. Ma tổ Vô Thiên trong mắt sát khí dâng trào, cả người ma khí nổ, thân thể liền hóa thành vạn trượng cao, một tay chấp trưởng đen nhánh tinh chém xuống, một tay kia hóa thành Phật trưởng, hư không bổ. Thiên Hoàng cùng Thiên Quyền Đại Đế, đều là chấn động, vội vàng vận chuyển thần thông đối kháng. Ba người hỗn chiến, ma tổ Vô Thiên lấy một chọi hai, lại có thể chút nào không rơi hạ phong. Diệp Thần thấy vậy, cũng là âm thầm thán phục. Một mặt, hắn thán phục ma tổ Vô Thiên mạnh mẽ. Mặt khác, hắn lại cảm thấy Thiên Quyền Đại Đế mới vừa thủ đoạn, mười phần quỷ bí, đã vượt ra khỏi thực tế quy luật phạm vi. Thay đổi qua đi, đó chính là mộ cung thủ đoạn sao? Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm, cái này thay đổi qua đi thần thông, hắn chỉ ở Nhâm Phi Phàm trên mình thấy qua. Thiên Quyền Đại Đế thay đổi qua đi thủ đoạn, tự nhiên không thể cùng Nhâm Phi Phàm so sánh, nhưng vậy vô cùng lợi hại, lại có thể liền ma tổ Vô Thiên cái loại này tiên đế, đều có thể vặn vẹo. Nếu như là vậy tiên đế nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị Thiên Quyền Đại Đế giết chết. Cái này Thiên Quyền Đại Đế, có trong nháy mắt giết phổ thông tiên đế năng lực, thật là khủng bố. Bất quá, muốn đến vậy thay đổi qua đi quỷ bí thần thông, cũng không thể tùy tiện sử dụng, tất nhiên phải bỏ ra không thiếu giá phải trả. Diệp Thần nội tâm lửa nóng, nếu như hắn cũng có thể học biết thay đổi qua đi thần thông, vậy cũng tốt. Đến lúc đó, hắn đối mặt Thiên Tâm Lão Tổ, liền có cơ hội thay đổi hắn đi qua, từ căn nguyên thượng tướng hắn xóa bỏ. Luân hồi chi chủ, người đi nhanh cứu ta lão sư đệ, ta và Thiên Quyền Đại Đế, cuốn lấy ma tổ Vô Thiên, người đi nhanh. Lúc này, Diệp Thần nghe được Thiên Hoàng truyền âm. Giờ phút này, Thiên Hoàng cùng Thiên Quyền Đại Đế, cùng ma tổ Vô Thiên hỗn chiến, cục diện rơi vào giằng co, trong chốc lát khó phân thắng bại. Đây là Diệp Thần tốt cơ hội. Ma tổ Vô Thiên bị cuốn lấy. Kiếm môn thế giới phòng thủ trống rỗng, chính là Diệp Thần thời điểm cứu người. Được, tiền bối, ta đi. Diệp Thần truyền ra ý chí đáp lại, từ ma tổ Vô Thiên hạ xuống, đến Thiên Quyền Đại Đế xuất thế, hai bên rơi vào hỗn chiến, hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Lập tức Diệp Thần vậy không do dự, liền muốn lên đường đi kiếm môn thế giới, lần nữa thử nghiệm cứu lão. Chậm! Đột nhiên, Diêm Hành Thiên gọi lại hắn. Làm sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Diêm Hành Thiên ánh mắt híp lại, bàn tay dương ra, một khối màu cam sắc kiếm đạo hạt giống, từ hắn lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Đây là ta nhiều năm tu luyện trời tranh viêm lĩnh ngộ, tặng cho ngươi. Diêm Hành Thiên cũng không cùng Diệp Thần đáp ứng, vung tay lên, viên này kiếm đạo hạt giống, bắn liền nhập Diệp Thần trong cơ thể, cùng hắn dung hợp. Oanh! Kiếm đạo hạt giống bắn vào, Diệp Thần nhất thời cảm thấy. Trong lòng tựa như nổ lên sóng biển vậy lửa cháy mạnh, vậy trời tranh viêm các loại diệu pháp, cũng là in vào trong lòng hắn trên. Cửa này trời tranh viêm, truyền thuyết là từ thiên tội cổ kiếm bên trong lưu truyền ra, là vì chém chết luân hồi mà sinh kiếm pháp, đặc biệt bá đạo, long trời lở đất, năm đó là thần thiên giới chấn giới tuyệt học, cho dù là Diêm Hành Thiên cái này thần vũ trụ, cũng chỉ là lĩnh ngộ nửa chiêu. Cái này môn kiếm pháp, Diệp Thần vậy từng cùng Diêm Hành Thiên học qua. Hôm nay, Diêm Hành Thiên đem tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ, hóa thành hạt giống, truyền cho Diệp Thần. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy, mình đối vậy trời tranh viêm lĩnh ngộ, tựa hồ đã đến một cái cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thậm chí đối với mất đi sáu thức cũng có một chút cảm ngộ. Mà đây viên kiếm đạo hạt giống, tặng đưa đi sau đó, Diêm Hành Thiên sắc mặt, cũng là trở nên có chút trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao to lớn. Tiền bối, không có sao chứ? Diệp Thần hỏi. Không có sao, hì hì, ngươi mau đi cứu người đi, có rảnh rỗi cho ta hơn cất hai bầu rượu là được. Diêm Hành Thiên cười nói. Đa tạ. Diệp Thần trong lòng cảm kích, chắp tay nói cảm ơn, sau đó liền trực tiếp biến dạng hư không, đi kiếm môn thế giới. Là ai? Ở Diệp Thần biến dạng hư không thời điểm, mà tổ Vô Thiên cũng cảm nhận được không gian thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần mới vừa che giấu địa phương. Ma tổ Vô Thiên, ở ta trước mặt, ngươi cũng dám phân tâm. Thiên Quyền Đại Đế hừ một tiếng, thừa dịp ma tổ Vô Thiên phân tâm, khua kiếm chém liên tục. Ma tổ Vô Thiên không biết làm sao, đành phải chấn định tâm thần đối kháng. Hư không nứt ra, Diệp Thần lại một lần nữa hạ xuống đến kiếm môn thế giới. Hắn ánh mắt híp lại, chỉ thấy được kiếm môn thế giới, khắp nơi tràn ngập bảo vệ đại trận ánh sáng,
trên trời dưới đất đều là tuần tra cường giả. Hiển nhiên, mà tổ vô thiên không có ở đây, toàn bộ kiếm môn thế giới, đều là nghiêm mật phòng thủ, e sợ cho kẻ địch xâm phạm. Phòng thủ nghiêm mật như thế, liền Diệp Thần cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá, hắn mục đích, cũng không phải là muốn công diệt kiếm môn, chỉ là muốn cứu người mà thôi. Hưu, Diệp Thần phong tỏa lão hơi thở, lập tức ngự gió bão cướp đi. Từ Diệp Thần ở địa phương đó, tới đất lão Tống Giam, trên đường hiện đầy đại trận, chỉ cần kích động một tòa, liền sẽ kinh động toàn bộ kiếm môn thế giới canh phòng. Bất quá, Diệp Thần trận pháp thành tựu tinh thâm, từ ngàn tầng vạn tầng trong đại trận lướt qua, phiến lá không dính thân, như đạp tuyết vô ngân, cũng không có kích động trận pháp, đặc biệt thuận lợi liền đi tới lão Tống Giam vị trí. Đó là kiếm môn một nơi cấm địa, lão trọng thương yếu ớt, xem chó chết vậy bị ném xuống đất. Mà trên đất lão thân bên, thủ hộ giả không hề nhiều, chỉ có ba người. Là Trương Thanh Vũ, mặt nạ ma thần, Hắc Dương ma thần ba người. Ba người đang canh chừng lão, bỗng nhiên thấy Diệp Thần xuất hiện, chỉ cho là ảo giác, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Trương Thanh Vũ hoàn toàn bối rối, hắn ở bên ngoài bố trí tầng ngàn vạn đại trận, coi như là vũ hoàng cổ đế tới, vậy không chiếm được tốt gì chỗ. Nhưng Diệp Thần, nhưng là đạp tuyết vô ngân vậy, trực tiếp xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không làm kinh động bên ngoài chút nào trận pháp. Trương Thanh Vũ, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười lạnh một tí, bước chân đạp một cái, lập tức gọi ra Luân Hồi Thiên Quốc. Nguyên phiến cấm địa, lập tức bị Luân Hồi Thiên Quốc khí tượng bao phủ. Thiên đường bầu trời, Luân Hồi Thất Tinh Mạch lạc hiện lên, Long Đằng Mệnh Tinh toát ra vô cùng sáng chói ánh sáng rực rỡ. Giờ khắc này, Diệp Thần thậm chí liền Long Đằng Mệnh Tinh, cũng hoàn toàn mở ra, cuồng bạo luân hồi hơi thở cổn đáng trước. Hống! Huyết Long bóng người, từ Long Đằng Mệnh Tinh trên lao xuống, Long chảo một chảo, liền đem lão thân thể, bắt tới đây, thành công giải cứu. Đi! Diệp Thần cứu lão, nội tâm vui sướng lại ngưng trọng, lập tức liền muốn rời đi. Thằng nhóc, xông vào ta kiếm môn thế giới, ngươi còn muốn chạy. Trương Thanh Vũ nhất thời tức giận. Nếu là ma tổ vô thiên trở về, thấy lão không thấy, trách tội xuống, hắn cũng gánh không nổi. Nguy cấp bên trong, Trương Thanh Vũ cắn bể đầu ngón tay, cháy máu tươi, vô lượng cảnh hậu kỳ linh khí nổ ra, lại là phong tỏa cái này mảnh không gian, ngăn chặn Diệp Thần bỏ chạy ý niệm. Cùng lúc đó, hắn vậy truyền ra ý chí, muốn triệu hoán lính gác phía ngoài tới đây, diệt giết Diệp Thần. Nhưng, ở Luân Hồi Thiên Quốc phong tỏa hạ, hắn ý chí, vậy không truyền ra đi. Cái này một tí, Diệp Thần và Trương Thanh Vũ, có thể nói là lẫn nhau phong tỏa. Diệp Thần không trốn thoát, Trương Thanh Vũ ý chí, vậy không truyền ra đi. Ngươi nếu như không muốn chết, lập tức thả ta rời đi. Diệp Thần ánh mắt lướt qua một chút hàn mang, mà tổ vô thiên không có ở đây, hắn đối mặt Trương Thanh Vũ, cũng không có chút nào sợ. Thậm chí, hắn nếu như cứng rắn muốn đột phá, cũng có thể đột phá Trương Thanh Vũ phong tỏa, cưỡng ép xông lên đánh ra. Nhưng làm như vậy, ắt phải kinh động bên ngoài vô số kiếm môn cường giả. Diệp Thần thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có cuồng ngông đến, muốn khiêu chiến toàn bộ kiếm môn bước. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi muốn chạy, trừ phi trước hết giết ta. Trương Thanh Vũ ánh mắt xâm nghiêm, liếc mắt hướng mặt nạ ma thần, Hắc Dương ma thần nói. Ta tới áp chế luân hồi hơi thở, các ngươi động thủ, làm thịt hắn. Trong lúc nói chuyện, Trương Thanh Vũ vô lượng cảnh hậu kỳ linh khí, toàn bộ phóng thích, dùng để áp chế Diệp Thần Long Đằng Mệnh Tinh và Luân Hồi Thiên Quốc hơi thở. Mặt nạ ma thần và Hắc Dương ma thần nhìn nhau, ánh mắt đều là ngưng trọng. Từ ngoài mặt xem, Diệp Thần tu vi chỉ là bách gia cảnh 9 tầng trời, nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Thậm chí, bọn họ biết, nếu quả thật đánh, mình tuyệt đối không thể nào giết chết Diệp Thần, còn có thể bị giết ngược. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là trấn áp Diệp Thần hơi thở, đem ý chí truyền đi, kêu gọi lính gác phía ngoài tới đây, tập hợp kiếm môn thiên thiên vạn vạn cường giả, tiêu diệt luân hồi. Hư không mặt nạ, trăm quỷ loạn vũ. Mặt nạ ma thần dẫn đầu xuất thủ, vặn vẹo mục nát như phù sa vậy bàn tay, bóp một cái pháp quyết, chung quanh trong hư không, lập tức toát ra ngàn trăm tờ dữ tợn quỷ diện cái, xen lẫn bóng tối hơi thở, hướng Diệp Thần vỗ qua đi. Các ngươi hai cái ma thần còn không tư cách cùng ta đối kháng.
Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, luân hồi thiên kiếm vung ra, kiếm khí bừng bừng, lập tức liền đem vậy thiên bách quỷ diện cái, toàn bộ chém bạo. Ở Long Đằng mệnh tinh ra trì xuống, Diệp Thần sức chiến đấu, có thể nói là bão táp tiến mạnh, cho dù trực diện vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là không sợ chút nào. Mặt nạ ma thần kinh hãi, một bên Hắc Dương ma thần, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ré dài, hắc ám sương mù nổ tung ra, vô số quỷ dị vặn vẹo đồ, loạn vũ tay chân, thối giữa thịt nát, nhuốm máu con ngươi vân. Vân, cô lỗ lỗ toát ra, mang kinh khủng dơ bẩn hơi thở, phải đem Diệp Thần chìm ngập. Nhưng, Diệp Thần không sợ chút nào, trong tay luân hồi thiên kiếm huy động, màu vàng kim quang như nước thủy triều, đem tất cả dơ bẩn cùng không rõ, toàn bộ chém chết hết. Quang mộ đạo, thần thánh sách, cho ta trấn áp. Hạ một sát, Diệp Thần cả người thánh quang hơi thở nổ tung, quang thần thiên tôn đạo thống, ở trên người hắn bùng nổ đến mức tận cùng, vô số quang minh hơi thở, hội tụ thành một quyển thần thánh sách. Đó là quang thần thiên tôn đạo chính thống trình độ cao nhất, mạnh nhất quang minh thuật pháp, thần thánh sách. Thần thánh sách vừa ra, mênh mông quang minh hơi thở, liền giống như mặt trời vậy chiếu sáng đi ra ngoài. Mặt nạ ma thần và Hắc Dương ma thần, đều là hét thảm lên, ở thần thánh sách chiếu dọi xuống, bọn họ thân thể sôi trào, ra tí tách vang dội, thật giống như bị ngọn lửa nướng, thống khổ không dứt. Trương Thanh Vũ thấy một màn này, cũng là kinh tâm động phách, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, trong chớp mắt, liền đem vậy hai cái ma thần chế trụ. Cũng chết đi cho ta. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, linh khí vận chuyển, điên cuồng thúc giục thần thánh sách, cuồng bạo quang minh lực lượng không ngừng tách thả ra. Vậy mặt nạ ma thần cùng Hắc Dương ma thần, thân thể đã sắp hoàn toàn bốc hơi, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần lực lượng. Luân hồi chi chủ, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Mặt nạ ma thần hét dầm lên, tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Thật ra thì bọn họ thực lực, so với vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, còn cường hãn hơn một ít. Nhưng làm sao, Diệp Thần chấp trưởng thần thánh sách, nhưng là gắt gao khắc chế bọn họ, để cho bọn họ không có nửa điểm phản kháng có thể. Luân hồi chi chủ, ngươi là võ tổ truyền nhân, ngươi không phải muốn cứu võ tổ sao? Ta có thể nói cho ngươi, võ tổ bị tống giam ở nơi nào? Mặt nạ ma thần lớn tiếng nói. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng động một cái, lập tức thu liễm thần thánh sách ánh sáng, lạnh lùng nói. Thần thánh sách ánh sáng thu liễm, mặt nạ ma thần và Hắc Dương ma thần, vậy từ bốc hơi sắp chết tình cảnh bên trong thoát ra khỏi, cả người ra vẫn là tí tách bốc khói, thở hồng hộc, kinh hồn bất định. Nói mau, nếu không ngươi hẳn phải chết. Diệp Thần thúc giục, mặt nạ ma thần thân thể phát run, nói theo ta biết, võ tổ bị tống giam ở cổ tinh môn một nơi cấm địa bên trong, cổ tinh môn tổng cộng có 100.000 cấm địa, ý ta bên ngoài dò nghe được tin tức, võ tổ liền bị tống giam ở thứ. Hắn muốn nói ra võ tổ cụ thể tống giam điểm, nhưng đột nhiên, một cây xương trắng trường mâu, từ trong hư không bắn ra, phốc xích một tiếng, liền đem mặt nạ ma thần và Hắc Dương ma thần, thân thể cùng nhau xuyên qua, tại chỗ đóng đinh. Đột nhiên này bắn ra xương trắng trường mâu, để cho được Diệp Thần và Trương Thanh Vũ, đều là bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Là Cốt Thiên Đế. Diệp Thần sắc mặt thay đổi, trong sâu thẳm, tựa hồ bắt được Cốt Thiên Đế hơi thở. Cái này cây xương trắng trường mâu, là Cốt Thiên Đế bắn ra, cũng không phải là chủ động ra tay, mà là tương tự nguyền rủa nhân quả luật sát phạt. Điều này nhân quả luật, chính là bất kỳ tiết lộ võ tổ người bí mật, cũng sẽ gặp phải Cốt Thiên Đế ám sát. Võ tổ bị tống giam ở cổ tinh môn, Diệp Thần tự nhiên biết, nhưng không biết cụ thể ở nơi nào. Hắn còn lấy là, có thể từ mặt nạ ma thần trong miệng, thám thính được chân tướng. Nhưng không nghĩ tới, mặt nạ ma thần còn chưa nói rõ ràng, liền xúc động Cốt Thiên Đế cấm kỵ, trực tiếp bị giết chết. Thôi, coi như ta biết võ tổ sư tôn tống giam điểm, hôm nay cũng không khả năng đi cứu. Diệp Thần lắc đầu một cái, trong lòng cũng là có chút không biết làm sao. Ô, mặt nạ ma thần cùng Hắc Dương ma thần thi thể, chậm rãi hòa tan hết, hóa thành hắc khí lưu tán, trên đất lại có hai khối nho nhỏ tinh thể bảo tồn được. Đó là không không phép tắc tinh thể, là mặt nạ ma thần và Hắc Dương ma thần năng lượng chỗ cốt lõi, hàm chứa bọn họ cuộc đời này tu vi tinh hoa hơi thở. Từ tinh thể kia bên trong, Diệp Thần thậm chí bắt được ảo tưởng bí ẩn. Phàm là không không thời không cường giả, cũng nắm trong tay ảo tưởng quy luật bí mật, chỉ là ở thế giới hiện thật,
khó mà thi triển ra thôi. Thu! Diệp Thần vung tay lên, lập tức đem vậy hai khối ma thần tinh thể, toàn bộ hấp thu được mình trong cơ thể. Cái này hai khối ma thần tinh thể, giống như là thiên đại đồ bổ, Diệp Thần một hấp thu vào, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc bên trong lại nhiều hơn rất nhiều kỳ diệu quy luật lĩnh ngộ. Đó không phải là thế giới hiện thật quy luật, mà là không không thời không ảo tưởng quy luật bí ẩn, rất khó dùng lời nói đi hình dạng. Ở thực tế quy luật hạn chế hạ, những thứ này ảo tưởng bí ẩn, vậy rất khó đổi thành thành đánh giết thủ đoạn. Diệp Thần phúc tới tâm linh, yên lặng đem vậy hai khối ma thần tinh thể, tất cả ảo tưởng bí ẩn, toàn bộ cùng mình bát quái thiên đan thuật, dung hợp vào một chỗ. Những thứ này ảo tưởng bí ẩn, rất khó hóa thành giết hại thủ đoạn, nhưng lại có thể dùng làm phụ trợ. Diệp Thần ảo tưởng, bát quái thiên đan thuật phải đổi được mạnh mẽ, quả nhiên từng luồng xanh thẳm bát quái đạo uẩn trói lọi, liền từ trong cơ thể hắn toát ra. Vậy hai khối ma thần tinh thể, đã hoàn toàn cùng bát quái thiên đan thuật dung hợp, bát quái thiên đan thuật đạt được không không lúc nào không ảo tưởng phép tắc bơm vào, hiệu quả trị liệu cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần bàn tay vung ra, bát quái thiên đan thuật ánh sáng, bao phủ trên đất lão thân trên. Lão thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ở Diệp Thần thuật pháp chữa trị xuống, giờ phút này cũng là nhanh chóng khôi phục, đã không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như là ở trước kia, Diệp Thần khẳng định không thể nào như thế ung dung, là có thể trị khỏi bệnh lão. Nhưng hiện tại, hắn bát quái thiên đan thuật lớn đại đột phá, lại có luân hồi huyết mạch căn cơ, hiệu quả trị liệu tăng lên rất nhiều, lập tức liền đem lão cứu vãn lại được. Trương Thanh Vũ, ta có thể đi được chưa? Diệp Thần nhìn Trương Thanh Vũ, lạnh lùng nói. Trương Thanh Vũ thần sắc đờ đẫn, nhìn xem chỉ còn lại điểm hắc ám cho cốt hai cái ma thần, gương mặt cũng là đổi được vô cùng như đưa đám, cúi đầu im lặng. Hắn coi như muốn ngăn trở Diệp Thần, vậy không ngăn được. Tuy nói từ ngoài mặt xem, hắn tu vi xa cao hơn Diệp Thần, nhưng thật đánh, hắn tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần gặp Trương Thanh Vũ không nói gì, chung quanh phong tỏa vậy yếu bớt, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp mang lão, biến dạng hư không rời đi. Hắn cũng không có lại cùng Trương Thanh Vũ động thủ, bởi vì không có ý nghĩa, hắn chỉ muốn cứu người. Tuy nói thật đánh, hắn có chém chết Trương Thanh Vũ chắc chắn, nhưng đối phương dẫu sao cũng là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn coi như có thể giết chết, mình chỉ sợ cũng khó mà trở lui toàn thân. Hiện tại cứu ra lão, có thể nói là công đức viên mãn. Luân hồi chi chủ, đa tạ. Lão khôi phục tự do, thương thế lại khôi phục, nội tâm cảm kích, hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Lão tiền bối, nói về, ngươi làm sao sẽ bị ma tổ vô thiên bắt? Diệp Thần rất là nghi ngờ. Phải biết, cứ ngày xưa luân hồi hộ đạo giả một trong, thực lực khẳng định không kém, nhưng lại có thể lâm vào là tù nhân, thật là làm ngoài ý người bình thường. Nói ra thật xấu hổ. Lão thở dài một cái, lập tức liền đem mình tìm luân hồi thư kiếp bụi, gặp cắn trả, cuối cùng bị ma tổ vô thiên bắt sự việc, đơn giản nói một lần. Cái gì, người tìm được luân hồi thư kiếp bụi? Diệp Thần thất kinh, nội tâm lại là nóng như lửa, vậy luân hồi thư kiếp bụi ở địa phương nào? Luân hồi thư uy năng, cực kỳ khủng bố, chính là thứ năm kiện cao nhất thần khí, thậm chí là mạnh nhất thần khí, nếu như lấy được đủ để hùng bá chư thiên vô địch, nắm trong tay tất cả mọi người sống chết vận mệnh. Lão đạo, luân hồi chi chủ, ta tìm được, chỉ là một viên kiếp bụi, cũng không phải là toàn bộ, hơn nữa vậy một viên kiếp bụi, tọa độ không hề cố định, vị trí theo thiên địa khí lưu, không ngừng thay đổi. Hôm nay ta, cũng không biết vậy kiếp bụi tung tích. Người có thể hỏi một chút dạ mẫu, nàng chắc đang điều tra. Phải không? Diệp Thần không biết làm sao, lại gật đầu một cái, sau đó thu liễm tâm thần, mang lão trở lại thần thiên giới. Hắn cũng biết, luân hồi thư kiếp bụi khủng bố, không dễ tìm như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là đột phá thiên huyền cảnh, đối kháng thiên tâm lão tổ, cướp lấy thiên bia. Nếu như không có thể đột phá, dựa hết vào hôm nay cảnh giới này. Coi như bắt được luân hồi thư kiếp bụi, Diệp Thần cũng không khả năng nắm trong tay được. Dẫu sao, ngay cả lão này nhóm cường giả, đối mặt luân hồi thư kiếp bụi, chỉ là một viên, đều bị cắn trả trọng thương, chớ nói chi là Diệp Thần. Hắn mang lão, phá vỡ hư không, lần nữa trở lại thần thiên giới. Mà lúc này, ma tổ vô thiên cùng thiên quyền đại đế, thiên hoang, chính kích liệt đối chiến trước. Ma tổ vô thiên lấy một chọi hai, chút nào không rơi hạ phong. Ngược lại dần dần chiếm cứ thượng phong.
Thiên quyền đại đế cuối cùng là một món thần hồn, đánh lâu dưới, đã dần dần không chịu nổi. Mà lúc này, Diệp Thần và lão trở về, nhưng để cho ma tổ Vô Thiên cả kinh thất sắc. Luân hồi chi chủ, người thằng nhóc này. Ma tổ Vô Thiên thấy Diệp Thần và lão, trong thoáng chốc thân thể run rẩy run. Hắn biết rõ Thiên Hoàng cố ý bại lộ tọa độ, là muốn dụ mình đi ra, điệu hổ ly sơn, nhưng hắn ỷ mình thực lực, hay là trực tiếp hạ xuống. Chỉ bất quá, chuyện biến hóa, ra ma tổ Vô Thiên sở liệu. Thiên quyền đại đế tỉnh lại, để cho hắn rơi vào hỗn chiến, không thể thoát thân. Mà Diệp Thần trực tiếp lướt đi kiếm môn thế giới, lại có thể không chút tổn hao nào, mang lão đi ra, vậy để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Một đám phế vật, lại có thể thật bị thằng nhóc này người cứu đi. Ma tổ Vô Thiên nội tâm giận dữ, hận không được lập tức xông lên hồi kiếm môn, đem những cái kia người trông chừng toàn bộ giết chết. Địa lão sư đệ, Thiên Hoàng thấy địa lão trở về, cũng là lớn vui, tinh thần đại chấn. Thiên Hoàng sư huynh, địa lão kêu một tiếng, cũng là hưng phấn, phi thân xông vào chiến trận bên trong, cùng Thiên Hoàng sóng vai tác chiến. Thương thế hắn đã khôi phục rất nhiều, đã có xuất chiến có thể. Diệp Thần thấy vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm giết ra. Thương thiên tranh viêm. Chỉ gặp một đạo lửa đốt mắt tranh ngọn lửa màu đỏ, giống như là kinh thiên sóng biển lật, cuồn cuộn từ Diệp Thần trên thân kiếm bạo dũng ra, kích động thiên địa mưa gió, thậm chí kiếm khí kia bên trong, còn mang 9 tầng trời tội phạt vậy đáng sợ uy nghiêm. Khi lấy được Diêm Hành Thiên kiếm đạo hạt giống sau đó, Diệp Thần một chiêu này thương thiên tranh viêm, uy lực đã là đột nhiên tăng mạnh. Ma tổ Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, huy động đen nhánh tinh đối kháng. Thương thiên tranh viêm cùng đen nhánh tinh giao phong, nhất thời kích thích ngập trời kiếm khí gợn sóng. Mà ở Diệp Thần cùng ma tổ Vô Thiên giao phong thời điểm, Thiên Hoàng địa lão, còn có thiên quyền đại đế, cũng là như mãnh thú vậy đánh giết lên. Ha ha ha, rất tốt, hôm nay là các ngươi thắng. Ma tổ Vô Thiên lạc giọng cười to, lấy một địch bốn, cho dù là hắn, vậy cảm thấy cố hết sức. Chờ ta tấn thăng tử thần, chính là các ngươi ngày rỗ, cho ta chờ. Ma tổ Vô Thiên thu hồi trường kiếm, tất cả thiên ma tinh hải khí tượng, vậy toàn bộ thu thập lên. Hạ một sát, hắn trực tiếp biến dạng hư không, lắc mình rời đi, cũng không có chút nào ham chiến, không chút sông dài. Diệp Thần các người thấy ma tổ Vô Thiên đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì nếu quả thật liều mạng, ma tổ Vô Thiên nổ thiên ma tinh hải, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá, hôm nay ma tổ Vô Thiên, hiển nhiên không có liều mạng ý. Tại Hạ Thiên Quyền, gặp qua mộ chủ đại nhân. Kết thúc chiến đấu, Thiên Quyền đại đế khẽ mỉm cười, khom người hướng Diệp Thần thi lễ. Hắn mới vừa ở ma tổ Vô Thiên trước mặt, vẫn là cuồng ngạo hình dáng, nhưng hôm nay đối mặt Diệp Thần, ngược lại là 10 phần khách khí. Tiền bối không cần đa lễ. Diệp Thần chắp tay đáp lễ, hơi mỉm cười nói. Ta từng là mộ cung người trong, bởi vì luân hồi thư chế tạo thất bại, bị cắn trả liên lụy mà chết. Không nghĩ tới hôm nay có thể có thấy mặt trời lần nữa cơ hội. Thiên quyền đại đế một tiếng thở dài, lại là cảm trong lòng. Tiền bối vậy nắm giữ thay đổi qua đi năng lực. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Chỉ là một chút không đáng kể thay đổi nhỏ động thôi, cùng phi phàm tiên đế so sánh, đó là không đáng giá để ra. Thiên quyền đại đế than thở một tiếng, tựa hồ cũng là thấy rõ thiên cơ, dòm ngó gặp được nhâm phi phàm mạnh mẽ. Đồng dạng là thay đổi qua đi, nhâm phi phàm thay đổi năng lực, liền so hắn cường hãn hơn. Nếu như nhâm phi phàm ở chỗ này, không tiếc giá phải trả, vận dụng vậy thay đổi qua đi năng lực, sợ rằng ma tổ Vô Thiên liền phải chết thật. Nhưng thiên quyền đại đế mà nói, chỉ là ngắn ngủi áp chế ma tổ Vô Thiên, cũng không thể thật từ căn nguyên trên xóa bỏ. Đây là hai người thực lực giữa chênh lệch. Luân hồi thư bộ phận kiếp bụi, thật ở đảm nhiệm trong tay tiền bối. Diệp Thần hỏi, ta không xác thực định, phi phàm tiên đế sau lưng nhân quả, quá mức thần bí phức tạp, ta chỉ biết là hắn lá bài tẩy, tuyệt không chỉ là một chút xíu luân hồi thư kiếp bụi đơn giản như vậy, hắn hôm nay không chỉ là luân hồi hộ đạo giả, còn khả năng là tuẫn đạo giả. Thiên quyền đại đế nói, tuẫn đạo giả, cái này, đây là ý gì? Diệp Thần ngẩn ra, hắn vậy trương trung cực lá bài tẩy, sau lưng giá phải trả cực lớn. Phần này giá phải trả, vốn là muốn hạ xuống đến trên mình ngươi, nhưng phi phàm tiên đế vì ngươi nhận chịu, hắn rất có thể sẽ chết,
hắn nếu như chết, chính là luân hồi tuẫn đạo, hắn phải lấy mình tánh mạng, giúp ngươi lên đỉnh luân hồi đỉnh. Ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể thừa kế chưa xong ảo tưởng, đem luân hồi thư chế tạo ra tới. Bất quá ở chỗ này trước, ngươi phải đoạt được thiên bia. Nếu như cả ngày bia cũng không lấy được, ngươi luân hồi huyết mạch, không có khôi phục nguyên vẹn, không thể nào có chế tạo luân hồi thư hy vọng. Thiên quyền đại đế nói. Diệp thần nội tâm chấn động, ngơ ngác không nói ra lời. Nhâm phi phàm không chỉ là hộ đạo giả, vẫn là tuẫn đạo giả, thậm chí đã ở là Diệp thần làm ra hy sinh. Tin tức này, dĩ nhiên là để cho Diệp thần vô cùng rung động, hắn cho tới bây giờ không có nghe Nhâm phi phàm nói qua. Bất quá, hắn cũng không sẽ để cho Nhâm phi phàm trở thành cái gọi là tuẫn đạo giả. Tốt lắm, mộ chủ đại nhân, ta nơi dòm ngó thấy thiên cơ, chỉ có những thứ này. Những chuyện khác, ta cũng không biết. Có lẽ, người có thể tự mình hỏi một chút phi phàm tiên đế. Thiên quyền đại đế dứt lời, liền trở lại luân hồi mộ địa bên trong, tạm thời ngủ say nghỉ ngơi. Cùng ma tổ vô thiên đánh một trận, hắn tiêu hao hiển nhiên cũng là to lớn. Diệp thần im lặng không nói, hắn biết coi như mình đi hỏi Nhâm phi phàm, đối phương vậy sẽ không nói. Có lẽ, hết thảy nhân quả, đều phải cùng hắn bắt được thiên bia sau đó, mới có cơ hội phá giải. Nếu như cả ngày bia cũng không lấy được, vậy thì chứng minh, Diệp thần cũng không có tư cách, tiếp tục ở đây trên đường này đi xuống. Thiên tâm lão tổ, phải chết. Thiên bia, phải đoạt vào tay. Đó là thuộc về ta luân hồi huyết mạch đồ. Diệp thần ánh mắt ngưng luyện, nội tâm nhìn trời bia khát vọng, cũng là càng ngày càng đậm hơn. Luân hồi chi chủ, đa tạ. Ở thiên quyền đại đế trở lại luân hồi mộ địa sau đó, thiên hoàng địa lão hai người, cũng là khom người hướng Diệp thần nói cảm ơn. Thiên hoàng nói, đa tạ người cứu ra địa lão sư đệ, hai chúng ta sư huynh đệ, rốt cuộc có thể đoàn viên. Địa lão nói, luân hồi chi chủ, mời nhận ta một bái. Hai người khom người bái tạ, mười phần cảm kích. Hai vị tiền bối không cần như vậy, đây là ta phải làm. Diệp thần đỡ dậy hai người, nói. Thiên hoàng thở dài một tiếng nói, luân hồi chi chủ, hai chúng ta sư huynh đệ, chuẩn bị bế quan, lại cũng không để ý thế sự. Diệp thần vội nói, hai vị tiền bối cần gì phải như vậy, các ngươi là đã từng là luân hồi hộ đạo giả, không bằng tiếp tục bảo vệ luân hồi. Thiên hoàng lắc đầu một cái, nói, không được, chúng ta đã từng bảo vệ người, đã chết. Vậy một đời luân hồi chi chủ, đã sớm hóa thành hư không, liền kiếp bụi cũng không có để lại. Ngươi là đời này luân hồi người thừa kế, người hộ đạo giả là phi phàm thiên đế, không phải chúng ta. Chúng ta nơi bảo vệ người, chết liền rất lâu. Thiên hoàng lời nói này nói xong, cùng địa lão nhìn nhau, đều là ảm đạm. Bọn họ là đã từng luân hồi hộ đạo giả, nhưng bọn họ nơi bảo vệ, là trước mặt mấy đời luân hồi chi chủ, cũng không phải là Diệp thần. Tuy nói luân hồi nhất mạch tương thừa, ở rất nhiều người trong mắt, Diệp thần và trước mặt mấy đời luân hồi chi chủ, cũng là cùng một người. Nhưng thiên hoàng địa lão, hiển nhiên không phải như thế cho rằng. Bọn họ không hề nhận Diệp thần là chủ nhân. Hai vị tiền bối, các ngươi thật muốn bế quan sao? Diệp thần trong lòng có chút không biết làm sao cùng thương tiếc. Thiên hoàng cười nói, đúng vậy, bàn cờ này quá loạn, quá phức tạp, chúng ta không muốn chết. Thật ra thì nói đến, chúng ta cũng có chút ích kỷ, chúng ta muốn sống, cho đến khi nhìn thấy luân hồi vãng thế thư xuất thế ngày hôm đó. Chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể chế tạo ra luân hồi vãng thế thư. Đến lúc đó, chính là hai chúng ta sư huynh đệ, xuất quan làm chứng thời điểm. Năm đó hai người sát phí khổ tâm, chính là muốn phụ trợ vậy một đời luân hồi chi chủ, chế tạo luân hồi vãng thế thư. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Có thể nói, luân hồi vãng thế thư là hai người lớn nhất tư tưởng. Bọn họ muốn xuất thế ngày hôm đó. Địa lão cũng cười nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, xin thứ lỗi chúng ta ích kỷ, thật may thiên quyền đại đế thần hồn bất diệt, hắn từng là mộ cung cường giả, hắn cũng có thể phụ trợ ngươi. Thiên hoàng nhìn về phía địa lão nói, sư đệ, đang bế quan trước, không bằng chúng ta rồi đưa luân hồi chi chủ một chút lễ vật. Chúng ta chỉ cần cất giữ một chút thần thức, tùy tiện còn sống, sống đến làm chứng luân hồi thư sinh ra ngày hôm đó là được. Cái khác hết thảy đồ, đều có thể bỏ qua. Địa lão sửng sốt một chút, do dự một tí, cuối cùng vậy gật đầu nói, có thể, vậy ở trước khi đi,
rồi đưa luân hồi chi chủ một tràng tạo hóa đi. Hai người ăn ý nhìn đối phương, chợt nhắm mắt nặn quyết, nhẹ nhàng ngâm sướng ra cổ xưa thần chú. Theo thần chú ngâm sướng, bọn họ trên mình tràn ra đậm đà luân hồi kim quang. Cái này cổ luân hồi kim quang, dâng trào nóng rực, thậm chí mang sinh mạng thiêu đốt chói lọi, xuyên qua chân trời, kinh động toàn bộ thần thiên giới. Thần thiên giới ngàn trăm cái địa vực, đều bị rung chuyển, vô số núp trong bóng tối các tu sĩ, kinh ngạc cảnh giác, lặng lẽ phóng thích thần thức, dè đặt theo dõi cái này hào hùng khí tượng. Kim quang ngất trời, luân hồi khí nổ tung, trong hư không vọng về hàng tỷ nặng lanh lảnh ngâm sướng, chấn động người tâm thần. Ừ, núp ở bên ngoài đang uống rượu Diêm Hành Thiên, mắt thấy một màn này, cũng là khó mà giữ vững bình tĩnh, ngơ ngác nhìn vậy một cổ ngất trời luân hồi kim quang. Thiên hoàng địa lão trên người hai người linh khí cùng tánh mạng, điên cuồng cháy, bọn họ thân thể, rất nhanh ở nóng rực kim quang bên trong cháy hết, thậm chí liền một chút cặn bã, một chút cho cốt, cũng không có để lại. Bọn họ đem mình hiến tế rớt, tất cả sinh mệnh cùng luân hồi năng lượng, toàn bộ hiến tế đi ra ngoài, rung động thiên địa. Vù vù, ở thiên hoàng địa lão hiến tế hạ, trong chỗ u minh luân hồi quy luật, trung cực chân lý, truyền đến đồng tình đáp lại. Ngàn dặm kim quang lững lờ, vạn dặm thụy hà nhô lên, kim long phượng hoàng bay lượn, khí tượng muôn vàn. Muôn vàn khí tượng bên trong, có 5 cái túi gấm, giống như là mang mãi mãi ban phúc, từ chân trời chậm rãi rơi xuống Diệp Thần trong tay. Luân hồi chi chủ, đây là chúng ta lễ vật cho ngươi. Thiên hoàng thanh âm, từ trong hư không truyền tới. Hắn và địa lão, thân xác thần hồn đều đã tan thành mây khói. Nhưng lại còn có thanh âm ý chí truyền ra. Đó là ảo tưởng ý chí. Bọn họ cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, mà là cất giữ có một chút ảo tưởng khái niệm. Điểm ảo tưởng này khái niệm, có thể để cho bọn họ sinh ra ngày hôm đó. Nếu như có ngày hôm đó nói. Tiền bối, cái này 5 cái túi gấm. Diệp Thần nhìn trong tay 5 cái túi gấm, chỉ cảm thấy cái này 5 cái trong cẩm nang mặt, trống trơn như vậy, thứ gì cũng không có. Thiên Hoàng nói, đây là ta cùng địa lão sư đệ, hiến tế tự thân, cầu nguyện luân hồi quy luật, ban thưởng vận may lớn. Luân hồi chi chủ, người mỗi lần đụng phải nguy cơ hoặc là thực lực bình cảnh thời điểm, có thể mở ra túi gấm, có lẽ có thể được chân lý chỉ dẫn, cuối cùng trợ giúp, nhưng, phải ở đặc thù thời gian mở ra. Cái này cái đầu tiên túi gấm, người hiện tại liền có thể mở ra. Diệp Thần theo lời mở ra túi gấm, chỉ gặp vậy người thứ nhất túi gấm. Vốn là trống trơn như vậy, nhưng hắn vừa mở ra sau đó, bên trong bỗng biến ảo ra một tờ giấy, phía trên ghi chép một cái tọa độ. Đây là cái gì? Một cái tọa độ. Diệp Thần sửng sốt một tí, nhìn cái này tọa độ, nhưng cảm thấy tọa độ vị trí, lại có thể ngay tại thần thiên giới bên trong. Thiên Hoàng nói, ta không biết, đây là cuối cùng luân hồi quy luật, cùng cuối cùng chân lý, cho ngươi gợi ý cùng chỉ dẫn, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Ta phải đi. Nha, đúng rồi, đừng quên ta trước mặt cho ngươi ảo tưởng khái niệm, đó là truyền thừa từ mộ cung ảo tưởng, cũng là Chu Diệt Thiên Tâm lão tổ mấu chốt. Chờ ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, tự nhiên có thể phá giải cái khái niệm này. Nói xong lời này, Thiên Hoàng tiếng thở, liền hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp Thần khẽ cau mày, truyền thừa từ mộ cung ảo tưởng khái niệm, hắn còn không biết là cái gì. Mà đây cái đầu tiên túi gấm, bên trong ghi lại tọa độ. Vậy để cho Diệp Thần cảm thấy nghi ngờ. Cái này tọa độ, lại là ở thần thiên giới nơi nào đó. Chẳng lẽ, tọa độ sau lưng ẩn núp đồ, lại có thể cùng mình đánh vào thiên huyền cảnh, hoặc là cướp lấy thiên bia có liên quan sao? Cái này thật giống như là Ngọc Liên cấm địa tọa độ à? Lúc này, Diêm Hành Thiên xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, thấy trong tay hắn trên tờ giấy tọa độ, nhất thời vẻ kinh ngạc. Diệp Thần, Ngọc Liên cấm địa. Diêm Hành Thiên gật đầu nói, đúng vậy, Ngọc Liên cấm địa, chính là ta thần thiên giới đã từng là Ngọc Liên thánh địa, trưởng giáo chính là trong truyền thuyết Ngọc Liên nữ đế, ta cùng ngươi đã nói. Diệp Thần, à, đúng vậy, cái đó Ngọc Liên nữ đế. Hắn vậy nhớ Diêm Hành Thiên từng nói qua, thần thiên giới Ngọc Liên thánh địa Ngọc Liên nữ đế, đã từng không biết từ địa phương nào, mang về một môn tam thập tam thiên thần thuật, tên là Thanh Liên Chú Thánh Pháp. Cái này Thanh Liên Chú Thánh Pháp. Có thể để cho người đúc thanh liên thánh thể, một khi thánh thể đại thành, là được bạch nhật phi thăng, chuyển kiếp thành thần minh. Cửa này thánh pháp xuất hiện, trực tiếp để cho được toàn bộ thần thiên giới, rơi vào điên cuồng cùng hỗn loạn.
vô số thánh địa cùng môn phiệt thế lực, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, không tiếc bất cứ giá nào. Cái gì chí cao ý chí, cái gì luân hồi, cái gì tín ngưỡng phân tranh, cũng quá mức hư không mờ mịt, ở tam thập tam thiên thần thuật to lớn cám dỗ hạ, tất cả mọi người đều bỏ tín ngưỡng tranh đấu, chỉ vì cướp đoạt cửa này thanh liên chú thánh pháp. Tranh đoạt kịch liệt, đưa đến thần thiên giới khói lửa cả ngày, nhật nguyệt nặng rơi, trời long đất lở, cả thế giới sụp đổ, hóa thành ngàn trăm tàn toái địa vực. Ngày xưa trói lọi vô hạn ngọc liên thánh địa, hôm nay cũng được cấm địa vậy tồn tại, khắp nơi tràn đầy viễn cổ khói lửa dấu vết, còn có thời không sụp đổ sau đó, từ trong bóng tối sinh sản ra quỷ dị ma vật. Vậy thanh liên chú thánh pháp, còn ở thần thiên giới bên trong sao? Diệp thần hỏi. Hi hi, dĩ nhiên ở đây, hơn nữa ngay tại ngọc liên cấm địa bên trong, năm đó ngọc liên thánh địa, cùng vô số môn phiệt thánh địa tranh đấu, cuối cùng bị đánh thành phế tích, thời không sụp đổ, nảy sinh ra hắc ám. Cái địa phương kia, đã thành hắc ám cấm khu, người ngoài muốn đi vào, cực kỳ khó khăn. Chỉ có đã từng ngọc liên thánh địa con em, mới có thể ở bên trong sinh tồn, nhưng bọn họ vậy không ra được, hoàn toàn ngăn cách với đời. Vậy thanh liên chú thánh pháp, vậy từ đầu đến cuối ở lại ngọc liên cấm địa bên trong, cho tới bây giờ không có bị người đoạt đi qua. Diêm Hành Thiên nói. Diệp thần khẽ cau mày, nhìn trong tay trên tờ giấy tọa độ, ngược dòng thiên cơ, nhất thời bắt được từng cơn nguy hiểm to lớn hơi thở. Vậy ngọc liên cấm địa, tuyệt đối là hung hiểm, nếu là tùy tiện đạp đi vào, sợ rằng liền vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đều có rơi xuống nguy hiểm. Người cái này tọa độ, lại có thể chỉ dẫn người đi ngọc liên cấm địa, đây là muốn ngươi chết à? Chỗ đó, liền ta cái này thần vũ trụ, cũng không dám đi. Diêm Hành Thiên thở dài uống một hớp rượu, trong giọng nói tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ. Vậy ngọc liên cấm địa khủng bố, hiển nhiên liền hắn vậy kiêng kỵ, không dám qua loa đến gần. Vậy là một khối hắc ám cấm địa, là thần thiên giới hắc ám nảy sinh địa phương nghiêm trọng nhất, có vô số đến từ không không thời không ma vật, ở trong đó hoành hành bên trong, cách trở người ngoài đi vào, vậy ngăn cách người ở bên trong, đi ra ngoài nhịp bước. Diệp thần chân mày nếp nhăn được sâu hơn, cái này tọa độ, là cái đầu tiên cẩm nang chỉ thị. Thiên hoàng địa lão đưa cho hắn 5 cái túi gấm, sau lưng cũng hàm chứa chí cao bí ẩn, túi gấm nơi cho ra chỉ thị, đối Diệp thần mà nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Vậy ngọc liên cấm địa, hoặc giả là ta cướp lấy thiên bia mấu chốt. Diệp thần trong lòng tính toán, cũng là dục dịch. Thằng nhóc, ngươi nên sẽ không muốn đi ngọc liên cấm địa chứ. Diêm Hành Thiên có chút ra đầu tê dại, nói. Ừ, tiền bối, ta muốn lại xem. Ngươi có thể hành cái có thuận tiện hay không? Diệp thần nói. Diêm Hành Thiên thật giống như nghe được trên đời đáng sợ nhất sự việc, sắc mặt đều thay đổi, nói, ngươi phải đi liền mình đi, ta cũng không phụng bồi ngươi cùng nhau, ta nói cho ngươi, vậy ngọc liên cấm địa, là một phiến hắc ám cấm khu, ngươi dám đi, liền làm tốt chết không có chỗ chôn chuẩn bị. Được rồi, chính ngươi từ từ cân nhắc, lão bà ta thật giống như kêu ta đi ra ngoài xem, cáo từ. Hắn một phen nói xong, lại là trực tiếp hướng Diệp thần tạm biệt, thậm chí muốn đi trước Nguyện Thiếu Người chỗ ở. Hắn cùng Nguyện Thiếu Người mâu thuẫn cực sâu, nhưng giờ phút này vì né tránh ngọc liên cấm địa nhân quả, hắn lại muốn trực tiếp chạy đi Nguyện Cách bên người thân. Diệp thần thấy Diêm Hành Thiên phản ứng lớn như vậy, lại là thật sâu cảm thấy vậy ngọc liên cấm địa nguy hiểm. Cái này ngọc liên cấm địa, thật có như thế nguy hiểm. Diệp thần trong lòng thầm nhủ, nhưng đến lúc này, vậy không có lùi bước đạo lý. Hắn trầm tư sau một hồi, liền là dựa theo chiếc túi gấm tọa độ chỉ thị, trực tiếp bay đi ngọc liên cấm địa. Ở bay gần nửa ngày sau đó, Diệp thần cũng là thuận lợi đi tới ngọc liên cấm địa bên ngoài. Làm hắn đến một cái tới, hắn liền kinh hãi. Bởi vì, hắn thế giới trước mắt, đặc biệt quỷ dị. Cái thế giới này địa vực, hạch tâm giống như là một đóa màu xanh hoa sen, tràn đầy sức sống cùng tiên khí. Thậm chí còn có cổ xưa nhẹ nhàng khoan khoái dị nhang, tản mát ra. Nhưng ở nơi này thanh liên thế giới bên ngoài, nhưng bao quanh một tầng thật dày trong suốt vỏ ngoài. Tầng này trong suốt vỏ ngoài, là đen thui màu sắc, giống như là thủy tinh đen đúc thành. Mà ở tầng này thủy tinh đen vậy trong suốt vỏ ngoài bên trên, đóng đầy từng cái con giận. Vậy từng cái con giòi, cùng từng cái con giận, đến gần nhìn. Trên thực tế là tất cả đến từ không không thời không ma vật, chúng dựa vào tầng này hắc ám vỏ ngoài sinh trưởng,
cũng không ngừng muốn ăn mòn bên trong màu xanh hoa sen. Còn thật nhiều vết máu, vặn vẹo bùn nát, cùng không thể danh trạng quỷ bí tồn tại, ở hắc ám vỏ ngoài bò sát lan tràn, giống như là đại biểu tà ác đồ đằng cùng hoa văn, để cho tầng này hắc ám vỏ ngoài, lộ vẻ được càng thêm bẩn thỉu cùng dơ bẩn. Mà ở nơi này bẩn thỉu cùng dơ bẩn phong tỏa hạ, vậy đóa màu xanh hoa sen, là như vậy cao cả thần thánh, tràn đầy tiên đạo hơi thở, khoáng đạt mênh mông, thủy quang nhô lên. Vậy cổ tiên đạo khí tượng, cùng vậy đen sấm khí tượng, hoàn toàn xa lạ. Hai người đồng thời xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, mang cho hắn cực kỳ to lớn đánh vào. Nơi này chính là Ngọc Liên cấm địa sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, tiện tay cong ngón tay bắn ra, đánh ra một giọt máu tươi hóa thành dị thú, thử nghiệm hướng tầng kia hắc ám vỏ ngoài, phát động công kích. Hống! Nhưng mà, Diệp Thần máu tươi biến thành dị thú, một nhích tới gần, tầng kia hắc ám vỏ ngoài bên trong, lập tức nổ lên vô số vặn vẹo ma vật, đem máu hắn thu cắn nuốt hết. Thật là khủng khiếp hắc ám khí tức. Cái này một tí thử nghiệm, Diệp Thần liền cảm thấy vậy Ngọc Liên cấm địa tầng ngoài bóng tối khủng bố, đã nồng nặc đến siêu thoát thực tế bước. Hôm nay Ngọc Liên cấm địa coi như vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, mất vào tay giặc tiến vào, cũng có thể dính không rõ, bị ăn mòn thành mảnh giấy vụn, hoặc là trực tiếp bị cắn nuốt hết. Khó trách Diêm Hành Thiên như thế khẩn trương, tình nguyện chạy đi nguyện cách bên người thân, cũng phải né tránh nhân quả, không muốn cùng Ngọc Liên Thánh Địa có bất kỳ liên lụy. Lúc đầu cái này Ngọc Liên Thánh Địa, hắc ám khí tức lại có thể như vậy khủng bố. Nên phải như thế nào hóa giải đâu? Diệp Thần rất cau mày, kinh khủng như vậy hắc ám khí tức, coi như hắn thi triển ra thần thánh sách, chỉ sợ cũng khó mà hóa giải. Nếu như không để ý giá phải trả, trái luân hồi huyết mạch nói, có lẽ có cơ hội vọt vào, nhưng giá quá lớn. Không tới một bước cuối cùng, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng cái này lá bài tẩy. Hắn ngồi xếp bằng ở Ngọc Liên cấm địa bên ngoài hư không, cau mày suy nghĩ đối sách. Như vậy suy tư hai ngày, Diệp Thần cũng là bó tay. Lúc này, hắn ở trong sâu thẳm, lại có thể nghe được Kỷ Tư Thanh thanh âm. Diệp Thần, ngươi ở nơi nào? Ta có thể tới gặp ngươi một chút sao? Xảy ra chút chuyện. Diệp Thần nghe được Kỷ Tư Thanh thanh âm, nhất thời cảm thấy mười phần bất ngờ, liền truyền về mình ý chí, nói Tư Thanh, ta ở thần thiên giới Ngọc Liên cấm địa, ngươi tới là được. Diệp Thần đem thần thiên giới nhân quả, còn có Ngọc Liên cấm địa nhân quả, dọc theo mình ý chí, đồng thời truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hư không biến dạng, hai đạo bóng đẹp hạ xuống, đi tới Diệp Thần trước mặt. Một người trong đó, chính là Kỷ Tư Thanh. Mà một người khác, lại là Phong Hỏa Linh Tổ con gái, Tiêu Tĩnh. Tiêu cô nương. Diệp Thần thấy Tiêu Tĩnh, nhất thời một hồi ngạc nhiên. Bởi vì hắn cảm giác được, Tiêu Tĩnh hơi thở, đã cùng thế giới hiện thật hoàn mỹ hòa làm một thể, lại cũng không có chút nào ngăn cách. Ở nàng trên cổ, treo một khối tinh thạch điêu khắc bông tai, vậy lại là tiên thiên thạch điêu khắc thành bông tai. Ngươi lấy được rồi tiên thiên thạch. Diệp Thần rất là bất ngờ. Phải biết, tiên thiên thạch là thiên bia tiết ra ngoài ra một chút năng lượng, hội tụ mà thành, mười phần chân quý, vẫn luôn ở thiên tâm lão tổ trong tay. Hiện tại cái này tiên thiên thạch, lại có thể xuất hiện ở Tiêu Tĩnh trên cổ, chân thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Tĩnh trần chờ một tí, nhìn một chút Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần, vị này Tiêu cô nương, có chuyện muốn nói cho ngươi. Diệp Thần nói, à, Tiêu cô nương mời nói. Tiêu Tĩnh hít sâu một hơi, cắn răng, tựa hồ có chút lo lắng âm thầm, nhưng mới lên tiếng nói. Diệp đại ca, ta hoài nghi ta phụ thân, có thể cùng thiên tâm lão tổ có cái gì hợp tác? Hợp tác? Diệp Thần tim nhất thời căng thẳng, Tiêu Tĩnh phụ thân Phong Hỏa Linh Tổ, chính là Tử Hoàng Tiên Cung nhân vật số 2, hơn nữa chấp trưởng đại mộ thần kiếm, thần uy thông thiên, quyền cao chức trọng. Nếu là hắn cùng thiên tâm lão tổ hợp tác, vậy đối với Diệp Thần mà nói, đúng là một cái thiên đại phiền toái. Tiêu Tĩnh sờ một cái trên cổ mình tiên thiên thạch bông tai, nói ta phụ thân không biết từ nơi nào tìm được tiên thiên thạch, ta hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói, chỉ nói là cơ duyên xảo hợp lấy được. Nhưng, cái này thế gian, trừ thiên tâm lão tổ bên ngoài, còn ai có tiên thiên thạch? Ta phụ thân gần đây ngôn hành cử chỉ, vậy khắp nơi lộ ra cổ quái, tạm thời lộ vẻ được đặc biệt phiền não, tạm thời lại thất hồn lạc phách, tạm thời cũng không biết lẩm bẩm chút gì. Thậm chí,
thậm chí, ta ở một ban đêm, từng chính mắt nhìn thấy hắn cung phụng màng bái Thiên Tâm lão tổ bức họa, sau đó lại đem bức họa xé nát. Tóm lại, hắn biểu hiện được vô cùng kỳ quái, thật giống như nhập ma vậy. Diệp Thần nghe xong Tiêu Tĩnh mà nói, cũng là lớn là giật mình, nói, khói lửa tiền bối lại có thể biến thành bộ dáng này. Tiêu Tĩnh nói, đúng vậy, ta cảm giác rất cổ quái, ta không tin được Tử Hoàng Tiên Cung bên trong người, chỉ có thể tới cùng ngươi thương lượng, ta phụ thân ở ngày hôm qua đột nhiên xuất ngoại, hắn nói hắn muốn đi tìm cái gì Thanh Liên Chú Thánh Pháp, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Thanh Liên Chú Thánh Pháp. Diệp Thần nghe nói như vậy, lại là kinh ngạc. Tiêu Tĩnh cảm thấy Diệp Thần diễn cảm không đúng, vội hỏi, Diệp đại ca, thế nào? Diệp Thần cười khổ một tí, chỉ phía trước vậy bị hắc ám vỏ ngoài phong tỏa Thanh Liên thế giới, nói, người phụ thân mong muốn Thanh Liên Chú Thánh Pháp, ở nơi này Ngọc Liên cấm địa bên trong. Tiêu Tĩnh ánh mắt, nhìn về vậy Ngọc Liên cấm địa, nhất thời kinh hãi. Cái này phiến Ngọc Liên cấm địa, thật sự là quá quỷ bí liền chút. Nồng cốt địa giới, tiên khí ngất trời nhô lên, thủy quang ngàn vạn đạo, Thanh Liên sức sống bừng bừng, tựa như có thể bồi bổ vạn vật. Nhưng ở mảnh thế giới này tầng ngoài, nhưng quanh quẩn tầng tầng hắc ám khí tức. Những thứ này hắc ám khí tức, là như vậy nồng nặc, thậm chí đã hình thành thủy tinh đen vậy hình thái, giống như là một cái lồng lớn, đem mảnh thế giới này phong tỏa ở. Ở nơi này bóng tối cái lồng lớn, đen nhánh vỏ ngoài mặt, khắp nơi đều là vặn vẹo cùng dơ bẩn dấu vết. Khắp nơi đều là lan tràn bò sát ma vật, cực kỳ quỷ dị. Tốt nồng nặc hắc ám khí tức. Kỳ Tư Thanh cảm nhận được cái này Ngọc Liên cấm địa chập chờn, cũng là mày liễu khẽ nhíu, hơi lộ vẻ xúc động. Nếu như liên hiệp nàng và Diệp Thần hơi thở, có lẽ có thể đem tầng này hắc ám phong tỏa, hoàn toàn đột phá, nhưng giá phải trả tất nhiên to lớn. Người phụ thân muốn Thanh Liên Chú Thánh Pháp làm gì? Diệp Thần hỏi, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Thanh Liên Chú Thánh Pháp, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Mà Phong Hỏa Linh Tổ, đã nắm giữ một môn tam thập tam thiên thần thuật, chính là trong truyền thuyết Đại Mộ Thần Kiếm. Hắn tâm huyết cả đời tinh khí, cũng dốc vào ở Đại Mộ Thần Kiếm phía trên, hắn không thể nào còn có tinh lực, đi tu luyện Thanh Liên Chú Thánh Pháp. Người tinh lực cuối cùng là có hạn, hơn nữa khí vận cũng có giới hạn. Có thể chấp trưởng một môn tam thập tam thiên thần thuật, đã là nghịch thiên tạo hóa. Muốn nắm trong tay hai môn, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Tiêu Tĩnh nói, ta cho phụ thân thần giao cách cảm, ta mơ hồ cảm giác được, hắn muốn tìm Thanh Liên Chú Thánh Pháp, cũng không phải là muốn mình tu luyện, mà là phải giao cho Thiên Tâm Lão Tổ tu luyện. Thiên Tâm Lão Tổ. Diệp Thần nghe được Thiên Tâm Lão Tổ danh hiệu, ra đầu khó hiểu tê dại. Hắn nhớ ẩn thánh đã từng nói, ngàn vạn không muốn để cho Thiên Tâm Lão Tổ, có thực tế thân thể. Hôm nay Thiên Tâm Lão Tổ, thật ra thì chỉ là một cái linh thể, cũng không có thực chất máu thịt. Hắn không có chân chính thân xác, sức chiến đấu liền sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, coi như có thể vô hạn sống lại, bản thân đánh giết chiến lực, sẽ không vượt qua tiên đế phạm vi. Nhưng, nếu như bị Thiên Tâm Lão Tổ, lấy được thân xác, hắn liền vô địch, có thể tiến một bước phát huy ra thiên bia lực lượng. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới hiện thật, không người nào có thể lại ngăn trở hắn. Thanh Liên Chú Thánh Pháp, chính là một môn tuyệt đỉnh luyện thể thần thuật, một khi luyện thành, có thể tu luyện ra Thanh Liên Thánh Thể, một chi Thanh Liên chống đỡ khai thiên địa hỗn độn, nửa phiến lá sen bồi bổ vạn cổ thời không, uy năng mênh mông đến vô biên vô tận bước, đủ để vô căn cứ đạt được chân lý đại đạo tiếp đón, phi thăng nhập không không lúc nào không. Nếu như Thiên Tâm Lão Tổ, lấy được Thanh Liên Chú Thánh Pháp, cũng thành công luyện thành, vậy Diệp Thần thì phiền toái. Đến lúc đó, Thiên Tâm Lão Tổ Thánh Thể đúc thành, Diệp Thần đạt được thiên bia cơ hội, liền sẽ hơn nữa mong manh. Kỳ Tư Thanh mắt đẹp hơi chăm chú, nhìn phía trước vậy Ngọc Liên cấm địa, nói, lúc đầu Thanh Liên Chú Thánh Pháp, đang ở bên trong sao? Đây chẳng phải là nói, Phong Hỏa Linh Tổ tùy thời có thể tới. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền nói, chúng ta trước ẩn núp. Hắn lập tức liền cùng Kỳ Tư Thanh, Tiêu Tĩnh, ẩn núp ở một bên hắc ám trong hư không. Thu liễm hơi thở, yên lặng chờ. Nếu như Phong Hỏa Linh Tổ, thật muốn cướp lấy Thanh Liên Chú Thánh Pháp mà nói, hắn nhất định phải tới thần thiên giới, nhất định sẽ đến Ngọc Liên cấm địa. Diệp đại ca, nếu như ta phụ thân, thật cùng Thiên Tâm Lão Tổ có hợp tác, người biết giết hắn sao? Tiêu Tĩnh theo bản năng bắt Diệp Thần cánh tay, cặp mắt hơi đỏ bừng, hỏi.
Người phụ thân và thiên tâm lão tổ, như thế lợi hại, ta không đánh lại, người lo lắng quá nhiều. Diệp thần lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Kỷ Tư Thanh vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Tĩnh đầu vai, nói, đợi một chút đi, nếu như người phụ thân tới thật, chúng ta trước mặt chất vấn hắn. Tiêu Tĩnh không biết làm sao, đành phải gật đầu. Ba người che giấu hơi thở, chỉ chờ nửa ngày, liền cảm thấy chân trời hư không nổ tung, một cổ như muốn mai táng thiên địa khí tức kinh khủng, nghiền bạo hư không, hạ xuống. Đó chính là phong hỏa linh tổ. Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, Tiêu Tĩnh ba người, thấy phong hỏa linh tổ tới, đều là một hồi kinh ngạc, nội tâm lại là ngưng trọng. Chỉ gặp phong hỏa linh tổ, sải bước đạp tới, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn hắc ám tàn phá bừa bãi Ngọc Liên cấm địa, chau mày đứng lên. Nơi này chính là Thanh Liên chú thánh pháp địa phương ẩn núp. Ừ, thần thiên giới, Ngọc Liên nữ đế, viễn cổ tranh đấu. Phong hỏa linh tổ bấm bóp ngón tay, trong thoáng chốc dòm ra thiên cơ, cũng biết liền ngày xưa Ngọc Liên nữ đế các loại nhân quả. Chỗ này khói lửa chiến loạn nhiều năm, thời không sụp đổ, lại đưa đến hắc ám nảy sinh, vô số ma vật hoành hành. Đại mộ thần kiếm, phá cho ta. Phong hỏa linh tổ bỗng nhiên sử dụng một kiếm, hướng phía trước Ngọc Liên cấm địa, bổ đi. Một kiếm này, hắn động dùng toàn lực, kiếm khí uy thế, thậm chí so với ngày xưa mai táng Diệp thần nhân quả luật nguyền rủa thời điểm, còn muốn hung mãnh được hơn. Mà thi triển hung mãnh như vậy một kiếm, phong hỏa linh tổ hơi thở như cũ trầm ổn, cũng không có tiêu hao nhiều ít thể lực. Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, Tiêu Tĩnh ba người thấy một màn này, đều là chấn động vô cùng. Chẳng lẽ nói, phong hỏa linh tổ sau lưng, có nhân vật lớn gì chống đỡ? Chỉ gặp vậy đại mộ thần kiếm, chém đánh ra, cuồng bạo mãnh liệt kiếm thế, mang mai táng thiên địa khủng bố uy nghiêm, hung hăng chém vào Ngọc Liên cấm địa hắc ám vỏ ngoài bên trên. Một tiếng nổ. Vậy một tầng hắc ám thủy tinh vậy vỏ ngoài, tại chỗ liền bị phong hỏa linh tổ chém được nổ tung, phía trên vô số ma vật cùng vặn vẹo tồn tại, phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, ở đại mộ thần kiếm uy thế cuộn sạch hạ, như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, ngay tức thì tan thành mây khói, hóa thành hư không. Diệp thần mắt thấy một kiếm này, trong lòng chỉ có rung động. Cái này đại mộ thần kiếm, không hổ là trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật, uy thế chân thực quá mức bá đạo mãnh liệt. Đơn giản là có thể mai táng chư thiên, không phải thái thượng thế giới người, có thể đối kháng. Vậy Ngọc Liên cấm địa các loại hắc ám khí tức, ở nơi này đại mộ thần kiếm chém chết hạ, hoàn toàn không có bất kỳ tàn phá bừa bãi có thể, tại chỗ liền bị xóa bỏ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp thần cũng không dám tin tưởng. Ngọc Liên cấm địa bên trong, vậy phiến thanh liên trong thế giới, truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, tiên khí ngất trời nhô lên, ông tác hưởng. Cuộc sống ở cái này phiến cấm trong đất cường giả, tựa hồ cũng bị phong hỏa linh tổ kinh khủng này một kiếm, tại chỗ kinh động. Phong hỏa linh tổ hắng giọng một cái, mới vừa muốn nói gì. Cha! Lúc này, Tiêu Tĩnh nhưng là sải bước lao ra, đi tới phong hỏa linh tổ trước mặt. Diệp thần và Kỷ Tư Thanh nhìn nhau, vậy hiện thân đi ra, đứng ở Tiêu Tĩnh phía sau. Tĩnh nhi, là ngươi. Còn nữa, ngươi, các ngươi. Luân hồi chi chủ. Vận mệnh chủ. Phong hỏa linh tổ thấy ba người xuất hiện, nhất thời rất bất ngờ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tĩnh nói, cha, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Phong hỏa linh tổ sắc mặt trầm xuống, nói, cha không phải nói cho ngươi sao? Ta phải tìm Thanh Liên chú thánh pháp, cửa này thần thuật, ngay tại này phương thế giới. Luân hồi chi chủ, vận mệnh chủ, các ngươi muốn cùng ta cướp đoạt sao? Tiêu Tĩnh nói, cha, ngươi muốn Thanh Liên chú thánh pháp làm gì? Ngươi không phải đã chấp trưởng một môn thần thuật. Ngươi muốn cái này Thanh Liên chú thánh pháp, là thiên tâm lão tổ có phải hay không? Ngươi hợp tác với hắn, là phải đem Thanh Liên chú thánh pháp đưa cho hắn. Phong hỏa linh tổ nghe Tiêu Tĩnh truy hỏi, sắc mặt đại biến, trong con ngươi lướt qua một chút hàn mang, ngũ quan lay động, lại lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, hét lớn, Tĩnh nhi, ngươi không nên nói nữa. Cha tự có đúng mực, người trở về thôi. Tiếng nói rơi xuống, phong hỏa linh tổ khoát tay chặn lại, trên mặt vẻ thống khổ càng đậm đà, tựa hồ có cái gì khó nói ẩn, xoay người sải bước vào Ngọc Liên cấm địa bên trong. Cha! Tiêu Tĩnh thanh âm mang nức nở, nghĩ đuổi theo đi, nhưng bị một cổ lực lượng vô hình bắn trở về, té ngã trên đất, hình dáng 10 phần chật vật. Ngay chớp mắt, phong hỏa linh tổ bóng người,
liền hoàn toàn ẩn nhập Ngọc Liên cấm địa bên trong, biến mất không thấy. Phong hỏa linh tổ cùng thiên tâm lão tổ tới giữa, chỉ sợ không phải là đơn giản hợp tác. Diệp thần nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, mơ hồ cảm thấy không ổn, nói. Xem phong hỏa linh tổ mới vừa diễn cảm, thống khổ như vậy, hắn cùng thiên tâm lão tổ tới giữa, quan hệ tuyệt đối không thể nào bình đẳng, cũng không khả năng là quan hệ hợp tác, rất có thể được uy bách. Kỷ Tư Thanh vậy nhìn thấu một điểm này, nói chẳng lẽ phong hỏa linh tổ, bị thiên tâm lão tổ uy hiếp. Diệp thần nói, ta xem không phải uy hiếp đơn giản như vậy, phong hỏa linh tổ thi triển đại mộ thần kiếm, uy thế so với trước kia lợi hại, tiêu hao nhưng lại nhỏ hơn, sau lưng có thể có thiên tâm lão tổ chống đỡ. Kỷ Tư Thanh nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp thần con mắt hơi chăm chú, nói, không biết, tóm lại, nếu cùng thiên tâm lão tổ có liên quan, vậy chúng ta quyết không thể nhìn vậy thanh liên chú thánh pháp, rơi vào phong hỏa linh tổ trong tay. Nếu là phong hỏa linh tổ, đạt được thanh liên chú thánh pháp sau đó, giao cho thiên tâm lão tổ, người sau vì vậy đúc ra thánh thể, tiến một bước nắm trong tay thiên bia lực lượng, vậy Diệp thần liền hoàn toàn xong đời. Hắn phải ngăn cản phong hỏa linh tổ. Nhất định phải đem vậy thanh liên chú thánh pháp, đoạt lấy vào trong tay. Vậy năm cái túi gấm, quả nhiên là tuyệt diệu. Cái đầu tiên túi gấm cho ra chỉ thị, liền cùng Diệp thần tương lai vận mệnh, mật thiết tương quan. Chỉ là không biết, còn lại bốn cái túi gấm, lại sẽ có bí ẩn gì. Diệp đại ca, Tư Thanh cô nương, cha ta rốt cuộc thế nào? Tiêu Tĩnh mắt đục đỏ ngầu, hướng Diệp thần và Kỷ Tư Thanh hỏi nói. Diệp thần nói, ta cũng không biết, nhưng cha ngươi nhất định là có cổ quái, chúng ta đi vào nói sau. Sải bước đi về phía trước. Tiêu Tĩnh trong lòng không có chút nào chú ý, cũng chỉ được đi theo Diệp thần và Kỷ Tư Thanh, cùng tiến vào Ngọc Liên cấm địa. Không thể không nói, phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm, uy thế chân thực quá mức kinh khủng, một kiếm chém ra, thật sự là mai táng chư thiên vậy, tất cả hắc ám khí tức cùng quỷ dị khí tượng, toàn bộ bị hắn tống táng. Toàn bộ Ngọc Liên cấm địa, lại vậy không một chút hắc ám chập chờn. Làm Diệp thần ba người, bước vào Ngọc Liên cấm địa thời điểm, liền thấy cụm núi liên miên, úp úp thanh thanh, tiên khí nhô lên, thác nước phi lưu, vàng hạc bay lượn, nhất phái tiên gia thánh cảnh khí tượng. Cha ngươi muốn tìm thanh liên chú thánh pháp, vậy chúng ta trước hết hắn một bước, đem vậy thánh pháp cướp được tay. Chúng ta chia nhau hành động, nếu như có tin tức gì, liền truyền âm liên lạc. Diệp thần suy tư một hồi, chính là làm xong kế hoạch. Kỷ Tư Thanh gật đầu tán thành, liền cùng Diệp thần tách ra, tự đi lên đường đi tìm thanh liên chú thánh pháp. Tiêu Tĩnh trần chờ một tí, cũng là lên đường. Kỷ Tư Thanh thực lực, từ không cần phải nói. Mà Tiêu Tĩnh, chính là thủy thần thiên tôn truyền nhân, thực lực cũng là khá là không kém, ở Ngọc Liên cấm địa bên trong đi, đủ tự vệ. Diệp thần hít sâu một hơi, nhìn cái này phiến Ngọc Liên cấm địa thế giới, chỉ cảm thấy thiên địa cuồn cuộn minh minh, tinh thần sảng khoái, phương xa tựa hồ truyền tới tiếng người. Xem ra ở Ngọc Liên cấm địa bên trong, vậy cuộc sống không ít người, bọn họ hẳn là ngày xưa Ngọc Liên nữ đế dưới quyền con em, sau đó bởi vì thời không sụp đổ, bị kẹt ở chỗ này. Bọn họ mặc dù không ra được, nhưng người bên ngoài, thậm chí hắc ám khí tức, đều không cách nào ăn mòn đi vào, bọn họ vậy đủ để an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Cái này Ngọc Liên cấm địa, đối ngày xưa con em mà nói, không thể nghi ngờ là một khối thế ngoại đào nguyên. Nhưng cái này khối thế ngoại đào nguyên bình tĩnh khí tượng, nhưng là bị phong hỏa linh tổ một kiếm chảm phá. Đại mộ thần kiếm thần uy, vượt xa tưởng tượng. Một kiếm này, không chỉ là đem tất cả hắc ám, toàn bộ chém chết, thậm chí làm được toàn bộ Ngọc Liên cấm địa, thế giới các nơi, đều là truyền ra động đất vậy vang động, lòng người bàng hoàng. Diệp thần thu liễm hơi thở, một đường đi tới trước, quả nhiên liền thấy rừng núi tới giữa, cuộc sống rất nhiều tán tu và nhân tộc. Bọn họ diễn cảm, đều là mang kinh ngạc, hướng về phía trời đất bên ngoài, chỉ trỏ. Bởi vì tất cả hắc ám khí tức, đều bị phong hỏa linh tổ một kiếm chém chết, cho nên Ngọc Liên cấm địa bên ngoài, quanh quẩn vạn cổ không tiêu tan hắc ám dơ bẩn khí tượng, hoàn toàn tản đi, thiên địa khôi phục trong sạch, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Không biết phong hỏa linh tổ, ở địa phương nào? Còn nữa, vậy thanh liên chú thánh pháp, lại ở địa phương nào? Diệp thần trong lòng âm thầm thầm thì, bàn tay lại bấm ngón tay suy tính, định theo dõi sau lưng thiên cơ. Phong hỏa linh tổ chỗ, hắn không theo dõi đến,
nhưng mơ hồ tới giữa, tựa hồ suy tính đến một con đường sáng. Hắn dọc theo thiên cơ gợi ý phương hướng, không ngừng đi về trước bay vút. Theo dọc đường, Diệp Thần thấy được rất nhiều pho tượng, cũng chạm chỗ Ngọc Liên Nữ Đế hình dáng. Ngọc Liên Nữ Đế là mảnh thế giới này chí cao nắm giữ, truyền thuyết năm đó vì bảo vệ Ngọc Liên Thánh Địa mà hy sinh. Coi như ở Ngọc Liên Thánh Địa, biến thành hắc ám cấm khu sau đó, Ngọc Liên Nữ Đế ý chí, vậy đang bảo vệ mảnh thế giới này, phòng ngừa hắc ám dơ bẩn xâm lược, che chở con dân sinh tồn. Diệp Thần không ngừng bay vút, một đường chạy, dần dần, trời tối. Hắn xa xa thấy phía trước, có một tòa cũ nát đền. Ở đó đền phía trước trên quảng trường, thờ phụng một pho tượng. Vậy cũng không phải là Ngọc Liên Nữ Đế pho tượng, nhìn kỹ lại, chính là một người đàn ông, cả người tràn đầy quang minh khí tức thần thánh, thần linh uy nghiêm tràn ngập, để cho được vậy cũ nát đền, tựa hồ cũng thay đổi được huy hoàng liền đứng lên. Là Quang Thần Thiên Tôn pho tượng. Diệp Thần thấy nam tử kia pho tượng, nhất thời thất kinh. Hắn một mắt liền nhận ra, đó là Quang Thần Thiên Tôn pho tượng. Quang Thần Thiên Tôn thế tục tục danh, tên là Hoàng Sùng Quang, truyền thuyết lai lịch thân phận đặc biệt thần bí, cũng không ai biết hắn ở thành thần trước, rốt cuộc trải qua cái gì. Diệp Thần thấy trước mặt vậy đền, lại có thể không cung phụng Ngọc Liên Nữ Đế, mà là cung phụng Quang Thần Thiên Tôn pho tượng, dưới kinh ngạc, liền bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới. Vậy thần điện bên trong, có mấy cái thầy tế ở trúc đảo trước, còn có mấy cái người làm. Diệp Thần đến, để cho được vậy mấy cái thầy tế, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Một cái tuổi tác lớn nhất lão thầy tế, im lặng đứng dậy, hướng Diệp Thần hỏi, người nào? Diệp Thần nói, đi ngang qua lữ khách, muốn ở quý chỗ tá túc một đêm. Hắn nhìn về phía vậy Quang Thần Thiên Tôn pho tượng, mơ hồ tới giữa, bắt được một cổ đặc thù hơi thở. Cái này cổ hơi thở, lại có thể cùng Mộ Cung có liên quan. Chẳng lẽ nói, Quang Thần Thiên Tôn cùng Mộ Cung, vậy có liên quan gì sao? Diệp Thần trong lòng rất là tò mò, chỉ muốn lưu lại tìm tòi kết quả. Hắn tuy thừa kế Quang Thần Thiên Tôn đạo thống, nhưng đối với Quang Thần Thiên Tôn đời người sâu xa, nhưng là biết quá mức thiếu. Vậy lão thầy tế nghe được Diệp Thần mà nói, gương mặt yên lặng, thấp mi nói, xin hỏi tôn khách tên họ. Diệp Thần tạm thời im miệng, không trả lời được. Vậy lão thầy tế nói, ta nghe được Quang Thần Thiên Tôn thần dụ, tôn khách gọi là Diệp Thần sao? Diệp Thần vốn đang do dự, muốn không cần nói ra mình tên chữ, bây giờ nghe lão thầy tế điểm phá, trong lòng kinh ngạc hơn, ngược lại là chấn định rất nhiều, nói, đúng vậy. Vậy lão thầy tế thần sắc vẫn là yên lặng nghiêm túc, cũng không có gì chập chờn, từ từ nói, lúc đầu các hạ chính là đời này luân hồi người thừa kế, nghe đại danh đã lâu, bên ngoài hắc ám khốn khóa, là bị ngươi chém chết. Diệp Thần nói, không phải, ta còn không có thực lực mạnh như vậy. Vậy lão thầy tế nhướng mày một cái, bấm ngón tay tính toán, nói, phải không? Lại nói, đại giá ngươi đến chơi, là vì Thanh Liên chú thánh pháp tới. Diệp Thần nói, không dám, tại hạ chính là vì Thanh Liên chú thánh pháp tới, nếu như tiền bối biết công pháp kia rơi xuống, xin cho biết. Vậy lão thầy tế gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, nếu như ngươi là muốn cướp đoạt Thanh Liên chú thánh pháp, vậy ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, ngươi cướp được cũng không dùng, bởi vì căn bản không có thể luyện thành. Diệp Thần ngạc nhiên, tại sao? Lão thầy tế nói, tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp, trong lòng không thể có một chút nghĩ bậy cùng dục vọng, chỉ cần có một chút xíu nghĩ bậy tồn tại, cửa này thánh pháp liền không thể nào luyện thành, thậm chí có thể cắn trả tự thân. Năm đó, Quang Thần Thiên Tôn vậy muốn tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp, nhưng hắn thất bại. Vốn là, hắn là Nguyên Thiên Đế người làm, là Mộ Cung lúc ban đầu đệ tử, hắn là thế gian cái đầu tiên, đạt được Nguyên Thiên Đế chỉ điểm người. Hắn có tư cách trở thành chín thần mạnh nhất, nhưng hắn bởi vì tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp thất bại, gặp thảm cắn trả, thực lực suy yếu, cuối cùng lại bị Đà Đế cổ thần chung kết vận mệnh. Tìm căn nguyên cứu để, đều là bởi vì hắn năm đó, tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp thất bại. Môn công pháp này, là liền Quang Thần Thiên Tôn, đều không cách nào tu luyện thành công tồn tại, thế gian vậy cho tới bây giờ không có người có thể luyện thành, trừ Nguyên Thiên Đế. Bởi vì bất kể là người là thần, là yêu là ma, đều sẽ có nghĩ bậy cùng dục vọng tồn tại. Chỉ cần có nghĩ bậy cùng dục vọng, thì không thể luyện thành Thanh Liên chú thánh pháp. Trừ phi, là người trong truyền thuyết kia Nguyên Thiên Đế, hắn nghe nói là thế gian sinh ra luồng thứ nhất chí khôn, thật
thậm chí truyền thuyết hắn chính là chân lý cùng cuối cùng hóa thân. Có lẽ cũng chỉ có hắn, mới có thể chân chánh làm được vô dục vô cầu, tim như thanh liên tinh khiết. Diệp Thần nghe xong lão thầy tế một phen, đầu tiên là sửng sốt một tí, chợt con ngươi co rúc lại, một mặt kinh ngạc. Quang Thần Thiên Tôn, từng là Nguyên Thiên Đế người làm, vẫn là Mộ Cung lúc ban đầu đệ tử. Thanh Liên chú thánh pháp, Quang Thần Thiên Tôn vậy tu luyện qua. Diệp Thần rất là khiếp sợ, những thứ này cổ xưa bí mật, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Chẳng lẽ, Quang Thần Thiên Tôn còn thật cùng Mộ Cung có liên quan? Lão thầy tế nói, đúng vậy, Nguyên Thiên Đế sáng lập Mộ Cung lúc ban đầu sinh ra thời điểm, khoảng cách hiện tại đã là đặc biệt xa vời, so cửu thần thời đại còn muốn xa xôi, thậm chí lúc ấy chín thần đâu còn không ra đời. Thời đại kia, là cửu thần tranh bá thời đại, vô số cổ xưa thần linh, ở hỗn độn thời không bên trong chém giết đấu võ. Nguyên Thiên Đế đi ở hỗn độn thời không bên trong, hắn chứng kiến vô số thần linh vẫn diệt, hắn sáng tạo Mộ Cung. Lúc ban đầu là thần ma lăng mộ. Khi đó, hắn bên người có một người làm, chính là về sau Quang Thần Thiên Tôn. Bất quá, thời điểm đó Quang Thần Thiên Tôn, còn không thành công thần, hắn chỉ là một tên là Hoàng Sùng Quang người làm. Hắn đi theo Nguyên Thiên Đế, chứng kiến chư thiên thần minh giết hại cùng điên cuồng, vậy chứng kiến không không thời không ra đời, hắn cuối cùng đạt được Nguyên Thiên Đế chỉ điểm, chứng đạo thành thần, số là Quang Thần. Cái gọi là cửu thần thời đại. Lúc ban đầu chính là từ Quang Thần Thiên Tôn trên mình mở. Hắn có vô hạn tiềm lực, thậm chí có thống nhất toàn bộ không không thời không có thể. Nhưng tiếc là, hắn tiếp xúc tới Thanh Liên chú thánh pháp, muốn tu luyện, nhưng tiếc nuối thất bại, gặp cắn trả. Hắn vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, mất đi hùng bá chư thiên có thể, cuối cùng bị đà đế cổ thần chung kết. Diệp Thần nghe xong Quang Thần Thiên Tôn sâu xa bí mật, ánh mắt có chút hoảng hốt, suy nghĩ xuất thần. Hắn không nghĩ tới, Quang Thần Thiên Tôn lại có thể từng là Nguyên Thiên Đế người làm, thậm chí còn là Mộ Cung lúc ban đầu đệ tử. Sâu hơn tới, Quang Thần Thiên Tôn có vấn đỉnh trí cao, hùng bá chư thiên, thống nhất không không thời không có thể. Nhưng, bởi vì tu luyện Thanh Liên chú thánh pháp thất bại, Quang Thần Thiên Tôn mất đi cái này cơ hội. Vậy Thanh Liên chú thánh pháp, là liền Quang Thần Thiên Tôn, đều không cách nào luyện thành tồn tại, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Tiền bối, ta muốn cướp lấy Thanh Liên chú thánh pháp, cũng không phải là muốn mình tu luyện, chỉ là không muốn người khác đạt được. Diệp Thần hướng vậy lão thầy tế nói. Nếu như Thanh Liên chú thánh pháp, thật khó như vậy luyện mà nói, Diệp Thần không luyện cũng không sao. Nhưng, hắn tuyệt đối không thể để cho Thanh Liên chú thánh pháp, rơi vào Thiên Tâm lão tổ trong tay. Tuy nói liền Quang Thần Thiên Tôn cũng không luyện được công pháp, Thiên Tâm lão tổ có thể vậy không luyện được. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Thiên Tâm lão tổ luyện thành đâu? Diệp Thần tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn đem vậy Thanh Liên chú thánh pháp, cướp được bên trong tay mình, mới có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Vậy lão thầy tế nói như vậy, người từ đầu đến cuối vẫn là muốn cướp lấy Thanh Liên chú thánh pháp. Diệp Thần nói, đúng vậy. Vậy lão thầy tế yên lặng một hồi, lại thở dài một hồi. Chỉ Quang Thần Thiên Tôn pho tượng, nói, như muốn biết Thanh Liên chú thánh pháp rơi xuống, người liền đem bàn tay đè lên. Diệp Thần nói, Lúc này đưa bàn tay đè ở pho tượng nền móng trên. Vù vù. Làm Diệp Thần bàn tay đè lên, cả tòa Quang Thần điêu xem, liền toát ra một cổ sáng chói thần thánh ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bao phủ xuống, bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Thoáng chốc tới giữa. Diệp Thần cảm thấy chung quanh thời không vặn vẹo, thiên cơ nhớ lại. Trong hoảng hốt, hắn thấy được một bức cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái cô độc nam tử, đang mang một bộ phủ đầy cổ xưa minh văn quan tài đá, ở giữa trời đất chậm rãi tiến về phía trước. Nam tử này, tựa hồ chính là Quang Thần Thiên Tôn. Bộ kia quan tài đá, không biết bên trong là thứ gì, Diệp Thần chỉ nhìn một cái, thì có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, trong cơ thể luân hồi huyết mạch. Lại có thể cùng vậy quan tài đá mơ hồ đồng tình. Quang Thần Thiên Tôn nơi đi lại vậy phiến thiên địa, chắc là thần thiên giới, bất quá còn không có gặp khói lửa chiến loạn phá hoại. Hình ảnh chỉ kéo dài mấy giây thời gian, liền biến mất. Hình ảnh này, bộ kia quan tài đá, là cái gì? Diệp Thần rất là ngạc nhiên. Luân hồi chi chủ, người thấy được sao? Vậy lão thầy tế hỏi.
Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, mơ hồ tới giữa, nhưng ở mảnh thiên địa này phương xa, bắt được một món đặc thù hơi thở. Vậy tựa hồ chính là Thanh Liên chú thánh pháp hơi thở. Diệp Thần mới vừa dò ngó thấy hình ảnh, là Quang Thần Thiên Tôn khiêng quan tài độc hành hình ảnh. Tuy không biết bộ kia quan tài đá, rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng, ngày xưa Quang Thần Thiên Tôn hình ảnh, chính là một cái nhân quả đầu mối. Quang Thần Thiên Tôn tu luyện qua Thanh Liên chú thánh pháp, dựa vào cái đầu mối này, Diệp Thần ở trong sâu thẳm, cũng là rõ ràng bắt được Thanh Liên chú thánh pháp chỗ. Thấy được, Diệp Thần ánh mắt nhìn ra xa đền bên ngoài bầu trời. Ngay tức thì liền động phá trùng trùng không gian, thấy ở Ngọc Liên cấm địa trung ương nhất, là một tòa thành trì thật to, tên là Ngọc Liên Thành. Trong truyền thuyết Thanh Liên chú thánh pháp, ngay tại Ngọc Liên Thành bên trong. Ừ, người đi đi. Vậy lão thầy tế khẽ gật đầu, lại dùng thổn thức giọng, thật ra thì năm đó đem Thanh Liên chú thánh pháp, mang tới thần thiên giới người, cũng không phải là Ngọc Liên nữ đế, mà là Quang Thần Thiên Tôn. Diệp Thần, cái gì? Lão thầy tế nói, Quang Thần Thiên Tôn ở cực kỳ lâu trước kia, mang một bộ quan tài đá, một mình bước vào thần thiên giới. Vậy quan tài đá mai táng chi địa, thành thần thiên giới cấm địa, thần thiên giới bên trong, có rất ít người biết vậy cấm địa tồn tại. Sau đó, Ngọc Liên nữ đế cũng ở đây ta chỗ này, thấy được ngươi mới vừa thấy qua hình ảnh. Nàng ngược dòng thiên cơ, tra được vậy cấm địa chỗ, cũng đem Thanh Liên chú thánh pháp, từ trong cấm địa mang ra khỏi. Sau đó đưa đến thần thiên giới đại loạn. Không hề thiếu người ngoài suy đoán, Ngọc Liên nữ đế là bước vào không không lúc nào không, mang về Thanh Liên chú thánh pháp. Thật ra thì không phải vậy, cái này Thanh Liên chú thánh pháp, vẫn luôn ở thần thiên giới, chỉ là núp ở vậy quan tài đá cấm địa bên trong, cho tới bây giờ không người tiếp xúc qua, Ngọc Liên nữ đế là cái đầu tiên tiếp xúc người. Diệp Thần nói, bộ kia quan tài đá chứa đồ, chính là Thanh Liên chú thánh pháp sao? Lão thầy tế nói, không phải, vậy quan tài đá bên trong đồ. Rất thần bí, thôi, ta không dám nói bừa, ngươi nếu có duyên thấy vậy quan tài đá, tự nhiên biết rõ. Hôm nay bộ kia quan tài đá, phải cùng Thanh Liên chú thánh pháp, ở cùng một chỗ, ngươi đi đi. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ muôn vàn, khom người hướng vậy lão thầy tế thi lễ một cái, nói đa tạ tiền bối chỉ điểm, tại hạ cáo từ. Nói xong, Diệp Thần xoay người ra đền. Dựa theo nhân quả hơi thở phát ra phương hướng, đi về trước bay vút đi. Ô, đột nhiên, Diệp Thần nghe được sau lưng truyền tới nghẹn ngào tiếng gió. Hắn quay đầu vừa thấy, nhưng thấy được một màn kinh người. Mới vừa tòa kia cung phụng quang thần đền, lại có thể không thấy. Sau lưng hắn địa phương, trống trơn như vậy, nơi nào có cái gì đền, càng không có gì quang thần điêu xem và tế tự người. Hắn mới vừa thấy đồ, trải qua hết thảy. Tựa như chỉ là ảo tưởng tồn tại. Là ảo giác sao? Nhưng vì sao, lại chân thật như vậy? Diệp Thần trong lòng có chút ảo mộng, yên lặng hồi lâu, hồi tưởng mới vừa phát sinh hết thảy. Hắn không biết đó là chân thực còn là ảo giác, nhưng hắn đối Thanh Liên chú thánh pháp hơi thở bắt, không có sai. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm nội tâm nghĩ bậy, ngự gió chạy như bay. Việc cần kíp, chính là mau sớm đem vậy Thanh Liên chú thánh pháp. Cướp đoạt tới tay. Đang phi hành đồng thời, Diệp Thần vậy truyền ra ý chí, kêu gọi Kỳ Tư Thanh và Tiêu Tĩnh, bảo các nàng tới đây tập hợp. Một đường bay vút dưới, Diệp Thần rất nhanh ở lớn phương xa, thấy được một tòa thật to phồn vinh thành trì. Đó chính là Ngọc Liên cấm địa chủ thành, Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên cấm địa ngăn cách với đời, nhưng ở Ngọc Liên nữ đế dưới sự che chở, sản vật tài nguyên phong phú, như thế ngoại đào nguyên. Cuộc sống ở chỗ này các tu sĩ, sinh sôi nhiều năm, khí tượng cũng là 10 phần cường thịnh. Vậy Ngọc Liên Thành, ít nhất có ngàn vạn nhân khẩu. Diệp Thần vào được trong thành, liền thấy khắp thành tu sĩ, lòng người bàng hoàng, cũng đang nghị luận vậy tầng ngoài hắc ám phong tỏa, bị người chém chết chuyện. Đó là phong hỏa linh tổ danh tác, nhưng ở Ngọc Liên Thành bên trong, tự nhiên không người biết. Hắc ám phong tỏa giải trừ, cũng không có ai đi ra ngoài thế giới bên ngoài. Dẫu sao bọn họ ngăn cách với đời quá lâu, hôm nay bỗng nhiên mở cửa, nhân tâm xôn xao hỗn loạn, cũng không biết như thế nào cho phải. Hắc ám giờ bẩn tuy tản đi, nhưng chúng ta ngăn cách với đời lâu như vậy, cũng không biết ngoại giới nhân quả như thế nào. Đáng tiếc Ngọc Liên nữ đế đã sớm chết, nếu không, có nàng nắm giữ, chúng ta cũng không cần như vậy kinh hoàng bất an.
hôm nay chỉ có hướng Ngọc Liên nữ đế cầu nguyện, thỉnh cầu nàng chỉ dẫn. Rất nhiều tu sĩ lo sợ không yên bất an nghị luận, lại rối rít hướng một chỗ đi tới. Những tu sĩ kia chỗ đi chi địa, ở Ngọc Liên thành trung ương nhất, đó là một phiến được gọi là hủy diệt khu địa phương. Ở lúc ban đầu thời điểm, Ngọc Liên nữ đế còn không chết, bảo vệ Ngọc Liên thành. Nhưng sau đó, theo Ngọc Liên thánh địa bên ngoài hắc ám khí tức, càng ngày càng đậm hơn, thậm chí có ăn mòn Ngọc Liên thành nguy hiểm. Ngọc Liên nữ đế vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự bảo, hy sinh tự thân, bảo vệ Ngọc Liên thành trật tự. Nàng tự bảo địa phương, ngay tại Ngọc Liên thành trung ương chi địa. Hôm nay, cái này phiến trung ương chi địa, đã thành một phiến kinh khủng vực sâu phế tích, tràn đầy hủy diệt cùng hơi thở tử vong, được gọi là hủy diệt khu. Năm đó Ngọc Liên nữ đế, chính là ở chỗ này tự bảo, cùng những cái kia hắc ám nảy sinh mạnh mẽ ma vật, lấy mạng đổi mạng. Cho tới bây giờ, Ngọc Liên nữ đế còn có một chút ý chí lưu tích chữ, còn ở yên lặng che chở Ngọc Liên thành, chỉ bất quá vậy một chút ý chí, đã đặc biệt yếu kém, có hay không tự chủ ý thức, cũng rất khó nói. Mỗi lần Ngọc Liên nữ đế ý chí hiện ra, cũng có thể nói là hiển linh hiển thánh, đủ để ở Ngọc Liên thành bên trong đưa tới kinh thiên chập chờn. Hôm nay, Ngọc Liên thánh địa gặp gỡ này cùng biến cố, rất nhiều các tu sĩ, cũng quỳ xuống hủy diệt khu bên cạnh, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Ngọc Liên nữ đế có thể hiển linh, lần nữa là bọn họ chỉ điểm bến mê. Diệp thần cũng tới đến hủy diệt khu ra, liền thấy toàn bộ hủy diệt khu, đầu người chào chào, rất nhiều người đều ở đây quỳ xuống đất cầu nguyện, đốt nhang lượn lờ, một phiến chen chúc. Chỉ bất quá, Ngọc Liên nữ đế nhưng thủy chung không có hiển linh. Vậy hủy diệt khu hạch tâm, chính là một nơi hắc động vậy kinh khủng vòng xoáy vực sâu, u ám đen nhánh, hoàn toàn không thấy được vực sâu xuống cảnh tượng, chỉ mơ hồ nghe được, ở dưới vực sâu, thỉnh thoảng truyền ra một hồi ma vật gầm nhẹ. Năm đó Ngọc Liên nữ đế, ở chỗ này cùng ma vật lấy mạng đổi mạng, san bằng hắc ám. Năm tháng kinh niên, ở hủy diệt vực sâu chi địa, lại lần nữa nảy sinh ra hắc ám, bất quá ở Ngọc Liên nữ đế uy lực còn lại hạ. Những thứ này hắc ám không cách nào tàn phá đi ra, bị gắt gao phong tỏa ở dưới vực sâu. Ta muốn thanh liên chú thánh pháp, ở nơi này hủy diệt dưới vực sâu. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía vậy hủy diệt vực sâu, cũng là bắt được mãnh liệt nhân quả hơi thở chập chờn. Hắn mong muốn thanh liên chú thánh pháp, đang ở bên trong. Cái này hủy diệt vực sâu, phần đáy không gian vặn vẹo, trên thực tế không gian, sợ rằng có ngàn vạn dặm chu vi. Bất quá, bằng vào bén nhạy nhân quả cảm ứng, Diệp thần nhưng là tinh chuẩn bắt được, vậy thanh liên chú thánh pháp vị trí cụ thể. Hắn có lòng tin, chỉ cần hắn nhảy xuống vực sâu, là có thể lập tức đem thanh liên chú thánh pháp mang ra ngoài. Nhưng, ở hủy diệt khu bốn phía, nhưng là có rất nhiều Ngọc Liên thành cường giả, ở chấn thủ, duy trì trật tự. Nếu như Diệp thần tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ nổi lên va chạm. Trước chờ một chút hãy nói. Diệp thần không muốn gây thêm rắc rối, liền nhẫn nại ở tâm tình, yên lặng chờ, tìm tiến vào hủy diệt vực sâu cơ hội. Chỉ bất quá, những thủ vệ kia các cường giả, vẫn không có rời đi. Mà Ngọc Liên thành rất nhiều tu sĩ, tới dồn dập, quỳ xuống hủy diệt khu bên cạnh, không ngừng đốt nhang cầu nguyện, từ ban ngày kéo dài đến nửa đêm, số người vậy không có chút nào giảm thiểu, vẫn là chật chội cảnh tượng. Diệp thần thấy một màn này, chau mày. Hắn từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội. Lúc này, Kỷ Tư Thanh và Tiêu Tĩnh cũng nghe được hắn kêu gọi, chạy tới cùng hắn hội họp. Ở Kỷ Tư Thanh bên người, còn có một cái tay cụt hủy dung thiếu nữ. Cô gái kia cánh tay trái, đã bị kiếm khí chặt đứt, nàng che tay cụt lỗ hổng, nhưng là không ngừng chảy máu, máu tươi không ngừng từ nàng giữa kẽ ngón tay thấm vào nhỏ giọt xuống. Sắc mặt nàng, đã là một phiến trắng bệch, hết sức thống khổ. Tư Thanh, đây là người nào? Diệp thần thấy vậy tay cụt tàn phá nhan sắc thiếu nữ, lấy làm kinh hãi. Là ta ở trên đường đụng phải một cái cô gái, nàng bị đại mộ thần kiếm gây thương tích, bởi vì dung mạo quá mức xấu xí, chung quanh không người thay nàng chữa trị, ta gặp nàng đáng thương, liền đem nàng mang theo bên người. Kỷ Tư Thanh kéo tay của thiếu nữ, thanh âm khá là ôn nhu, lại hướng cô gái kia nói. Tiểu Liên, không cần sợ hãi. Đại ca ca này sẽ thay ngươi trị liệu. Chỉ Diệp thần. Ừ. Cái đó gọi Tiểu Liên thiếu nữ, nhẹ khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự ti hèn nhát, không dám ngẩng đầu xem Diệp thần, nhẹ giọng nói. Đại ca ca,
thật xin lỗi, ta khi còn bé không cẩn thận rơi vào hủy diệt khu, sau đó tuy bị người cứu ra, nhưng dung mạo đã bị ma vật hủy diệt, ta dung mạo 10 phần xấu xí, hy vọng không muốn hù được ngươi. Diệp Thần thấy Tiểu Liên gương mặt, tràn đầy gồ ghề ăn mòn dấu vết, xác thực như vậy là 10 phần xấu xí, hẳn là bị ma vật chua thực gây thương tích. Bất quá, nàng có thể từ ma vật trong tay việc xuống, chỉ là tàn phá nhan sắc, vận khí vậy coi là 10 phần tốt. Không có sao, chỉ ít ngươi còn sống, ta vì ngươi chữa trị là được. Diệp Thần mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về Tiểu Liên tay cụt. Từ vậy tay cụt chỗ vết thương, Diệp Thần cảm nhận được liền một cổ quen thuộc kiếm khí chập chờn, đó là đại mộ thần kiếm hơi thở, đủ để mai táng hết thảy. Hắn thiên cơ thấy rõ dưới, đã dòm ngó gặp tất cả. Lúc đầu, phong hỏa linh tổ một chiêu đại mộ thần kiếm, phá vỡ ngọc liên cấm địa hắc ám dơ bẩn. Vậy đại mộ thần kiếm, ở phá vỡ hắc ám sau đó, còn sót lại một chút thần uy, chém chết đến ngọc liên cấm địa bên trong. Ngọc liên cấm địa bên trong, cụm núi bể tan tành, ít nhất có mười mấy vạn người chết. Ngọc liên thành ở giữa rất nhiều y sư, đã sớm điều động, lao tới vùng khác, cứu chữa người bị thương. Thật may toàn bộ ngọc liên cấm địa, đều có ngọc liên nữ đế ý chí bảo vệ, hơn nữa vậy đại mộ thần kiếm, kiếm khí thần uy chỉ có một chút, không hề coi là quá mãnh liệt. Những cái kia người bị thương, còn có cứu vãn lại được có thể. Chỉ bất quá, Tiểu Liên bởi vì tướng mạo quá xấu xí, lại có thể không người là nàng chữa trị. Kỷ Tư Thanh cũng là hảo tâm, gặp nàng đáng thương, liền mang nàng trở lại, muốn gọi Diệp Thần xuất thủ trợ giúp chữa trị. Hôm nay Diệp Thần bát quái thiên đan thuật, so với trước kia đã lợi hại rất nhiều, muốn trị liệu Tiểu Liên, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiểu Liên nghe Diệp Thần chịu là nàng chữa trị, trong lòng lại là cảm kích, lại là vui sướng, nói, đa tạ ngươi, đại ca ca. Diệp Thần gặp cánh tay nàng máu chảy như suối, biết nàng thương thế nghiêm trọng, không thể kéo dài được nữa, lập tức liền muốn lập tức là nàng chữa trị. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời, bỗng nhiên truyền tới một đạo kinh khủng hơi thở, giống như là muốn táng diệt thiên địa. Toàn bộ hủy diệt khu, toàn trường tu sĩ, còn có những cái kia trấn thủ cường giả, cảm nhận được cái này cổ hơi thở, đều là thần sắc thay đổi. Ung ung, đi đôi với một hồi kinh thiên tiếng sấm, một cái cả người kiếm khí nổ tung, ác liệt như quân vương ông già, từ bầu trời hạ xuống, người này linh lực phun trào, khí thế bức người. Không phải người khác, chính là phong hỏa linh tổ. Phong hỏa linh tổ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vậy hủy diệt khu trung tâm hắc động vực sâu, lẩm bẩm chủ nhân mong muốn thanh liên chú thánh pháp, khẳng định liền ở phía dưới. Giọng nói rơi xuống, hắn liền hướng dưới vực sâu bay đi. Hủy diệt khu chung quanh trấn thủ các cường giả, thấy phong hỏa linh tổ bộ dáng kia, e sợ cho hắn quấy nhiễu liền ngọc liên nữ đế yên nghỉ, hét lớn. Hủy diệt vực sâu nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đến gần. Mấy chục cái trấn thủ cường giả, đồng loạt rút ra đao kiếm giết ra, ánh đao kiếm ảnh bay lượn, bện thành một tấm lưỡi dao sắc bén lưới lớn, ngăn trở phong hỏa linh tổ thân hình. Ha ha ha, các ngươi một bầy kiến hôi, vậy muốn ngăn trở ta. Phong hỏa linh tổ cười to, rút kiếm giết ra, kiếm khí như trời mộ chấn áp, thần ma ích dịch, chỉ một kiếm, liền đem vậy mấy chục cái trấn thủ cường giả, toàn bộ đánh lui. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, vậy mấy chục cái trấn thủ cường giả, không ít người tại chỗ máu tươi ói như điên, chết chết, bị thương tổn thương, hoàn toàn không phải phong hỏa linh tổ địch thủ. Phong hỏa linh tổ ngửa mặt lên trời cười to, tóc liều lĩnh, khí thế bừng bừng. Toàn trường tất cả tu sĩ, đều là rung động. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được thiên cơ, biết vậy phá vỡ hắc ám dơ bẩn người, chính là phong hỏa linh tổ. Xuy xuy xuy, hủy diệt khu bốn phương tám hướng, lại có ngàn trăm cái trấn thủ người, phóng tới, ánh mắt đều là mang cảnh giác cùng phải chết quyết đoán chi tâm. Phong hỏa linh tổ tuy mạnh lớn, nhưng bọn họ tình nguyện chết trận, cũng sẽ không mặc cho hắn ở chỗ này làm loạn. Còn dám tới chịu chết. Quấy rầy nhà ta kế hoạch của chủ nhân, các ngươi gánh vác nổi. Phong hỏa linh tổ ánh mắt lướt qua một chút che lấp, khua kiếm cuồng quét. Những cái kia liều chết xung phong đi lên trấn thủ các người, như gió bên trong bãi cỏ, nếu như con kiến hôi côn trùng, hoàn toàn không ngăn được phong hỏa linh tổ kiếm thế, vừa thấy mặt liền bị chém chết, máu tươi nội tạng văng tung tóe, đầy trời phiêu sái, toàn bộ hủy diệt khu rất nhanh hạ nổi lên mưa máu.
người này chính là ngày xưa Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, Phong Hỏa Linh Tổ. Hắn chính là đại mộ thần kiếm người chấp trưởng. Người này kiếm khí ác liệt, sợ là có thể một kiếm trong nháy mắt giết phổ thông tiên đế. Toàn trường tu sĩ thấy vậy, đều là kinh hoàng rung động, thiên cơ đồng tình dưới, bọn họ đã dòm ngó thấy Phong Hỏa Linh Tổ thân phận. Dám đánh loạn chủ nhân nhà ta bố trí, các ngươi đều phải chết. Phong Hỏa Linh Tổ cũng không có che giấu, vui vẻ cười to, khua kiếm chém lung tung giết lung tung, khí thế mười phần liều lĩnh. Cha! Đám người bên trong, Tiêu Tĩnh thấy Phong Hỏa Linh Tổ như vậy điên cuồng hình dáng, thân thể mềm mại run rẩy, đầu óc một phiến chỗ trống, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh nhìn nhau, trong lòng cũng là hoảng sợ. Thiên cơ thấy rõ dưới, bọn họ đã theo dõi đến, Phong Hỏa Linh Tổ nói chủ nhân, chính là Thiên Tâm Lão Tổ. Phong Hỏa Linh Tổ lại có thể quy thuận Thiên Tâm Lão Tổ, trở thành hắn nô bộc. Kỳ Tư Thanh chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào, Phong Hỏa Linh Tổ người thế nào, hắn cho dù chết, cũng không khả năng làm nô. Diệp Thần cũng là khiếp sợ, lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nói chẳng lẽ là thiên bia hiệu quả. Thiên bia vặn vẹo Phong Hỏa Linh Tổ ý chí, lại đem hắn đạo tâm trấn áp, để cho hắn trở thành nô lệ. Cha, đủ rồi. Tiêu Tĩnh cũng cảm nhận được không ổn, nội tâm đau buồn, phi thân xông ra ngoài, ngăn ở Phong Hỏa Linh Tổ kiếm phong trước mặt, khóc hét lớn. Phong Hỏa Linh Tổ chính là đại khai sát giới, điên cuồng như ma, bỗng nhiên thấy Tiêu Tĩnh xuất hiện, đó là giết thâm độc trong mắt, xuất hiện đờ đẫn vẻ, kiếm trong tay cứng ở giữa không trung. Yên tĩnh, Tĩnh Nhi, là ngươi. Phong Hỏa Linh Tổ giọng nói run rẩy, nhìn Tiêu Tĩnh, lại thấy được Tiêu Tĩnh phía sau cách đó không xa Diệp Thần các người. Tiêu Tĩnh khóc lóc nói cha, ngươi là đỉnh thiên lập địa đại tông sư, làm sao nhận Thiên Tâm Lão Tổ làm chủ nhân. Phong Hỏa Linh Tổ nói ta không có, chỉ là. Hắn muốn giải thích, nhưng ngũ quan bỗng nhiên vặn vẹo, lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, tay trái che đầu, tay phải đem kiếm ném xuống đất, hướng về phía Diệp Thần hét lớn. Luân hồi chi chủ, mau đem ta giết. Ta đúng là thành Thiên Tâm Lão Tổ nô bộc, ta ý thức đã dần dần bị lạc. Người mau giết ta. Nghe được Phong Hỏa Linh Tổ mà nói, Diệp Thần nội tâm chấn động. Toàn trường các tu sĩ, cũng là kinh ngạc không dứt, ánh mắt lại đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên mình. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lại có thể hạ xuống đến Ngọc Liên Thành. Diệp Thần ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng vùng vẫy ngay tức thì, cũng đã quyết đoán, rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm hướng Phong Hỏa Linh Tổ chém đi giết. Phong Hỏa Linh Tổ đã thành Thiên Tâm Lão Tổ nô bộc, ý thức dần dần bị lạc, cùng hắn hoàn toàn bị lạc, hắn liền sẽ lâm vào là cái xác biết đi, sát hại máy móc, sẽ không lại nhớ chuyện trước kia, chỉ sẽ là Thiên Tâm Lão Tổ làm việc. Diệp Thần không hề muốn thương tổn Phong Hỏa Linh Tổ, nhưng đương thời giây phút, hắn đã không có thời gian do dự. Đừng giết cha ta! Tiêu Tĩnh đầy nước mắt, động thân đi ra ngăn trở Diệp Thần kiếm. Diệp Thần thất kinh! Vội vàng thu kiếm lui về phía sau. Suy. Nhưng vào lúc này, một cái giả nua bàn tay, phá vỡ Tiêu Tĩnh thân thể, từ nàng tim trước xuyên thủng đi ra. Tim nàng, đều bị cái bàn tay kia bắt đi ra. Phốc đích một tiếng. Cái bàn tay kia, đem tim nàng bóp vỡ. Tiêu Tĩnh chỉ kịp quay đầu nhìn một cái, liền thấy Phong Hỏa Linh Tổ mặt dữ tợn bàng, uyển như dã thú vậy tàn bạo. Cha. Tiêu Tĩnh nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Chợt sức sống lưu tán, ngã xuống đất thành một cổ thi thể. Nàng chết. Phong Hỏa Linh Tổ bàn tay, từ sau lưng xuyên qua nàng thân thể, đem nàng tim cũng lấy ra tới bóp vỡ, thủ đoạn cực kỳ máu tanh hung tàn. Tiêu cô nương. Diệp Thần thấy một màn này luân lý làm người thảm kịch, bộ dạng sợ hãi kêu to. Phong Hỏa Linh Tổ lui về phía sau hai bước, đầu tiên là nhìn xem mình đầy tay máu tươi, lại nhìn xem Tiêu Tĩnh thi thể, trong tròng mắt như dã thú hung tàn ý niệm. Nhất thời kịch liệt rung rung. Rồi sau đó, cổ họng hắn bên trong phát ra một hồi nghẹn ngào, cái này cổ nghẹn ngào rất sắp biến thành tê tâm liệt phế kêu to hống khóc. Ha ha ha, ta giết chết Tĩnh Nhi, ta giết chết Tĩnh Nhi. Ta giết con gái ta giết con gái ta, ha ha ha. Phong Hỏa Linh Tổ cười to khóc lớn, giống như bị điên, như dã thú vậy xông ngang đánh thẳng, đụng ra đám người, nhảy rơi vào vậy hủy diệt vực sâu bên trong. Kêu khóc tiếng lại từ vực sâu hạ truyền lên,
mười phần khiếp người, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Không người nào dám ngăn trở hắn, toàn trường tu sĩ nghe được hắn gào khóc, mới biết hắn nơi giết chết người, chính là con cái mình. Đám người gương mặt cố, đều là kinh hãi, lại là mờ mịt, cũng không biết phong hỏa linh tổ, vì sao sẽ luân lạc tới như vậy bước. Ngọc Liên Thành ở giữa trấn thủ các cường giả, nhìn nhau, lập tức thì có mấy chục cái tinh nhuệ trấn thủ người, vậy nhảy vào vực sâu bên trong, đi truy tầm phong hỏa linh tổ. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Tiểu Liên ba người, thấy như vậy kinh biến, cũng là kinh hãi không thôi. Diệp Thần vào tới Tiêu Tĩnh thi thể bên người, muốn cứu chữa, nhưng hắn y thuật coi như lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể cứu sống một cổ thi thể. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Nhưng mà, vào lúc này, Tiêu Tĩnh thi thể, nhưng truyền ra một hồi tiếng nước chảy. Rồi sau đó, một màn kinh người xuất hiện, Tiêu Tĩnh thi thể, lại có thể hóa thành từng cái một ngâm nước, đi trên bầu trời đi lên, phiêu tán ở bầu trời đêm ánh trăng bên trong, dần dần không gặp bóng dáng. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, Diệp Thần trong ngực thi thể, liền toàn bộ hóa thành ngâm nước bay lên không. Là Thủy Thần Thiên Tôn che chở. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn biết Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, một mực ở sau lưng che chở Tiêu Tĩnh, hôm nay Tiêu Tĩnh chết đi, có thể cũng sẽ không thật vẫn diệt, Lạc Thanh Ly sẽ ban cho nàng tân sinh. Thủy Thần Thiên Tôn tiếp nàng đi rồi chưa? Kỷ Tư Thanh đi tới Diệp Thần bên người. Nhìn trong bầu trời đêm dần dần phiêu tán ngâm nước, ánh mắt mang theo một chút mê ly. Không biết, hy vọng nàng còn có thể sống được. Diệp Thần than thở một tiếng, thử nghiệm câu thông Thủy Thần Thiên Tôn, nhưng không có được đáp lại. Kỷ Tư Thanh nói, không nghĩ tới phong hỏa linh tổ như vậy tàn bạo, lại có thể liền mình con gái ruột cũng giết, xem ra hắn đã bị lạc quá sâu, thật sắp lâm vào là một cái sát hại máy móc. Diệp Thần phẫn hận nói, sai không ở hắn. Đều là Thiên Tâm lão tổ vậy lão tạp mau sai. Kỷ Tư Thanh nói, ừ, ta đi vực sâu phía dưới xem, người trước chữa khỏi Tiểu Liên, xuống lần nữa tới cùng ta hội hợp. Dứt lời, Kỷ Tư Thanh cũng không cùng Diệp Thần đáp lại, trực tiếp nhảy đến hủy diệt trong vực sâu đi. Tư Thanh, Diệp Thần kêu một tiếng. Đại ca ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Liên nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay. Trong tròng mắt tràn đầy bi thảm thống khổ. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy nàng tay cụt, phía trên lưu lại lớn mộ kiếm khí, đã bắt đầu phát tác, thậm chí có thể ăn mòn nàng tâm mạch. Một khi tim bị ăn mòn, nàng sẽ bị hoàn toàn mai táng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có sao, không sợ, ta trước vì ngươi chữa trị. Diệp Thần thấy Tiểu Liên bộ dáng này, cũng chỉ tốt trước cho nàng trị liệu. Kỷ Tư Thanh nhảy xuống vực sâu. Một thân một mình, không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Diệp Thần mười phần lo âu, nhưng suy nghĩ Kỷ Tư Thanh là vận mệnh chủ, thậm chí toàn lực bùng nổ nói, có thể điều động một chút nhân quả luật lực lượng, liền Diệp Lâm Uyên cái loại này chính xác tiên đế đều có thể giết chết, muốn đến ở dưới vực sâu, vậy đủ để tự vệ. Diệp Thần thoáng chấn định tâm thần, liền dẫn Tiểu Liên đi chữa trị. Hắn luân hồi chi chủ thân phận, đã hiển lộ. Ngọc Liên Thành bên trong. Mấy cái tầng chót trưởng lão, tự mình ra nghênh tiếp, ngay tại hủy diệt khu vùng lân cận đạo tràng bên trong, là Diệp Thần chuẩn bị cái gian phòng. Diệp Thần mang Tiểu Liên, đi tới đạo tràng trong phòng, hai người ngồi xếp bằng. Bàn tay hắn, để ở Tiểu Liên sau lưng tim, bát quái thiên đan thuật ánh sáng tách thả ra, bơm vào đến Tiểu Liên trong cơ thể. Vù vù, ở nơi này cổ tia sáng bơm vào hạ, Tiểu Liên vết thương, lập tức cầm máu giảm đau. Đa tạ ngươi, đại ca ca. Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, mặt tái nhợt cho, cũng là khôi phục một chút đỏ thắm, quay đầu hướng Diệp Thần cười nói cảm ơn. Nàng bởi vì tàn phá nhan sắc, nụ cười này mười phần xấu xí đáng sợ, nhưng Diệp Thần cũng không ngại, cũng không có lộ xảy ra cái gì chê thần sắc, ôn hú mỉm cười đáp lại, không có sao, một cái nhấc tay thôi, không cần cảm ơn. Hắn tiếp tục thi triển bát quái thiên đan thuật, là Tiểu Liên chữa trị. Bên ngoài phòng bên, mười phần yên lặng. Hủy diệt khu đã khởi động canh gác, đem tế tự cầu nguyện các tu sĩ, toàn bộ đuổi ra ngoài, chung quanh không có một bóng người. Đồng thời, Ngọc Liên Thành các cao tầng, lại từ bốn phương tám hướng, tập trung tinh nhuệ cường giả tới đây, tùy thời chuẩn bị cùng phong hỏa linh tổ quyết tử chiến một trận. Phong hỏa linh tổ chính là tiên đế cấp cường giả, lại chấp trưởng đại mộ thần kiếm, tu vi chân thực quá mức khủng bố,
Ngọc Liên Thành rất nhiều các cao tầng, đều là lo lắng bất an, hoàn toàn không có nắm chắc. Rất nhiều nhân vật cao tầng, tầng chót trưởng lão, cũng canh giữ ở Diệp Thần bên ngoài phòng mặt. Hiện tại, Diệp Thần là bọn họ hy vọng duy nhất. Luân hồi chi chủ, luôn là có thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ vậy hy vọng, Diệp Thần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, tru diệt phong hỏa linh tổ. Nếu không, phong hỏa linh tổ như vậy điên cuồng, nếu là để cho hắn tiếp tục ở lại Ngọc Liên Thành, đối Ngọc Liên Thành mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa. Trong gian phòng, Diệp Thần là Tiểu Liên chữa trị, chỉ tốn nửa giờ, liền chữa khỏi cánh tay nàng thương thế. Tiểu Liên tay cụt vết thương kết vảy, rất nhanh liền khép lại dụng, nhưng gãy mất cánh tay, nhưng là không có biện pháp lại mọc ra. Nếu như là giống vậy tay cụt, Diệp Thần dựa vào bát quái thiên đan thuật, tự nhiên có thể làm hắn sống lại. Nhưng, Tiểu Liên cánh tay, là bị đại mộ thần kiếm chặt đứt, vậy cổ kinh khủng táng diệt hơi thở, cho dù là Diệp Thần, cũng khó mà tiêu trừ, chỉ có thể thay nàng tự chữa vết thương. Tốt! Diệp Thần buông để ở Tiểu Liên sau lưng bàn tay, nói. Tiểu Liên nhìn mình tay cụt, đoạn khẩu chỗ đã đổi được 10 phần bóng loáng, không có một chút vết thương vết sẹo, thật giống như nàng trời xanh chính là tay cụt. Nàng ngẩn ngơ, ánh mắt khá là phức tạp, cuối cùng quay đầu hướng Diệp Thần nói, đa tạ đại ca ca. Diệp Thần cười nói, người ngắm nghía trong gương. Bàn tay một chảo, hội tụ trong hư không hơi nước, hóa ra một mặt thủy kính. Tiểu Liên nhìn về phía trong kính mình, nhất thời ngây dại. Bởi vì, nàng thấy, trên mặt mình ăn mòn vết sẹo, toàn bộ biến mất không thấy. Nàng vốn là bị hủy dung, nhưng hiện tại, nàng dung mạo, đã lần nữa khôi phục. Trong gương, là một tấm tinh xảo gương mặt thanh tú, da thịt tràn đầy thiếu nữ sáng bóng. Lúc đầu Diệp Thần ở thay nàng chữa trị tay cụt vết thương đồng thời, vậy là nàng chữa trị tàn phá nhan sắc. Cùng đại mộ thần kiếm khủng bố sát phạt so sánh, Tiểu Liên điểm này tàn phá nhan sắc, dĩ nhiên là không đáng giá để ra. Diệp Thần xua tan hết nàng gương mặt bên trong ẩn chứa ma vật hơi thở, lại thoáng tự chữa nàng da thịt, liền để cho nàng thoát khỏi hủy dung khốn khổ, lần nữa khôi phục đẹp. Tiểu Liên nhìn trong gương xinh đẹp mình, đờ đẫn ngẩn ra, sau đó mừng đến chảy nước mắt, khóc hướng Diệp Thần nói, đại ca ca, đa tạ ngươi. Nàng cánh tay trái tuy đoạn, nhưng tướng mạo khôi phục, nội tâm vui sướng tình, là hơn xa bi thương. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này, ta phải đi vực sâu phía dưới. Tiểu Liên biết, Diệp Thần là muốn đi tìm Kỳ Tư Thanh, hỏi, đại ca ca, ta có thể đi theo cùng đi không? Diệp Thần nói, không cần, phía dưới rất nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này liền tốt. Tiểu Liên không biết làm sao, cũng biết mình tu vi không đủ, có chút tiêu nghỉu nói, được rồi, thật xin lỗi, đại ca ca, ta không giúp được ngươi cái gì. Diệp Thần nói, không sao, ta cứu ngươi, cũng chỉ là một cái nhấc tay, không cần ngươi hồi báo, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, Diệp Thần liền ra gian phòng. Hắn trong lòng tưởng nhớ Kỳ Tư Thanh, chỉ muốn lập tức đến hủy diệt dưới vực sâu, cùng Kỳ Tư Thanh hội hợp. Hắn vừa đi ra khỏi gian phòng, Ngọc Liên Thành rất nhiều cao tầng cùng trưởng lão, liền rối rít vây lại, hướng hắn thi lễ. Luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu. Luân hồi chi chủ, hôm nay ta Ngọc Liên Thành, gặp vạn cổ không có thay đổi cố, còn xin ngươi nhất định phải hỗ trợ ra tay giải quyết. Vậy phong hỏa linh tổ quá mức hung hãn, ta xem hắn đã rơi vào ma đạo, chúng ta đã khẩn cấp phái người, đi Tử Hoàng Thiên Cung bên kia báo tin. Bất quá, Tử Hoàng Thiên Cung còn không có câu trả lời, hôm nay thời gian không đợi người, chỉ mong lão nhân gia ngươi có thể tự mình ra tay, thừa dịp còn sớm tru diệt phong hỏa linh tổ vậy ma đầu. Rất nhiều cao tầng rối rít hướng Diệp Thần cầu cứu. Diệp Thần hơi có chút phiền lòng, nói các vị không cần kinh hoàng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đám người cao tầng nghe được Diệp Thần chịu ra tay, đều là đại hỷ, tất cả loại nịnh hót sùng bái thanh âm, không ngừng truyền hướng Diệp Thần, tán tụng luân hồi vĩ đại. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không cần phải nói như thế nhiều, các ngươi thay ta chăm sóc kỹ trong phòng ta cái cô gái đó. Đám người cao tầng nói, Diệp Thần gật đầu một cái, liền sải bước đi suốt đạo trận, đi tới hủy diệt khu hạch tâm, trực tiếp hướng phía dưới vực sâu nhảy xuống. Đang nhảy hạ vực sâu trước, Diệp Thần quay đầu nhìn một cái, liền thấy hắn mới vừa chỗ ở đạo tràng, lại có một đạo màu xanh thần mang phóng lên cao, như một bụi thanh liên tạo ra trời, toát ra vô cùng nguy nga khí tượng.
Bất quá cái này cổ khí voi, ở Diệp Thần nhảy xuống vực sâu sau đó, liền không thấy được. Thanh Liên chống trời, hào hùng như vậy khí tượng, chẳng lẽ là Ngọc Liên nữ đế hiển linh? Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán, nếu như Ngọc Liên nữ đế hiển linh, vậy hắn thì ung dung nhiều, không cần một người đối mặt Phong Hỏa Linh Tổ. Phong Hỏa Linh Tổ là tiên đế cấp nhân vật lớn, hơn nữa chấp trưởng đại mộ thần kiếm, thần uy chân thực quá mức khủng bố. Diệp Thần trực diện hắn mà nói, áp lực vẫn là vô cùng to lớn. Tư Thanh, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần đi tới dưới vực sâu, liền thấy bốn phía một phiến hắc ám, cái gì vậy không thấy được, các loại nhân quả hơi thở, cũng là bị một tầng mịt mờ sương mù dày đặc bao phủ, khó mà cảm ứng bắt được. Diệp Thần một bên ở trong lòng, kêu gọi Kỳ Tư Thanh tên chữ, một bên đi tới trước. Hắn hội tụ ra một món thánh quang, xua tan chung quanh hắc ám, dè đặt đi tới trước. Tiến về trước không tới một khoảng cách, Diệp Thần liền thấy trên mặt đất, nằm mấy cổ thi thể, đều là Ngọc Liên Thành bên trong trấn thủ các cường giả. Xem bọn họ trên thi thể vết thương, tràn đầy táng thiên diệt đất đáng sợ kiếm khí chập chờn, cũng biết bọn họ là bị Phong Hỏa Linh Tổ giết chết. Diệp Thần trong lòng khá là ngưng trọng, tiếp tục đi tới trước, lại thấy một cổ thi thể, phía trên hiện đầy hắc ám dơ bẩn con ròi, muốn đến là bị vực sâu xuống ma vật giết chết. Cái này phiến vực sâu lòng đất, có không thiếu ma vật hoành hành, khá là hung hiểm. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần tu vi, phổ thông ma vật, là không thể nào thương tổn tới hắn. Ở chỗ này, hắn phải đề phòng, chỉ có Phong Hỏa Linh Tổ một người. Theo Diệp Thần không ngừng tiến về phía trước, hắn vậy dần dần thích ứng vực sâu hơi thở, có thể bắt được một chút nhân quả khí lưu biến hóa. Hắn mơ hồ tới giữa, bắt được Kỳ Tư Thanh chỗ, liền nhanh chóng dọc theo cái này cổ hơi thở, truy tìm đi qua. Kỳ Tư Thanh vẫn không có đáp lại hắn, rất có thể chuyện gì xảy ra bất ngờ. Diệp Thần trong lòng tràn đầy lo âu, một đường nhanh chóng đi tới trước. Hống! Lúc này, một bên trong bóng tối, nhưng truyền ra tiếng gầm gừ. Chỉ gặp mấy đầu không thể danh trạng ma vật, từ trong bóng tối lao ra, như ác quỷ vậy hướng Diệp Thần nhào tới. Tự tìm cái chết! Diệp Thần tiện tay thúc giục quang mộ đạo pháp, từng đạo thánh quang phù văn tự nhiên ra, như thiên thần đóng dấu, chân áp xuống đi. Vậy mấy đầu ma vật, vừa tiếp xúc với Diệp Thần phát ra thánh quang phù văn, lập tức hét thảm lên, thân hình hóa thành hắc vụ tiêu tán. Ở tiêu diệt vậy mấy đầu ma vật sau đó, Diệp Thần dọc theo Kỳ Tư Thanh hơi thở phát ra phương hướng, tiếp tục đi tới trước. Dần dần, dưới chân hắn con đường, hai bên xuất hiện một cái bộ xương khô xương trắng, một chút xíu quỷ hỏa nhảy lên, trong không khí tràn ngập đè nén bầu không khí. Ở vô tận hắc ám cùng xương trắng bên trong, hắn rốt cuộc thấy được Kỳ Tư Thanh bóng người. Kỳ Tư Thanh đứng ở một nơi vách núi trước, nhìn một bức bích họa, suy nghĩ xuất thần. Tư Thanh. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, nhưng Kỳ Tư Thanh không có trả lời, tựa hồ hoàn toàn bị vậy bích họa hấp dẫn, hắn vậy lật đật đi lên. Chỉ gặp Kỳ Tư Thanh ánh mắt, mang mê ly cùng kinh ngạc, còn có một chút mãi mãi thâm thúy, ngắm nhìn vậy bích họa. Đây là... Diệp Thần dọc theo Kỳ Tư Thanh ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp bức kia bích họa, là một cái tiên phong đạo cốt ông già, tóc trắng râu dài, hai tròng mắt tựa như hàm chứa vô biên trí khôn, nhìn thấu thế gian hết thảy mê mang. Khi thấy cái này ông lão thời điểm, Diệp Thần trong lòng, cảm thấy vô cùng yên lặng. Cái này ông già, tựa như đại biểu trí cao trí khôn, người bình thường chỉ là ngắm nhìn hắn bóng người, có thể có được vô biên ban phúc cùng cảm ngộ. Cái này bức bích họa, tựa hồ là quang thần thiên tôn lưu lại. Bởi vì, làm Diệp Thần đưa mắt nhìn vậy bích họa đường cong thời điểm, có thể bắt được ngày xưa quang thần thiên tôn hoàng sùng quang hơi thở. Thần thánh chói lọi, để cho cái này bức bích họa càng nhiều hơn một phần thánh khiết vô thượng ý vị. Ở bích họa một bên, khắc Nguyên Thiên Đế ba chữ. Cái này lại là mộ cung chủ nhân, Nguyên Thiên Đế bức họa. Diệp Thần kinh hãi. Càng để cho hắn khiếp sợ, chính là vậy Nguyên Thiên Đế tướng mạo, lại có thể và hắn 10 phần tương tự. Cái này Nguyên Thiên Đế, tựa như chính là già đi Diệp Thần. Đây là, Nguyên Thiên Đế bức họa. Già đi ta. Diệp Thần rợn cả tóc gáy. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy thời không, vận mệnh, đi qua, tương lai, các loại nhân quả biến hóa, như tơ tuyến vậy xen lẫn, như sương mù dày đặc vậy cuồn cuộn, làm người ta không đoán được. Kỳ Tư Thanh ngắm nhìn bích họa, cũng là hoàn toàn chìm đắm vào liền đi vào. Bởi vì nàng vậy nhìn ra,
cái này Nguyên Thiên Đế tướng mạo, và Diệp Thần đặc biệt tương tự, chính là giả đi Diệp Thần. Đây là trùng hợp, vẫn là vận mệnh. Kỷ Tư Thanh không nghĩ ra, Diệp Thần vậy không nghĩ ra. Hiện ra vẻ khiếp sợ tâm tình, Diệp Thần nhẹ nhàng tiến lên, vuốt ve bích họa. Làm hắn đầu ngón tay, từ bích họa đường cong trên lướt qua, vách núi rắc rắc sát một hồi lay động, bích họa rạn nứt, hóa thành bụi bậm, hoàn toàn phong hóa tản đi. Diệp Thần thấy bích họa phong hóa tiêu tán, Kỷ Tư Thanh cũng là đột nhiên thức tỉnh, quay đầu nhìn Diệp Thần, một nhóm nước mắt từ khóe mắt nàng thượng lưu chảy xuống tới. Nàng lại có thể khóc. Không có chuyện gì. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Tư Thanh, nội tâm mười phần bất an. Truyền thuyết kia ở giữa Nguyên Thiên Đế, chính là tương lai ngươi sao? Kỷ Tư Thanh dù gì nói. Ta không biết, Nguyên Thiên Đế là đi qua người, lại tại sao có thể là tương lai ta? Diệp Thần cũng là mê mang, hắn cùng Nguyên Thiên Đế tướng mạo tương tự, đây tuyệt đối không thể nào trùng hợp. Cái này sau lưng, tất nhiên có động trời nhân quả số mệnh. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, hôm nay chúng ta, còn không tư cách tiếp xúc loại tầng thứ này bí mật, tìm được trước Thanh Liên chú Thánh Pháp nói sau. Diệp Thần khẽ vuốt ve Kỷ Tư Thanh tóc, lại thay nàng lau sạch nước mắt, nói. Ừ, Kỷ Tư Thanh chăn thủ nhẹ một chút, tuy biết đạo Nguyên Thiên Đế sau lưng nhân quả, nhất định là long trời lở đất, nhưng hôm nay, nàng và Diệp Thần, đều không tư cách đi theo dõi những cổ xưa kia bí ẩn. Hiện tại trọng yếu nhất, liền là tìm ra Thanh Liên chú Thánh Pháp, giải quyết nơi đây nhân quả, sau đó để cho Diệp Thần toàn lực đánh vào thiên huyền cảnh. Cùng ta tới. Diệp Thần kéo Kỷ Tư Thanh tay, đi về phía trước. Hắn trước đây đụng chạm qua Quang Thần Thiên Tôn pho tượng, đã sớm biết Thanh Liên chú Thánh Pháp chỗ. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa Thanh Liên chú Thánh Pháp tọa độ, chú ý đi về phía trước vào. Dọc theo đường đi, Diệp Thần vậy đụng phải hết mấy Ngọc Liên Thành bảo vệ cường giả. Bọn họ đang đuổi bắt phong hỏa linh tổ, biết rõ không đánh lại, nhưng cũng là không sợ chết, thề phải bảo vệ Ngọc Liên Thành an toàn. Còn như phong hỏa linh tổ ở nơi nào, bây giờ còn chưa người tìm được. Những cái kia bảo vệ cường giả, thấy Diệp Thần sau đó, đều vô cùng cung kính thi lễ, lại muốn và Diệp Thần hành động chung. Diệp Thần dĩ nhiên là từ chối, chỉ mang Kỷ Tư Thanh, dè đặt tiến về phía trước. Cái này phiến hủy diệt vực sâu, từ bên ngoài nhìn, thật ra thì cũng không lớn, nhưng nội bộ không gian vặn vẹo, đưa đến cái này phiến vực sâu, thực tế diện tích rộng vô cùng hào phóng. Chu vi có chừng ngàn vạn dặm. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh một đường bay vút, cũng là đi ước chừng triệu dặm đường, mới rốt cuộc đã tới Thanh Liên chú Thánh Pháp ở địa phương đó. Đây là một nơi đặc biệt cổ xưa tế đàn, chung quanh đống xương trắng tích, trên đất chảy xuôi máu đen, tất cả ma vật hoành hành trong đó. Những thứ này ma vật gầm thét, lẫn nhau dây dưa chém giết, cũ ma vật chết đi, mới ma vật lại từ hư không trong khe hở sản sinh ra tới. Ở phía trên tế đàn, để một cái cổ xưa quan tài đá, phía trên khắc vô số phức tạp thần bí minh văn. Quan tài đá khép kín, không biết bên trong đựng chút gì, nhưng Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, mình luân hồi huyết mạch, lại có thể cùng quan tài đá đổ vật bên trong, sinh ra một cổ đặc thù đồng tình. Rất nhiều ma vật, muốn xông về quan tài đá, tựa hồ cũng ở đây mơ ước quan tài đá bên trong vật. Nhưng, ở quan tài đá bên cạnh trong bùn đất, sinh trưởng một bụi thanh liên. Vậy một bụi thanh liên, thả ra màu xanh tiên quang, linh hà nhô lên, mơ hồ tạo thành một tầng bảo vệ, đem tất cả ma vật, toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Chính là bởi vì có bụi cây này thanh liên bảo vệ, bộ kia thần bí quan tài đá, mới không có bị đánh vào. Những cái kia ma vật, vô luận như thế nào tàn phá, cũng không cách nào đột phá thanh liên tiên khí bảo vệ. Thanh liên tiên khí nhộn nhạo, lại mơ hồ ở trong hư không, buộc vòng quanh phiến phiến phủ văn. Vậy phiến phiến phù văn, tụ lại, chính là một môn đặc biệt thâm ảo công pháp, là cổ xưa thần thuật, tam thập tam thiên thần thuật một trong, thanh liên chú thánh pháp. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, nhìn vậy một bụi thanh liên khí tượng, đều là kinh ngạc. Lúc đầu thanh liên chú thánh pháp, ở nơi này. Diệp Thần nhìn trong hư không phù động phù văn, chỉ cần đem thanh liên tháo xuống, hắn có thể có được thanh liên chú thánh pháp. Mặc dù, cái này thanh liên chú thánh pháp hết sức phức tạp. Liền năm đó Quang Thần Thiên Tôn, vậy không có thể luyện thành, thậm chí gặp cắn trả. Nhưng, Diệp Thần mục đích, cũng không phải là muốn tu luyện Thanh Liên chú Thánh Pháp, hắn chỉ là muốn đem cửa này thần thuật, cướp được tay, không để cho Thiên Tâm Lão Tổ bắt được.
Như vậy thứ nhất, hắn là có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thần thánh sách, ích dịch vạn ma, cho ta trấn áp. Diệp Thần mắt nhìn chung quanh tàn phá bừa bãi ma vật, bước ra một bước, cả người quang minh huyền lực nổ, lập tức thi triển ra thần thánh sách. Vù vù, thánh khiết vinh dự cuốn sách, từ Diệp Thần trên đỉnh đầu nổi lên. Làm cái này cuốn thần thánh sách xuất hiện, hào hùng thánh quang, chính là tràn ra đi. Những cái kia tàn phá bừa bãi ma vật, gặp phải thánh quang đánh vào cùng tẩy rửa, rối rít phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ liền tan thành mây khói, hóa thành khói đen tiêu tán đi, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần thần quang minh uy. Diệp Thần phát hiện, ở chỗ này, thần thánh sách uy lực, xa so bên ngoài lợi hại hơn. Hiển nhiên, quang thần thiên tôn đã từng tới nơi này, chỗ này còn lưu lại quang thần thiên tôn khí tức viễn cổ. Cho nên, Diệp Thần quang minh đạo pháp, thần thánh sách, uy lực cũng là đổi được lợi hại hơn. Thanh liên chú thánh pháp, còn có bộ kia thần bí quan tài đá, đều là ngày xưa quang thần thiên tôn mang tới. Ở thần thánh sách dưới sự xung kích, tất cả ma vật chết hết sức. Diệp Thần ánh mắt, nhìn xem thần bí kia quan tài đá, lại nhìn xem bụi cây kia thanh liên, tâm tình cũng có điểm kích động. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, khom người hái thanh liên. Suy rồi. Nhưng đột nhiên, một đạo kinh khủng táng diệt kiếm khí, từ bên ngoài chém chết tới đây, giết phá hư không, thế đạo vô cùng ác liệt, chém thẳng Diệp Thần. Chú ý! Kỷ Tư Thanh lấy làm kinh hãi, lập tức sử dụng chu tước kiếm, muốn đón đỡ vậy đạo táng diệt kiếm khí. Nhưng, kiếm khí kia ác liệt vô cùng, chém ngang tới đây, đang đích một tiếng, liền đem nàng trường kiếm đánh bay, uy lực còn lại không giảm, vẫn là chém về phía Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh phi kiếm rơi xuống đất, chỉ cảm thấy bàn tay cổ tay tê dại, quay đầu nhìn kiếm khí kia chém tới phương hướng, trong đầu nghĩ, phong hỏa linh tổ tới. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng kiếm khí tiếng xé gió, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Một kiếm này mười phần ác liệt, lại mang theo kinh khủng táng diệt hơi thở, hiển nhiên là phong hỏa linh tổ bút tích. Thiên quân phong thần bia, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng thiên quân phong thần bia, trực tiếp làm tấm thuẫn, ngăn cản phong hỏa linh tổ kiếm khí. Đinh! Phong hỏa linh tổ kiếm khí, chém ở thiên quân phong thần bia phía trên, đem bia trên đá rất nhiều đen nhánh cấm chế xích sắt, cũng chém cắt đứt. Mượn thiên quân phong thần bia ngăn cản, Diệp Thần cũng không có bị thương, nhưng vậy cảm thấy cả người chấn động, tạng phủ run rẩy. Phong hỏa linh tổ một kiếm oai, lại khủng bố như vậy. Bất quá, thấy thiên quân phong thần bia phía trên, không hề thiếu cấm chế xiềng xích bị chém đứt, Diệp Thần trong lòng cũng là khẽ động. Hắn sớm có được thiên quân phong thần bia, nhưng cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, chính là bởi vì là phía trên tồn tại hắc ám cấm chế. Ở Diệp Thần không ngừng dưới cố gắng, những cái kia hắc ám cấm chế, cũng chỉ là giải khai liền bộ phận, còn phần lớn cấm chế, không có giải khai. Nhưng hiện tại, mượn phong hỏa linh tổ kiếm khí, có lẽ có thể đem thiên quân phong thần bia còn dư lại cấm chế, toàn bộ chặt đứt. Đây chính là thiên quân phong thần bia sao? Lại có thể chống đỡ ta một kiếm, không tệ, không tệ. Hậu phương hắc ám bên trong, truyền ra một đạo kinh nghi khen ngợi thanh âm. Một đạo thân ảnh già nua, cả người kiếm khí nổ, cầm kiếm từ trong bóng tối đi ra, chính là phong hỏa linh tổ. Phong hỏa linh tổ ánh mắt, sắc bén như ưng chuẩn, nhưng con người đỏ tươi, mang cực hạn đau thương ý, trên gương mặt cũng có máu nước mắt dấu vết. Đích thân hắn giết chết con cái mình, tâm tình có thể tưởng tượng được. Phong hỏa linh tổ, người tới. Diệp Thần thấy hắn ánh mắt, cũng biết hắn vẫn chưa có hoàn toàn bị lạc, còn cất giữ một chút ý thức, nếu không, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Diệp Thần, tránh ra, đem vậy thanh liên chú thánh pháp, nhường cho ta thôi. Phong hỏa linh tổ ánh mắt bi thương, nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần sau lưng thanh liên phía trên. Vậy một bụi thanh liên, thần quang lững lờ, hà thải tràn ngập, phù văn xen lẫn, vậy một phiến phiến phù văn, chính là thanh liên chú thánh pháp bí quyết. Nếu như ta không để cho đâu. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, thanh âm cũng là đổi được lạnh lẽo. Ta không muốn giết ngươi, ngươi thừa dịp ta còn có chút lý trí, tốt nhất lập tức rời đi. Thiên tâm lão tổ ở ta đầu óc bên trong, gieo một cái ảo tưởng khái niệm, đó là làm nô làm người ở đóng dấu, hơn nữa còn là dùng thiên bia trồng, ta không cách nào phản kháng. Thiên tâm lão tổ mệnh lệnh ta, không tiếc bất cứ giá nào, cướp lấy thanh liên chú thánh pháp. Ta không cách nào thoát khỏi hắn nắm trong tay,
người đi thôi, ta thật không muốn giết ngươi. Phong Hỏa Linh Tổ giọng cũng là bi thương, tựa hồ lại nghĩ lại tới tự tay giết chết con gái thảm kịch, thân thể một hồi run rẩy run. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh nhìn nhau, đều là chấn động. Bọn họ vốn đang kỳ quái, lấy Phong Hỏa Linh Tổ này đám nhân vật, làm sao có thể nhận Thiên Tâm Lão Tổ là chủ nhân. Lúc đầu, là Thiên Bia uy áp. Cho dù là Phong Hỏa Linh Tổ, cũng không cản được Thiên Bia uy áp. Phong Hỏa Linh Tổ tuy là tiên đế, nhưng bàn về khí vận nội tình, hắn cũng không thể cùng Ma Tổ Vô Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ các người so sánh. Hắn còn không có đối với kháng Thiên Bia tư cách. Thiên Tâm Lão Tổ vì sao không tự mình hạ xuống? Diệp Thần hỏi. Hắn nói hắn kiêng kỵ ngày xưa thần thiên giới thần vũ trụ, Diêm Hành Thiên. Nhưng, ta muốn không phải vậy. Hắn chân chính kiêng kỵ, là ta Đạo Đức Thiên Tôn Sư Huynh. Bất quá, cho dù ở ta trước mặt, hắn vậy không có nói rõ, có thể là sợ kích động thiên cơ, bị Sư Huynh ta phát hiện. Sư Huynh hắn bố trí hồi lâu, đã dần dần có xuất thủ có thể. Một khi Sư Huynh ta ra tay, Thiên Tâm Lão Tổ cũng chưa chắc chống đỡ được. Phong Hỏa Linh Tổ nói, hắn Sư Huynh Đạo Đức Thiên Tôn, bảo vệ thế giới hiện thật cùng mồi lửa nhiều năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là bởi vì quá cường hãn, cho nên ngày thường không thể tùy tiện ra tay. Nếu không, ra tay một cái liền sẽ kinh động không không lúc nào không, bị trung cực chân lý tiếp đón, trực tiếp phi thăng. Muốn không kinh động không không thời không nói, liền cần nói trước bố cục, ở thế giới hiện thật bên trong, lưu lại thật nhiều dấu vết. Từ Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu, Đạo Đức Thiên Tôn liền đang bố trí, hiện tại dấu vết của hắn, đã phân bố Thái Thượng Thế Giới, tất cả mọi người đều biết hắn danh hiệu. Hôm nay Đạo Đức Thiên Tôn, đã có xuất thủ tư cách. Hắn nếu như xuất thủ, sợ rằng liền vậy Thiên Tâm Lão Tổ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Diệp Thần nghe được trường tranh đấu này, Đạo Đức Thiên Tôn cũng có thể liên lụy đi vào, trong lòng hơi rét một cái. Ngọc Liên Thành canh phòng. Vậy hướng sư huynh ta truyền đi tin tức, nói ta nổi điên, ha ha, sư huynh ta phỏng đoán rất nhanh đã tới rồi, ở hắn hạ xuống trước, ta phải bắt được Thanh Liên chú thánh pháp. Diệp Thần, tránh ra. Phong Hỏa Linh Tổ trong mắt dâng lên vẻ sát cơ, hắn ý thức đã dần dần không bị khống chế. Hắn hôm nay, là Thiên Tâm Lão Tổ nô bộc, chỉ muốn là Thiên Tâm Lão Tổ cướp được Thanh Liên chú thánh pháp. Diệp Thần không nói gì, như cũ đứng ở đó bụi cây Thanh Liên trước mặt. Phong Hỏa Linh Tổ muốn mang đi Thanh Liên chú thánh pháp mà nói, trừ phi trước giết hắn. Kỷ Tư Thanh vậy yên lặng đứng ở Diệp Thần bên người, số mệnh tử mang, từ trên người nàng tràn ngập ra, trong hư không, vậy truyền ra vận mệnh bánh răng xe chuyển động thanh âm. Nàng muốn cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến, chung nhau đối kháng Phong Hỏa Linh Tổ. Các ngươi đây cũng là cần gì phải. Vậy Thanh Liên chú thánh pháp, nhất định phải không có bất kỳ tạp niệm nào và dục vọng, mới có thể luyện thành. Thiên Tâm Lão Tổ đạt được công pháp này, hắn không thể nào luyện thành, hắn nhất định sẽ thất bại, hơn nữa bị cắn trả, đúng như năm đó Quang Thần Thiên Tôn như vậy. Các ngươi tội gì ngăn trở ta? Để cho ta đem Thanh Liên chú thánh pháp mang về, để cho Thiên Tâm Lão Tổ tự trói mình, há chẳng phải là tốt hơn? Phong Hỏa Linh Tổ thấy Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, cố ý muốn ngăn trở, không khỏi được bùi ngùi thở dài. Không, cái này Thanh Liên chú thánh pháp. Chính là tam thập tam thiên thần thuật, không phải chuyện đùa, tuyệt không thể rơi vào Thiên Tâm Lão Tổ trong tay. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hắn không thể nào buông tha, hắn nhất định phải đem quyền chủ động, nắm ở bên trong tay mình. Thấy Diệp Thần như thế kiên quyết hình dáng, Phong Hỏa Linh Tổ trán nổi gân xanh nhô lên, cũng là khó mà giữ trấn tĩnh, cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, cả giận nói. Dám ngăn trở chủ nhân ta ý chí, cũng cho ta chết. Tiếng nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên một kiếm phá giết ra, kiếm khí như trời táng đợt sóng, hướng Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh cuộn sạch đi. Giờ khắc này hắn, cuối cùng là mất đi nơi có lý trí, chân chính thành Thiên Tâm Lão Tổ nô bộc. Luân hồi thiên quốc, tử vi số mệnh thuật. Mắt xem Phong Hỏa Linh Tổ khua kiếm giết tới, Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, cũng là vội vàng vận dụng bổn mạng thần thông. Luân hồi thiên quốc kim quang, từ Diệp Thần dưới chân tách thả ra. Kỷ Tư Thanh thân thể mềm mại trên, vậy hiện ra màu tím số mệnh khí lưu, cùng Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc, hòa làm một thể. Vù vù. Luân Hồi Thiên Quốc lấy được vận mệnh đại đạo gia trì, lập tức thành lập được vững chắc quy luật trật tự, cái này cổ quy luật trật tự, hóa thành hình rồng xích thần, từ
từ chân trời bạo rơi xuống, thẳng quét về phía Phong Hỏa Linh Tổ. Nếu như là phổ thông vô lượng cảnh tu sĩ, đối mặt Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh liên thủ, đối mặt cái này luân hồi cùng vận mạng hợp thể nhất kích, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị trấn áp, không có phản kháng chút nào có thể. Nhưng, Phong Hỏa Linh Tổ là tiên đế, tu vi cường hãn, thực lực vậy vượt qua Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh quá nhiều. Chỉ gặp Phong Hỏa Linh Tổ khua kiếm chém một cái, liền đem vậy quét rơi xuống quy luật xích thần, toàn bộ chặt đứt. Ha ha ha, ngày hôm nay liền để cho ta dùng đại mộ thần kiếm, chung kết các ngươi cái gọi là luân hồi cùng vận mệnh. Phong Hỏa Linh Tổ sợi tóc liều lĩnh, ngửa mặt lên trời cười to, trường kiếm nổ lên cực hạn ngôi mộ hơi thở, giống như là muốn mai táng thế gian hết thảy, một cái mở mịt kiếm quang, thẳng chém về phía Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh thân thể. Ung ung. Toàn bộ hủy diệt vực sâu, cũng quanh quẩn Phong Hỏa Linh Tổ tiếng cười cùng kiếm khí tiếng xé gió, sát phạt kinh người. Rất nhiều ở xa xa Ngọc Liên Thành cường giả, cũng cảm giác được cổ ba động này, tất cả người đều là kinh hãi, nhanh chóng dọc theo nơi đây bay vút tới. Diệp Thần thấy Phong Hỏa Linh Tổ đại mộ thần kiếm chém tới, sắc mặt trầm xuống, vội vàng thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia ngăn cản. Nhưng, hắn cũng không có hoàn toàn nắm trong tay Thiên Quân Phong Thần Bia. Thúc dục động lực rất có ngưng động chất chỗ, không hề coi là muốn gì được nấy. Phong Hỏa Linh Tổ hừ một tiếng, cổ tay run một cái, kiếm mang vòng qua bia đá, tước hướng Diệp Thần vai phải. Tự do rực, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sau lưng tập tục nổ, màu bạc trắng tự do cánh chim dương ra mở, vỗ cánh một cái, liền tránh ra Phong Hỏa Linh Tổ một kiếm. Nhưng, Kỳ Tư Thanh đối mặt Phong Hỏa Linh Tổ, nhưng đã không cách nào né tránh. Không đả thương được ta. Kỳ Tư Thanh tròng mắt xâm nghiêm, bỗng nhiên một tiếng quát mắng. Một màn quỷ dị xuất hiện, Phong Hỏa Linh Tổ kiếm chiêu quỹ tích, lại có thể đột nhiên nghiêng về, từ Kỳ Tư Thanh bên người lao qua, cũng không có làm tổn thương đến nàng. Một kiếm rơi vào khoảng không, Phong Hỏa Linh Tổ sửng sốt một tí, sau đó nhìn về Kỳ Tư Thanh, liền thấy đầu tóc nàng, đã toàn bộ hóa thành trắng như tuyết màu sắc, có từng luồng khói trắng trưng bốc lên, gương mặt trắng bệch. Hơi thở tiêu hao hiển nhiên 10 phần nghiêm trọng. Ha ha, nhân quả luật sao? Quả nhiên có chút ảo diệu. Phong Hỏa Linh Tổ cười lên, trong mắt ý định giết người càng đậm đà. Lúc đầu tại mới vừa, Kỳ Tư Thanh đã vận dụng nhân quả luật bí pháp. Nàng định nghĩa liền một cái nhân quả, nói Phong Hỏa Linh Tổ không đả thương được nàng. Sau đó, Phong Hỏa Linh Tổ kiếm chiêu quỹ tích, thì thật xuất hiện sai lệch, không có thương tổn được nàng. Đây chính là nhân quả luật uy lực, liền tiên đế cao thủ công kích, đều có thể vặn vẹo. Bất quá, vận dụng nhân quả luật, Kỳ Tư Thanh tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng, linh khí ngay tức thì liền bị rút sạch. Chỉ là một đối mặt, nàng liền vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy, có thể gặp Phong Hỏa Linh Tổ thực lực, có bao nhiêu ngoại hạng. Hôm nay Phong Hỏa Linh Tổ, sau lưng có Thiên Tâm Lão Tổ chống đỡ, thực lực so với trước kia mạnh hơn. Tư Thanh. Diệp Thần mắt xem Kỳ Tư Thanh rơi vào yếu ớt, lập tức chấn rực từ không trung rơi xuống, bảo vệ ở nàng trước người. Ta không có sao, còn có thể chống đỡ thêm chốc lát. Kỳ Tư Thanh khẽ cắn răng, tế khởi chu tước kiếm, trên thân kiếm một tiếng nổ, tuôn ra ngập trời ngọn lửa ánh sáng. Đó là mãi mãi lửa cháy bừng bừng, đại biểu ngày xưa hỏa thần thiên tôn uy nghiêm. Nàng có một giọt hỏa thần máu, cũng đạt được hỏa thần thiên tôn truyền thừa. Hôm nay lại là không tiếc bất cứ giá nào, cháy máu thần, chuẩn bị liều mạng. Đừng xung động, để cho ta đi. Diệp Thần tiến lên trước một bước, ánh mắt ác liệt, trực diện Phong Hỏa Linh Tổ, cũng ở trong lòng câu thông luân hồi mộ địa. Rắc rắc sát, luân hồi mộ địa một khối mộ bia, chấn động đứng lên, rồi sau đó thì có một tôn quân vương vậy bóng người, nổi lên, chính là ngày xưa mộ cung đại hộ pháp, thiên quyền đại đế. Mộ chủ đại nhân. Cần ta xuất thủ không? Thiên quyền đại đế hỏi. Hắn cùng ma tổ vô thiên đánh một trận sau đó, hôm nay đã nghỉ ngơi khôi phục, có thể ra lại chiến. Tiền bối, phiền toái ngươi. Diệp Thần biết Phong Hỏa Linh Tổ mạnh mẽ, nếu như chỉ là dựa vào chính mình nói, sợ rằng khó mà chiến thắng. Hắn cần thiên quyền đại đế trợ lực. Ngươi thật muốn ta ra tay. Ta đến từ mộ cung, bởi vì luân hồi thư chế tạo thất bại, bị cắn trả mà chết. Trên người ta, lưng đeo phản nghịch thiên hạ tội nghiệt, người mượn dùng ta lực lượng, rất có thể vậy sẽ phải chịu luân hồi thư cắn trả. Thiên quyền đại đế cảnh cáo nói. Bỏ mặc, tiền bối, mượn ta lực lượng đi.
Diệp Thần khẽ cắn răng, kiên quyết nói. Tuy nói mượn dùng thiên quyền đại đế lực lượng, có thể bị cắn trả, nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy. Được. Thiên quyền đại đế cũng không nói nhảm, lập tức đem tự thân tất cả linh khí cùng năng lượng, không giữ lại chút nào, điên cuồng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Đạt được thiên quyền đại đế lực lượng bơm vào, Diệp Thần cả người linh khí nhất thời nổ, thậm chí trong sâu thẳm, dòm ngó thấy ngày xưa mộ cung rất nhiều nhân quả. Phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm, lúc ban đầu lại có thể cũng tới từ mộ cung. Đã từng, vị kia thần bí nguyên thiên đế, đi chư thiên thời không, cũng ra tay chỉ điểm qua phong hỏa linh tổ, truyền thụ hắn đại mộ thần kiếm bí ẩn. Nguyên thiên đế hành động này, là vì bảo vệ thế giới hiện thật. Bởi vì, lúc đó phong hỏa linh tổ, chính là từ hoàng thiên cung chính phái lãnh tụ, đem đại mộ thần kiếm truyền cho hắn, có thể trực tiếp lớn mạnh từ hoàng thiên cung lực lượng, tiến một bước bảo đảm mồi lửa ổn định. Lúc đầu đại mộ thần kiếm, lại là nguyên thiên đế, truyền thụ cho phong hỏa linh tổ. Diệp Thần dòm ngó gặp những thứ này nhân quả, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Điều này thật sự là ra ý hắn liêu, nhưng lại ở tình lý bên trong. Dẫu sao, bàn về uy lực, ở tam thập tam thiên thần thuật bên trong, đại mộ thần kiếm có thể bước lên trước 10, lực sát thương vô cùng lợi hại. Phong hỏa linh tổ một cái hiện thế người trong, lại có thể chấp trưởng cái này môn kiếm pháp, sau lưng nếu như không có cao nhân chỉ điểm, đó là không thể nào. Ồ! Cảm thấy được Diệp Thần bỗng nhiên tăng vọt hơi thở, phong hỏa linh tổ sửng sốt một tí. Chợt, hắn lại cảm thấy, cái này cổ hơi thở, tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Thiên quyền đại đế! Lúc đầu ngươi còn chưa có chết thấu sao? Phong hỏa linh tổ ánh mắt như đao, ngay tức thì liền bắt được thiên quyền đại đế hơi thở. Nguyên thiên đế truyền thụ ngươi đại mộ thần kiếm, phỏng đoán cũng không nghĩ ra, một ngày kia, ngươi lại có thể sẽ lâm vào là một tên nô lệ. Diệp Thần thanh âm vô cùng lãnh khốc, nói. Cho ta im miệng. Phong hỏa linh tổ nhất thời tức giận, khua kiếm chém điên cuồng ra, kiếm khí một như thường lệ mãnh liệt, như muốn mai táng chư thiên. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần đạt được thiên quyền đại đế trợ lực, lại đi xem phong hỏa linh tổ kiếm pháp, nhất thời liền cảm thấy ung dung nhiều. Ban đầu nguyên thiên đế, truyền xuống đại mộ thần kiếm thời điểm, thật ra thì thiên quyền đại đế cũng ở tại chỗ. Đại mộ thần kiếm từng chiêu từng thức, thiên quyền đại đế đều là hết sức rõ ràng. Diệp Thần giơ lên luân hồi thiên kiếm, cùng phong hỏa linh tổ nhanh chóng giao phong. Hắn mỗi lần xuất kiếm, cũng vừa vặn đánh vào phong hỏa linh tổ kiếm chiêu khí cơ bên trên. Phong hỏa linh tổ vậy tựa như nước chảy mây trôi kiếm pháp, nhất thời đổi được ngưng động chất không khoái, khí được hắn hoa hoa kêu to, thẳng như điên cuồng. Thiên quyền đại đế, ngươi mượn lực cho thằng nhóc này, sẽ không sợ luân hồi thư cắn trả, hại chết hắn sao? Phong hỏa linh tổ giận dữ hét lớn, hắn đại mộ thần kiếm, xuất từ mộ cung, chuyện này, có rất ít người biết. Nhưng, thiên quyền đại đế, chính là người biết rõ tình hình một trong, thậm chí biết đại mộ thần kiếm nhược điểm. Cái này thế gian, trừ trong truyền thuyết thiên đấu lớn đổ sát kiếm bên ngoài, tất cả kiếm pháp đều có nhược điểm, đại mộ thần kiếm cũng không ngoại lệ. Thiên quyền đại đế nghe được phong hỏa linh tổ quát mắng, cũng không có gì đáp lại, mà là chuyên tâm đem mình lực lượng, tiếp tục bơm vào cho Diệp Thần. Diệp Thần một kiếm tiếp theo một kiếm giết ra, mỗi một kiếm đều là chính xác đánh trúng phong hỏa linh tổ nhược điểm, giết được người sau lần lượt tháo chạy. Kỷ Tư Thanh thấy một màn này, cũng là lớn vui. Thật ra thì đơn thuần bàn về sức chiến đấu, thiên quyền đại đế chỉ còn lại một cái tàn hồn, không thể nào chiến thắng phong hỏa linh tổ. Nhưng, hắn vừa vặn biết đại mộ thần kiếm nhược điểm, vừa vặn có thể khắc chế phong hỏa linh tổ. Lực lượng hội tụ một chút, dùng trảm thiên cửu kiếm. Thiên quyền đại đế hướng Diệp Thần nói, mặc dù hiện tại hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn dẫu sao chỉ là một món tàn hồn, linh khí không chống đỡ được bao lâu. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy cảm thấy thiên quyền đại đế mau không chịu nổi, lập tức đem tất cả linh khí cùng năng lượng, toàn bộ tụ lại, tập trung ở luân hồi thiên kiếm phía trên. Vù vù, luân hồi thiên kiếm hội tụ Diệp Thần và thiên quyền đại đế tất cả lực lượng, nhất thời toát ra trước đó chưa từng có sáng chói kim quang. Long đằng mệnh tinh chói lọi, cũng ở đây trên thân kiếm tách thả ra, mũi nhọn lộ ra. Giờ khắc này luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn thậm chí so với nhân hoàng thánh đao, còn muốn lại lợi hại hơn. Trảm thiên cửu kiếm, phượng vũ cửu thiên.
Diệp Thần quát to một tiếng, khua kiếm cuồng sát ra, màu vàng kim luân hồi ánh sáng phóng lên cao, diễn hóa ra Phượng Vũ Cửu Thiên thở mạnh voi. Chợt, vậy đầy trời màu vàng Phượng Hoàng kiếm khí, chính là ùn ùn kéo đến hướng Phong Hỏa Linh Tổ chém tới. Phong Hỏa Linh Tổ thấy Diệp Thần như vậy hung hãn một kiếm, gương mặt cũng là biến sắc. Hắn là tiên đế, dĩ nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền bị giết chết, nhưng một kiếm này, đủ đem hắn đả thương. Xuy xuy xuy. Bên ngoài, từng đạo sức lực gió tiếng xé gió, gào thét tới. Ngọc Liên Thành rất nhiều cường giả, đã sắp tới sát. Mơ hồ tới giữa, Phong Hỏa Linh Tổ cảm giác được, vậy Ngọc Liên Thành đã từng là nắm giữ nhân vật, trong truyền thuyết Ngọc Liên nữ đế, tựa hồ vậy hiển linh. Một khi hắn bị thương, đối mặt Ngọc Liên Thành bao vây, thậm chí còn có Ngọc Liên nữ đế sát phạt, tuyệt không khả năng còn sống đi ra ngoài. Chủ nhân, mời ban cho ta che chở, mời ban thưởng thiên bia uy nghiêm. Thời khắc nguy cơ, Phong Hỏa Linh Tổ hai tay giơ lên, ngửa mặt lên trời ngâm sướng gầm thét, lại là hướng Thiên Tâm lão tổ cầu nguyện, muốn triệu hoán thiên bia lực lượng hạ xuống. Oanh! Hư không nổ. Một khối cổ xưa bia đá hư ảnh, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Tấm bia đá này, hơi thở so với Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần bia, không biết muốn cổ xưa nhiều ít, bia trên mình khắc một cái chữ thiên, chính là trong truyền thuyết thiên bia. Thiên bia hư ảnh vừa ra, hào hùng bảo vệ lực, bao phủ Phong Hỏa Linh Tổ toàn thân. Diệp Thần Phượng Vũ Cửu Thiên, kiếm khí như thác vải vậy chém đánh tiếp, nhưng toàn bộ bị ngày trước bia hư ảnh chặn lại. Đáng chết! Thấy vậy, Diệp Thần thần sắc cũng là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Hắn cùng Thiên Quyền Đại Đế liên thủ nhất kích, vốn là chí ở tất được, nhưng tiếc là vẫn bị thiên bia chặn lại. Chỉ có thể nói thiên bia lực lượng, chân thực quá mức khủng bố. Đáng tiếc! Nhất kích rơi vào khoảng không, Thiên Quyền Đại Đế cũng là 10 phần thương tiếc không biết làm sao. Mộ chủ đại nhân, xin lỗi. Hắn lực lượng, không cách nào lại chống đỡ tiếp, chỉ có thể từ Diệp Thần trong cơ thể thối lui ra, lại lần nữa trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Vù vù. Theo Thiên Quyền Đại Đế lực lượng, như nước thủy triều rút đi, Diệp Thần nhất thời cảm thấy vô cùng yếu ớt, đầu một hồi biến dạng vậy đau đớn. Ở đau đớn kịch liệt bên trong, hắn thậm chí xuất hiện ảo giác. Hắn thấy được một cái tinh cầu, một viên sắc cho tàn tinh cầu, phía trên không có bất kỳ sinh mạng nào, chỉ có từng tầng một chất đống cho tàn. Viên này cho tàn tinh cầu, bồng bềnh ở vũ trụ trong hư không, cô độc mà cô quạnh, không biết từ vì sao tới, cũng không biết đi phương nào. Cho tàn trên tinh cầu, lượn lờ tầng tầng khủng bố kiếp nạn hơi thở, giống như chư thiên nhất đè nén đại kiếp, cũng hội tụ ở trên viên tinh cầu này mặt, làm người ta nhìn một cái, liền tựa như rơi vào ác mộng, không thể tự kiềm chế. Đây là, luân hồi vãng thế thư kiếp bụi. Không tốt, ta phải bị cắn trả. Diệp Thần nhìn viên này cho tàn tinh cầu, thiên cơ thấy rõ dưới, lập tức liền nhận ra. Đây là luân hồi vãng thế thư một viên kiếp bụi. Viên tinh cầu này, là cái này một viên luân hồi thư kiếp bụi biến thành. Ban đầu thiên hoàng địa lão ở giữa địa lão, chính là bị viên này kiếp bụi, viên này cho tàn tinh cầu gây thương tích, cuối cùng bị ma tổ vô thiên bắt. Hiện tại, Diệp Thần mượn dùng Thiên Quyền Đại Đế lực lượng, quả nhiên là được liên lụy, muốn gặp phải trong chỗ U Minh luân hồi thư kiếp bụi cắn trả. Diệp Thần liền thấy viên kia cho tàn tinh cầu, lập tức nổ, vô biên vô tận không rõ ràng hơi thở, khỏa cuốn ngút trời bụi bẩm cùng kiếp nạn, hung mãnh vô cùng hướng hắn gào thét tới, phải đem hắn chiếm đoạt. Thiên Quân Phong Thần Bia, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia, bảo vệ mình thức hải. Oanh! Vậy vô biên vô tận kiếp bụi đợt sóng, gào thét tới, lập tức liền đem Thiên Quân Phong Thần Bia bao lại. Thiên Quân Phong Thần Bia không ngừng tách thả ra thần mang, ngăn cản vậy kiếp bụi đánh vào. Cuối cùng, kiếp bụi đợt sóng bị chặn lại. Nhưng, Thiên Quân Phong Thần Bia vậy được tổn thương. Một cái khắc viết ở phía trên tên chữ, bị kiếp bụi chìm ngập. Là Nhâm Phi Phàm tên chữ. Gai gâu, đảm nhiệm tên của tiền bối, bị cái này luân hồi thư kiếp bụi chìm ngập. Diệp Thần trong lòng bộ dạng sợ hãi, lại là một hồi áy náy. Hắn mở mắt ra, từ trong ảo giác khôi phục như cũ, nhưng ngưng xem vừa thấy, xuyên thấu qua Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám sương mù, nhưng thấy bên trong Nhâm Phi Phàm tên chữ, quả nhiên lồng lên một tầng thật dày cho tàn. Vậy cổ cho bụi phong tỏa uy lực, thậm chí so với Thiên Quân Phong Thần Bia bản thân cấm chế phong tỏa, còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần.
đó là luân hồi thư kiếp bụi lực lượng phong tỏa. Cái này cổ phong tỏa, có lẽ cũng chỉ có Nhâm Phi Phàm có thể chịu được. Diệp thần, có thể ép được ta triệu hoán thiên bia, ngươi cho dù chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Phong hỏa linh tổ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp thần, sau lưng thiên bia hư ảnh lóe lên, uy nghiêm như thần. Kỷ Tư Thanh gương mặt trắng bệch, theo bản năng dắt Diệp thần tay. Nàng đã đánh hơi được hơi thở tử vong. Không có thiên quyền đại đế phụ trợ, Diệp thần muốn đối kháng phong hỏa linh tổ, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Đại mộ thần kiếm. Phong hỏa linh tổ cũng không nói nhảm, mượn dùng thiên bia lực lượng, thần uy như ngục, một kiếm chém điên cuồng, đại mộ thần kiếm đỉnh cấp bùng nổ. Một cổ màu xám cho kiếm khí đợt sóng, mang mai táng chư thiên thời không uy năng, trực tiếp chém về phía Diệp thần cùng Kỷ Tư Thanh. Diệp thần nhìn một kiếm này, tựa như thấy được nguyên thiên đế bóng người. Cái này môn kiếm pháp, cũng chính là nguyên thiên đế sáng chế. Thiên quân phong thần bia, ta tên thật, thiên nữ tên thật, bảo vệ. Đối mặt phong hỏa linh tổ đỉnh cấp một kiếm, Diệp thần cắn chặt hàm răng, lại một lần nữa thúc giục thiên quân phong thần bia, cũng dùng khắc viết tên mình và thiên nữ tên chữ vậy một mặt, ngăn cản phong hỏa linh tổ kiếm. Chanh! Phong hỏa linh tổ vô cùng một kiếm chém chết tới đây, hung hăng chém ở thiên quân phong thần bia phía trên, phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm. Nguyên khối thiên quân phong thần bia, phía trên hắc ám cấm chế xiềng xích, toàn bộ vết nứt chôn vùi. Thiên quân phong thần bia cấm chế phong tỏa, hoàn toàn giải khai. Diệp thần và thiên nữ khác ở phía trên tên chữ, cũng bị vậy cuồn cuộn như trời mộ mai táng vậy kiếm khí, hoàn toàn phai mở đi. Phốc xích. Diệp thần được to lớn cắn trả, tại chỗ hộc máu. Nhưng, trong sâu thẳm, hắn lại có một loại giải thoát cảm giác. Hắn tên chữ, rốt cuộc lại nữa cùng thiên nữ tên chữ, dây dưa tới một chỗ. Có lẽ, hắn và thiên nữ, rốt cuộc có thể không có bất kỳ gánh vác, chân chính quyết chiến một cuộc. Diệp thần. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp thần bị thương hộc máu, nội tâm rút ra đau, xông lại ôm lấy Diệp thần thân thể. Diệp thần bị thương dưới. Thiên quân phong thần bia không khống chế được, từ không trung đánh mất. Ha ha, đây chính là thiên quân phong thần bia sao? Giao cho chủ nhân ta, hắn nhất định thật cao hứng. Phong hỏa linh tổ cười một tí, bàn tay một chảo, liền chuẩn bị đem thiên quân phong thần bia, đoạt lấy vào trong tay. Thật ra thì, trong truyền thuyết, luyện hóa thiên quân phong thần bia, có thể lấy này làm căn cơ, lại đi luyện hóa thiên bia, liền có thể thuận lợi chấp trưởng. Chỉ bất quá, ban đầu thiên tâm lão tổ, cũng không có đi cướp đoạt thiên quân phong thần bia. Bởi vì, hắn bản thân liền là một khối bia đá, cái này thiên quân phong thần bia điện cơ hiệu quả, đối hắn không có chút nào tác dụng. Nhưng bất kể như thế nào, cái này thiên quân phong thần bia, đều là đã từng 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại, sau lưng hàm chứa ngập trời đại khí vận. Nếu như phong hỏa linh tổ, thật có thể đem thiên quân phong thần bia, mang về cho thiên tâm lão tổ, người sau tự nhiên vậy biểu thị vui mừng. Không cho phép cướp đại ca ca đồ. Ngay tại phong hỏa linh tổ, sắp muốn đoạt được thiên quân phong thần bia thời điểm, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp bóng tối trong hư không, toát ra màu xanh thần mang. Một cô gái, màu da như ngọc, nhẹ bước đạp không tới, mỗi một bước rơi xuống, nàng dưới chân đều có màu xanh hoa sen tách thả ra, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Cô gái kia tướng mạo vậy 10 phần thanh tú, chỉ tiếc chặn một cái cánh tay trái. Nhưng mà lúc này, nàng vậy gãy mất cánh tay trái, đột nhiên lần nữa mọc ra, cũng một chưởng đánh ra, một cổ hung hãn chưởng phong, đánh giết hướng phong hỏa linh tổ, tại chỗ liền đem hắn bức lui. Phong hỏa linh tổ hoảng hốt, nhìn vậy đột ngột xuất hiện ít nữ. Tiểu Liên, Kỷ Tư Thanh nhìn cô gái kia, cũng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì cô gái kia, chính là nàng trước mặt cứu tay cụt tàn phá nhan sắc cô gái, Tiểu Liên. Tiểu Liên bị hủy diệt dung mạo, đã sớm bị Diệp thần chữa khỏi. Kỷ Tư Thanh thiên cơ thấy rõ dưới, tự nhiên cũng biết một điểm này, nhưng thấy Tiểu Liên tay cụt mọc lại, thậm chí một chưởng đánh lui phong hỏa linh tổ, nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Liên nhìn mình lần nữa xanh ra cánh tay, còn có mới vừa một chưởng kia lực lượng kinh khủng, chính nàng vậy sợ ngây người. Nàng mới vừa chỉ muốn trợ giúp Diệp thần, cái này cổ ý niệm ra đời, trong cơ thể lập tức liền xông ra một cổ minh mông lực lượng, thậm chí để cho nàng tay cụt khôi phục, nàng cũng là hết sức kinh ngạc. Tiểu Liên, ngươi,
Diệp Thần nhìn Tiểu Liên cường hãn như vậy hình dáng, cũng là lớn kinh. Xoát xoát xoát. Tiểu Liên sau lưng, từng cái Ngọc Liên thành bảo vệ cường giả, lục tục phóng tới, trong đó còn có một cái cao tầng trưởng lão. Những thứ này bảo vệ cường giả, còn có trưởng lão kia, nhìn về phía Tiểu Liên trong ánh mắt, đều là mang một chút kính sợ. Đại ca ca, ngươi không có sao chứ? Tiểu Liên bước nhanh chạy đến Diệp Thần trước người, ngẩng đầu ngắm nhìn hắn, lo âu hỏi. Phong hỏa linh tổ gặp nàng chạy nhanh lúc đó, sau lưng không môn mở toang ra, muốn xuất thủ đánh lén. Nhưng hắn mới vừa bị Tiểu Liên một chưởng, ngực gian lại là khí huyết ngưng động chất, khó khăn để lắng dịu, cũng không lực đánh lén. Cái này bé gái là người nào? Thật là khủng khiếp hơi thở. Còn nữa, trên người nàng linh khí, làm sao cùng nơi này địa mạch như vậy phù hợp, liền như Ngọc Liên nữ đế hạ xuống vậy. Nàng nếu thật chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, ta làm sao còn cùng nàng đánh? Phong hỏa linh tổ trong lòng lướt qua vô số ý niệm, thật sâu lo lắng. Xem hắn người của tầng thứ này vật, quyết định chiến đấu thắng bại, cũng không phải là đơn thuần bề ngoài tu vi, còn có thiên cơ khí vận, địa mạch người và những thứ này. Tiểu Liên, ngươi làm sao? Diệp Thần nhìn Tiểu Liên, cảm nhận được nàng trong cơ thể linh khí cường đại chập chờn, trong lòng lại là kinh ngạc. Đại ca ca, Ngọc Liên thành bên trong những đại nhân, đều nói ta là Ngọc Liên nữ đế chuyển thế, ta cũng không biết tại sao. Tiểu Liên nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn xem vậy cao tầng trưởng lão một mắt. Vậy trưởng lão nhìn Diệp Thần, gật đầu cười khổ, tựa hồ hắn vậy cảm thấy 10 phần bất ngờ. Ngọc Liên nữ đế chuyển thế. Diệp Thần nội tâm đại chấn, hồi tưởng lại mình mới vừa nhảy xuống vực sâu thời điểm, thật giống như thấy có một bụi thanh liên, tạo ra thiên khung thở mạnh voi. Đó là Ngọc Liên nữ đế hiển linh khí tượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này cổ khí voi, nguyên lai là xuất từ Tiểu Liên trên mình. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần vậy xác định, Tiểu Liên lại chính là Ngọc Liên nữ đế chuyển thế. Kỷ Tư Thanh trợn to hai mắt, nói Tiểu Liên, lúc đầu ngươi lại chính là Ngọc Liên nữ đế. Tiểu Liên hoảng hốt vội nói, Tư Thanh tỷ tỷ, không phải vậy, ta vậy không biết chuyện gì. Kỷ Tư Thanh cười nói, ta thấy được ngươi tương lai vận mệnh, ngươi thật sự chính là Ngọc Liên nữ đế chuyển thế, không cần kinh hoàng, thật tốt cảm thụ trong cơ thể lực lượng, ngươi lực lượng đã thức tỉnh. Tiểu Liên nghe được Kỷ Tư Thanh mà nói, trong lòng hơi định, vừa cẩn thận cảm ứng khí tức trong người, quả nhiên liền cảm thấy mình trong đan điền, phảng phất có xài không hết lực lượng. Đặc biệt là ở nơi này phiến Ngọc Liên cấm địa địa giới, nàng còn có loại xẻ thịt vạn vật cảm giác, thật giống như cả thiên địa thời không, cũng thần phục ở dưới chân của mình. Cái này cổ cao cao tại thượng nắm giữ cảm thụ, để cho được Tiểu Liên 10 phần khiếp sợ, lại là vui sướng. Tư Thanh tỷ tỷ, ta cảm nhận được, vậy ta liền trước đánh bại tên địch nhân này. Tiểu Liên ánh mắt nhìn thẳng phong hỏa linh tổ, cả người linh khí tách thả ra ra, đóa đóa thanh liên khí tượng lững lờ, toàn bộ hủy diệt vực sâu cũng chấn động đứng lên, thậm chí bên ngoài toàn bộ Ngọc Liên cấm địa địa mạch, cũng cùng nàng lẫn nhau đồng tình hô ứng. Còn có Ngọc Liên cấm địa bên trong, đã từng Ngọc Liên nữ đế tín đồ, vô số tín ngưỡng lực, cũng là tụ đến. Vù vù, Tiểu Liên sau lưng, xanh ánh sáng màu vàng tách thả ra, mơ hồ hiển hóa ra một đạo uy nghiêm nữ đế bóng người, đó chính là ngày xưa Ngọc Liên nữ đế bóng người, nàng xác thực như vậy là Ngọc Liên nữ đế chuyển thế. Thậm chí liền thần bí kia quan tài đá cạnh, vậy một bụi thanh liên, cũng ở đây cùng nàng đồng tình. Phong hỏa linh tổ thấy vậy, đã biết mình một thân một mình, không có lại lật bàn có thể, không khỏi được vui vẻ cười to, tiếng cười bên trong mang chút buồn bã ý, nói. Thôi, là các ngươi thắng. Nhưng, ta cũng không có thua. Ta hôm nay, liền cùng các ngươi lấy mạng đổi mạng, báo đáp chủ nhân ta ân tình. Hắn lời nói này nói năng có khí phách, vậy không giống như là ý thức bị lạc hình dáng, hiển nhiên là thiên tâm lão tổ chồng nô ấn, đã biến đổi ngầm thay đổi hắn ý tưởng. Thời khắc này phong hỏa linh tổ, thật nhận thiên tâm lão tổ làm chủ nhân, thậm chí muốn tự bạo, cùng Diệp Thần các người ngọc đá cùng vỡ, để báo đáp thiên tâm lão tổ. Rắc rắc sát. Phong hỏa linh tổ cả người xương cốt, phát ra một hồi nổ vang, da thịt vậy phồng lên, tiên đế linh khí mạnh mẽ sắp nứt, hắn lại là thật muốn tự bạo. Tiên đế cấp bậc cao thủ, một khi tự bạo, uy lực không biết sẽ có kinh khủng dường nào. Thấy phong hỏa linh tổ muốn tự bạo, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, còn có Ngọc Liên Thành rất nhiều các cường giả, đều là chấn động tung. Thanh liên kiếm giới,
cho ta phong tỏa. Tiểu Liên ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên một tiếng quát mắng, trong tay linh quang nhô lên, hóa thành từng chuôi thanh liên phi kiếm, cách không bạo xạ ra, chợt lạc kiếm thành trận, hóa thành một cái kiếm trận, đem phong hỏa linh tổ phong tỏa ở bên trong. Ở cái kiếm trận này phong tỏa hạ, phong hỏa linh tổ hơi thở, lập tức bị áp chế xuống, hoàn toàn không thể lại tự bạo. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh các người, thấy Tiểu Liên thần thông như vậy, trong lòng có vẻ kinh ngạc. Tiểu Liên thấy mình như thế lợi hại, cũng là nán lại một tí, cảm thụ trong cơ thể linh khí lưu động, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, đúng rồi, đây là ta lực lượng, ta chính là Ngọc Liên nữ đế. Nàng vậy phảng phất ánh mắt, từ từ, cũng là lần nữa đổi được lăng lệ, sát phạt dọn ra, nhìn chằm chằm phong hỏa linh tổ. Phong hỏa linh tổ bị kẹt ở kiếm trận bên trong, đã không thể tự bạo, sau lưng hắn thiên bia hư ảnh, vậy bởi vì lực lượng hao hết tiêu tán. Luân hồi chi chủ, mượn ngươi thiên quân phong thần bia dùng một chút, ta muốn phong ấn cái này phong hỏa linh tổ. Tiểu Liên quay đầu hướng Diệp Thần kêu lên, cũng sẽ không gọi hắn đại ca ca, mà là tôn xưng là luân hồi chi chủ, lộ vẻ được phá lệ trang trọng. Hiện tại, hoặc là không thể kêu nữa nàng Tiểu Liên, mà là hẳn gọi nàng Ngọc Liên nữ đế. Ngọc Liên nữ đế chiếm cứ địa mạch khí vận, nhưng là có áp chế phong hỏa linh tổ có thể. Hơn nữa, phong hỏa linh tổ cùng Diệp Thần và Thiên Quyền Đại Đế đánh một trận, hơi thở tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nếu như Ngọc Liên nữ đế, mượn nữ dùng Diệp Thần Thiên Quân phong thần bia mà nói, có lẽ thật có nắm chắc, đem phong hỏa linh tổ hoàn toàn phong ấn. Cho ngươi! Diệp Thần biết thời cơ chiến đấu thoáng một cái đã qua, cho nên quyết đoán vậy là đặc biệt mau, lập tức tế khởi Thiên Quân phong thần bia, muốn mượn cho Ngọc Liên nữ đế. Người ta, cũng là các ngươi có thể đụng sao? Vừa lúc đó, một giọng già nua vang lên. Đi đôi với thanh âm này, còn có một cổ cuồng bạo linh khí chập chờn, như nước thủy triều như biển vậy dâng trào xuống. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngọc Liên nữ đế ba người ngẩng đầu vừa thấy, đầu tiên là thấy một khối cổ xưa bia đá, phía trên khắc một cái chữ thiên. Rồi sau đó, thiên tâm lão tổ bóng người, chậm rãi từ thiên bia bên trong đi ra, mang lạnh nhạt nụ cười. Hắn trên mình, còn quấn các loại kinh khủng quy luật, từng cái quy luật như sao sông vậy chuyển động, trong đó thậm chí có không ít là không không thời không đặc thù quy luật. Làm thiên tâm lão tổ đáp xuống, vậy rất nhiều quy luật năng lượng, lập tức sung nhét toàn trường. Phong tỏa phong hỏa linh tổ thanh liên kiếm trận, ngay tức thì liền bị nghiền nát. Diệp Thần cùng thiên quân phong thần bia liên lạc, cũng bị ngăn cách, thiên quân phong thần bia rớt xuống đất. Ngươi là, thiên bia hóa thân, thiên tâm lão tổ. Ngọc Liên nữ đế thấy thiên tâm lão tổ hạ xuống, thần sắc nhất thời đề phòng. Là ta. Thiên tâm lão tổ khẽ mỉm cười nói. Cung nghênh chủ nhân hạ xuống. Phong hỏa linh tổ khôi phục tự do, khom người chắp tay nghênh đón thiên tâm lão tổ đến, giống như thành kính nhất người làm, chỉ là không biết Tử Hoàng Thiên Cung bên trong người, thấy hắn như vậy hình dáng, sẽ là cái gì tâm tình. Thiên tâm lão tổ sờ một cái râu, vui vẻ cười to, nói, khói lửa, ta còn lấy vì ngươi có thể cướp được thanh liên chú thánh pháp, không nghĩ tới ngươi lại gãy kích nơi này. Phong hỏa linh tổ nói, xấu hổ, xin chủ nhân thứ tội. Cái này Ngọc Liên nữ đế chiếm hết địa mạch khí vận sắc bén, lão nô trước đây lại dây dưa lực quá đáng, hôm nay đã không phải nàng địch thủ. Thiên tâm lão tổ cười to nói, không sao, ta hôm nay tự mình hạ xuống, liền muốn cùng Ngọc Liên nữ đế nói một chút. Ngọc Liên nữ đế thần sắc lạnh lùng, nói thiên tâm lão tổ, ta và ngươi tới giữa, không có gì để nói. Nàng lúc này tướng mạo vóc người, vẫn là lấy trước Tiểu Liên tướng mạo vóc người, tràn đầy thiếu nữ trẻ trung. Nhưng giữa trán lộ ra khí thế, rõ ràng là trải qua bể dâu giết hại tẩy luyện ra được, cho dù đối mặt thiên tâm lão tổ, cũng là chút nào không kém. Thiên tâm lão tổ cười nói, nếu như xé rách ra mặt nói, đối mọi người cũng không có lợi. Ngọc Liên nữ đế nói, xé rách mặt liền xé rách mặt, ta lại có sợ gì? Ngươi nắm trong tay thiên bia lực, chỉ có một phần vạn, hơn nữa cái này một phần vạn năng lượng, có thể chân tránh hóa thành thủ đoạn giết hại. Sợ rằng liền một phần vạn cũng không có. Thiên bia lực lượng 10 phần đáng sợ, coi như chỉ là một phần vạn năng lượng, nếu như toàn bộ bùng nổ nói, vậy đủ để phá hủy toàn bộ thái thượng thế giới, thậm chí là thế giới hiện thật. Từ trên lý thuyết nói, thiên tâm lão tổ có thể điều động một phần vạn thiên bia lực, hắn có phá hủy thái thượng thế giới năng lực. Nhưng, cái này là lý luận. Trên thực tế, cho dù là thiên tâm lão tổ,
cũng không cách nào đem cái này một phần vạn thiên bia năng lượng, toàn bộ hóa thành công kích giết hại thủ đoạn, càng nhiều là một loại bị động nội tình. Loại chuyện này, cùng võ giao có chút tương tự. Võ giao thừa kế cựu Nhật chi chủ tu vi, ngoài mặt xem là tiên đế, căn cơ thâm hậu, nhưng trong thực tế thủ đoạn giết hại của nàng, còn chưa tới chân chính tiên đế bước. Nàng tiên đế tu vi, càng nhiều là bị động để dành ở trong đan điền mặt, cũng không thể đổi thành thành giết hại. Thiên tâm lão tổ cũng giống như vậy, hắn nội tình 10 phần thâm hậu, mượn thiên bia lực lượng, ở thế giới hiện thật bên trong, cũng có thể thi triển không không thời không quy luật, thậm chí có thể vô hạn sống lại. Nhưng hắn đánh giết thủ đoạn, đại khái tương đương với trung tầng tiên đế, khoảng cách vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, nhâm phi phàm cùng tầng chót tiên đế, còn có lớn vô cùng chênh lệch. Dĩ nhiên, hắn nội tình, là người bất kỳ đều không có thể sánh được, dẫu sao xuất xứ từ thiên bia. Chỉ là vô hạn sống lại một điểm này, cũng đủ để cho người kinh hãi. Muốn hoàn toàn tiêu diệt thiên tâm lão tổ mà nói, Ngọc Liên nữ đế là không lòng tin, nhưng phải đem đối phương đánh lui, nàng tự giác không thành vấn đề. Dẫu sao, chỗ này, chính là nàng địa bàn. Thiên tâm lão tổ mặt không đổi sắc, nhìn xem Ngọc Liên nữ đế, lại xem Diệp Thần, cuối cùng chỉ phong hỏa linh tổ, nói, không bằng chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào. Chỉ cần các ngươi đem Thanh Liên chú thánh pháp đưa cho ta, ta liền để cho phong hỏa linh tổ khôi phục tự do. Những lời này nói xong, thiên tâm lão tổ ánh mắt, liền rơi vào quan tài đá cạnh Thanh Liên phía trên, lại cũng bỏ không được rời đi. Vậy một bụi Thanh Liên, tiên khí lưu chuyển, phù văn lững lờ, đang hàm chứa Thanh Liên chú thánh pháp bí mật. Nếu như có thể đạt được Thanh Liên chú thánh pháp, cũng tu luyện thành công, hắn liền có thể đúc ra Thanh Liên thánh thể. Tiến một bước nắm trong tay thiên bia lực lượng. Tuy nói vậy Thanh Liên chú thánh pháp, tu luyện độ khó cực cao, cần muốn không có một chút nghĩ bậy và dục vọng, mới có thể luyện thành. Năm đó Quang Thần Thiên Tôn, vì vậy gãy kích, nhưng thiên tâm lão tổ cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn nắm trong tay thiên bia, lợi dụng thiên bia lực lượng, hắn có lòng tin trực tiếp đúc Thanh Liên thánh thể. Luân hồi chi chủ, người cảm thấy thế nào? Ngọc Liên nữ đế nghe được thiên tâm lão tổ mà nói, từ chối cho ý kiến, hướng Diệp Thần hỏi. Muốn không muốn giao dịch, nàng muốn để cho Diệp Thần tới quyết định. Từ Diệp Thần trên mình, nàng nhìn thấy Quang Thần Thiên Tôn truyền thừa bóng dáng. Diệp Thần có thể nói là Quang Thần Thiên Tôn truyền nhân. Mà Thanh Liên chú thánh pháp, năm đó chính là thuộc về Quang Thần Thiên Tôn. So với Ngọc Liên nữ đế, Diệp Thần còn có tư cách xử trí. Ngươi muốn cùng ta giao dịch, vậy nằm mộng. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt, hắn không thể nào đem Thanh Liên chú thánh pháp đưa đi. Chủ nhân, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Phong hỏa linh tổ nghe được thiên tâm lão tổ muốn bắt hắn làm tiền đặt cuộc, trong mắt nhất thời dâng lên một cổ ủy khuất vẻ tuyệt vọng. Cái này cổ ủy khuất ý, lại là phát ra từ đáy lòng chân thành. Diệp Thần thấy được, cùng Kỷ Tư Thanh nhìn nhau, hai người đều cảm kinh hãi dị. Xem ra ngày trước bị uy áp, chân thực quá mức kinh khủng, đã hoàn toàn vặn vẹo phong hỏa linh tổ tư tưởng. Thiên tâm lão tổ hừ một tiếng, nói, ngươi là ta người làm, có cái gì tư cách cùng ta trả giá? Nếu là có thể bắt ngươi tánh mạng, đổi lấy Thanh Liên chú thánh pháp, đó cũng là trị giá. Phong hỏa linh tổ trong bụng chua xót, nói, Diệp Thần chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, không lời chống đỡ. Thiên tâm lão tổ cười nói, như thế nào? Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi không chịu giao dịch, ta trở về sau đó, lập tức giết cẩu nô tài kia. Hắn biết, phong hỏa linh tổ từng giúp qua Diệp Thần. Diệp Thần cố nhớ tình xưa, không thể nào trơ mắt nhìn phong hỏa linh tổ đi chết. Hắn là phải lấy phần này nhân quả, uy hiếp Diệp Thần. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Thần nhìn bụi cây kia Thanh Liên một mắt, vừa nhìn về phía thiên tâm lão tổ, trong mắt đổi được lạnh như băng. Thiên tâm lão tổ cười nói, không phải uy hiếp, ta chỉ là muốn công bằng giao dịch thôi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, không cần giao dịch, thiên tâm lão tổ, người ngày hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Hắc ám trong hư không, bỗng nhiên nổ lên sáng chói tiên quang. Tiên quang cổn đáng, tràn ngập thiên địa, nguyên phiến hủy diệt vực sâu thế giới, lại có thể ngay tức thì đổi được quang minh, có tím hoàng tiên sơn thở mạnh voi, ở trong hư không hiện lên. Tiên sơn bên trên, lại có từng ngọn tiên cung thần khuyết, phong cách cổ xưa kiến trúc, tầng tầng bày. Vô số thương thúy cây cối, vô số phi lưu thác nước, vô
vô số tiên cầm dị thú, ở tiên sơn cung khuyết bên trong xuất hiện. Mới vừa vẫn là hắc ám đè nén địa phương, ngay chớp mắt lại biến thành tiên gia thánh cảnh. Một đạo xích diễm tiên mang, thẳng ngất trời khung, thậm chí quán thông toàn bộ Ngọc Liên cấm địa. Một cái tiên khí khoáng đạt ông già, sải bước đạp một cái bảy màu hồng mang, hạ xuống. Lại là đạo đức thiên tôn. Ở đạo đức thiên tôn sau lưng, đi theo Trùng Dương chân nhân và Đa Bảo Thiên Quân hai người. Trùng Dương chân nhân và Đa Bảo Thiên Quân, đều là hàng đầu cao thủ, nhưng ở đạo đức thiên tôn khí thế nổi bật hạ, bọn họ lại có thể như con kiến hôi nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thấy được bọn họ tồn tại. Bọn họ hơi thở, hoàn toàn bị đạo đức thiên tôn động trời ánh sáng che giấu. Đạo đức thiên tôn vừa xuất hiện, kinh khủng tu vi hơi thở, tràn ra đi, toàn bộ Ngọc Liên cấm địa, thậm chí toàn bộ thần thiên giới, cũng bởi vì hắn xuất hiện mà chấn động. Ngọc Liên cấm địa bên ngoài, vậy ngàn trăm cái phân tán cỡ nhỏ thế giới, giống như bản khối hợp thể vậy, nhanh chóng hướng Ngọc Liên cấm địa họp lại. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, nguyên bổn đã băng liệt thần thiên giới, lại lần nữa tụ hợp lại, lại thành một hoàn chỉnh bản khối. Thần thiên giới nhất trung tâm, biến thành Ngọc Liên cấm địa. Chính xác mà nói, là biến thành đạo đức thiên tôn. Diệp thần thấy đạo đức thiên tôn xuất hiện, cũng là kinh hãi. Hắn cảm thấy đạo đức thiên tôn hơi thở, đã cùng toàn bộ thế giới hiện thật, chặt chẽ dung hợp vào một chỗ. Nếu là lúc này, đạo đức thiên tôn lại xuất thủ, hắn sẽ không dễ dàng bị tiếp đón đến không không lúc nào không bên trong đi. Đạo đức thiên tôn, là ngươi. Thiên tâm lão tổ thấy đạo đức thiên tôn hạ xuống, cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Ngọc Liên nữ đế và Ngọc Liên thành những người bảo vệ, cảm nhận được đạo đức thiên tôn hào hùng uy nghiêm khí tượng, tự nhiên cũng là rung động, trong lòng lại một trận vui mừng. Đạo đức thiên tôn đích thân hạ xuống, đủ để giải quyết khốn cục trước mắt. Sư huynh, phong hỏa linh tổ thân thể run rẩy run, kêu một tiếng. Khói lửa sư đệ, người bị thiên tâm lão tổ mê muội, bị hắn chồng nô ấn, lại có thể cam tâm làm hắn nô bộc, người còn nhớ người thân phận sao? Đạo đức thiên tôn thanh âm nghiêm nghị mà lạnh khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm phong hỏa linh tổ. Ta! Phong hỏa linh tổ ở trong mộng mới tỉnh, đầu biến dạng vậy đau nhức, bị đạo đức thiên tôn như thế đòn cảnh tỉnh, lại có thanh tỉnh dấu hiệu. Cầu nô tài, cho ta chết! Thiên tâm lão tổ mặt liền biến sắc, lập tức thúc giục thiên bia năng lượng, hóa ra một đạo kiếm khí, ám sát hướng phong hỏa linh tổ. Suy! Đạo đức thiên tôn cong ngón tay bắn ra. Cũng là một món kiếm khí bắn ra, dễ dàng, liền đánh tan thiên tâm lão tổ kiếm khí. Thiên tâm lão tổ, dám động ta sư đệ, ngươi lá gan không nhỏ, ngày hôm nay nếu là để cho ngươi còn sống rời đi, ta tử hoàng tiên cung mất hết mặt mũi. Tím hoàng phi kiếm, cho ta chém giết. Đạo đức thiên tôn cả người linh khí dâng trào, sau lưng thậm chí nổi lên mồi lửa nguyên khí tượng, vô số tím hoàng thần hỏa tụ đến, hóa thành cuồn cuộn phi kiếm nước lũ. Trực tiếp hướng thiên tâm lão tổ chém đi giết. Thiên tâm lão tổ nhìn kiếm khí này nước lũ chém tới, nhất thời cảm nhận được liền nguy hiểm kinh khủng. Nếu quả thật bị chém trúng, hắn có thể sẽ chết. Chết sợ hãi, như thủy triều xông lên đầu. Người phong tỏa ta tương lai thời gian tuyến. Thiên tâm lão tổ thần sắc đại biến, hắn có thể vô hạn sống lại, là bởi vì là hắn tương lai có vô số cái thời gian tuyến, hắn coi như ở nơi này cái thời gian tuyến chết. Cũng có thể lợi dụng thiên bia lực lượng, từ khác một cái thời gian tuyến trên sống lại. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cảm nhận được, mình tất cả tương lai thời gian tuyến, đều bị đạo đức thiên tôn phong khóa lại. Như vậy phong tỏa tương lai thủ đoạn, cũng thuộc về không không. Muốn giết chết một cái không không cấp cường giả, cần đem nơi có thời gian tuyến tồn tại dấu vết, toàn bộ xóa đi. Muốn làm một điểm này, đặc biệt khó khăn. Có một cái đơn giản điểm biện pháp. Cũng có thể đem người giết chết. Chính là đem kẻ địch tương lai thời gian tuyến, toàn bộ phong tỏa ở, địch nhân như vậy lại không thể sống lại. Nhưng cái này vậy phong tỏa, cũng không thể kéo dài. Đợi được phong tỏa yếu bớt, địch nhân trưởng bối bằng hữu liền có thể từ cái khác thời gian tuyến bên trong, đem người mò ra, đạt tới sống lại mục đích. Nhưng mà, thiên tâm lão tổ không có bằng hữu, hắn nếu là chết, cũng không người sẽ đem hắn từ thời gian dài trong mặt sông mò ra. Đạo đức thiên tôn phong tỏa hắn tương lai, nếu là rồi trực tiếp giết chết hắn mà nói, hắn liền phải chết thật. Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, Ngọc Liên nữ đế các người, thấy đạo đức thiên tôn thủ đoạn,
đều là rung động.